Ừ. Chắc là khá bất ngờ đúng không? Đầu tiên tôi thấy không, lịch này tôi thấy có trước rồi, cho không có nữa. Không có nữa, tôi bảo cái cô trợ lý đấy là để lại cho lớp còn học, vì lớp, vì môn này bây giờ cuối kỳ rồi, nếu chúng ta mà cứ đợi cho hết dịch thì chả biết khi nào. Sau này học cấp cấp gấp quá nên tôi đề nghị cứ để dạy. Có gì chúng ta sẽ có tình hình mà dịch đỡ thì chúng ta sẽ có mấy buổi gặp mặt trực tiếp trên lớp. Được chưa? Rồi bắt đầu. Đây các bạn nhìn đây. Bây giờ ta vào học cái môn mà cái tên được gọi cái môn này của lớp là môn luật kinh tế. Các bạn nhìn thấy slide chiếu chứ? Không nhìn thấy là phải báo đấy nha. Gặp sự cố gì về hình ảnh trình chiếu là phải báo thầy đấy. Chương 1. Cái chương này, chương 1 là khái quát về luật thương mại của Việt Nam. Cái quan niệm về luật kinh tế, cái tên 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 gọi của môn học nhé, tôi giới thiệu qua các bạn tên gọi của môn học. Cái trường Đại học Đà Lạt mình ý, thì gọi môn này là môn gì? Như trong chương trình của chúng ta đấy, nó gọi là luật kinh tế, đúng chưa? Luật kinh tế. Trong khi đó các trường luật khác ấy, thì có trường gọi là luật kinh doanh, có trường gọi là luật thương mại. Đấy. Thì quan niệm về về nó ấy, thì cũng nó cũng khác nhau đấy. Ba cái thuật ngữ này nó có cái điểm khác nhau nhưng mà cũng có cái điểm giống nhau nhá. Nhìn chung luật kinh tế, luật kinh doanh và luật thương mại, nhìn chung nhá, nó đây là đều là những ngành luật, đều là những ngành luật mà nó điều chỉnh cái gì, điều chỉnh các quan hệ về về nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh, tức là trong cái hoạt động kinh doanh đấy. Đây là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong cái gì, hoạt động kinh doanh. Đấy là điểm chung của nó. Còn điểm khác ấy, cái thuật ngữ luật kinh tế này này là được sử dụng nhiều trong cái thời kỳ bao cấp, cái thời kỳ bao cấp nền kinh tế tập trung bao cấp ấy. Mà cái nền kinh tế bao cấp ấy thì cái sự tự do thương mại, tự do buôn bán là ít, rất ít. Đấy. Các doanh nghiệp kinh doanh là theo một cái mệnh lệnh của nhà nước. Vì vậy mà đây là thuật ngữ người ta dùng trong thời kỳ gì, thời kỳ bao cấp, thời kỳ kế hoạch hóa tiến lên xã hội chủ nghĩa đấy, ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam mình ấy, thuật ngữ luật kinh tế được sử dụng ở Việt Nam mình từ từ trong suốt mấy chục năm ấy, trước năm 86 là sử dụng phổ biến. Còn luật thương mại, thuật ngữ luật thương mại thì đây là thuật ngữ luật thương mại thì nó gắn với cả cái loại luật luật dành cho thương nhân ở, ra đời ở các nước Tây Âu từ thế kỷ thứ 11 cơ. Ở các nước Tây Âu từ rất sớm nó đã có cái luật luật thương nhân rồi, hay là luật thương mại rồi. Đây, bộ luật thương mại đầu tiên của thế giới là ra đời ở Pháp vào năm 1805. 1805, nước Pháp nó đã có một cái bộ luật nó đặt tên là bộ luật thương mại. Thì cái thuật ngữ luật thương mại này này nó nhấn mạnh tới cái yếu tố tự do kinh doanh. Tức là nó chú trọng tới yếu tố là tự do kinh doanh giữa mọi cá nhân tổ chức nhé. Nó khác với luật kinh tế. Luật kinh tế thì lại nhấn mạnh tới yếu tố gì, quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, hiểu chưa? Còn thuật ngữ luật kinh doanh, thuật ngữ luật kinh doanh thì nó xuất hiện muộn nè, nó mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19 trong một số tài liệu ở các nước 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 phương Tây và ở Liên Xô. Thì thuật ngữ luật kinh doanh ấy, thì nó cái thuật ngữ này nó cũng chú trọng điều chỉnh hai nhóm quan hệ. Thứ nhất là vừa là quan hệ quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, thứ hai nữa là nó vừa chú trọng điều chỉnh tới cái quan hệ tự do kinh doanh giữa các tổ chức cá nhân với nhau. Ok chưa? Rồi giờ chúng ta đến, tôi giới thiệu các bạn vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi vào mục hai nhỏ, khái niệm, đặc điểm và phân loại hoạt động thương mại.
À, chúng ta chuyển qua một hai nhỏ khái niệm đặc điểm phân loại hoạt động thương mại. À, đây là một cái phần cơ bản các bạn cần phải nắm vững nha để còn thi cử. Đầu tiên các bạn lưu tâm đang là mục 2 nhá, nhớ theo dõi cho nó kịp đấy. À, dấu sao đầu tiên ta tìm hiểu về khái niệm đặc điểm của hoạt động thương mại. Thế cái từ thương mại nghĩa là gì? À, từ thương mại nếu mà hiểu theo nghĩa truyền thống ấy, cái nghĩa ban đầu khi nó mới xuất hiện ấy, thì thương mại ta được hiểu đó là buôn bán. Thương mại được hiểu là buôn bán. Như vậy cái nghĩa ban đầu của nó như thế này ấy, đây là một cái nghĩa rất là hẹp, rất là hẹp nhá, nó chỉ bao gồm hoạt động buôn bán thôi. Như vậy là nó không bao gồm những cái hành vi mang tính chế tạo, ví dụ như là hành vi sản xuất hay là những hành vi trung gian thương mại. Nó chưa bao gồm hai cái nhóm hành vi này. Đấy. Cái từ thương mại nha các bạn nhé, thương mại thì hiểu theo nghĩa ban đầu thì nó chỉ bao gồm là có nghĩa là gì, có nghĩa là buôn bán rồi. Thế còn thương mại ngày nay, cái từ thương mại ngày nay ấy, thì người ta còn gọi là hoạt động thương mại hay là hành vi thương mại. Đấy. Hay là gọi là hành vi thương mại. Thì cái hoạt động thương mại theo cách hiểu ngày nay ấy, thì người được hiểu rất là rộng. Được hiểu rất là rộng nhá, hiểu nghĩa rất là rộng. À, tôi lấy ví dụ như là trong điều 3 của luật thương mại 2005 đây này, nó đưa ra một cái định nghĩa hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Như vậy ta thấy cái khái niệm hoạt động thương mại hiện nay hiểu nghĩa rất là rộng. Nó bao gồm toàn bộ các hoạt động gì nhằm mục đích sinh lợi. Ví dụ như hoạt động nào? Tôi lấy ví dụ cho các bạn đây, các bạn buổi sáng các bạn mở mắt ra, các bạn bước chân ra khỏi nhà là các bạn đã thấy những hoạt động sinh lợi rồi. Thứ nhất là gì, tôi lấy ví dụ như là gì, Grab, Grab bà bán bánh mì, cái quán bán cà phê, đó đều là hoạt động sinh lợi cả, đúng chưa? Hay là thằng K cộng chúng ta bật cái tivi lên hàng tháng chúng ta phải trả tiền cho họ đấy, mục đích sinh lợi đấy. Nên chúng ta thấy rằng các hoạt động thương mại hàng ngày nay ấy, nó diễn ra xung quanh chúng ta, diễn ra xung quanh chúng ta nhé, rất nhiều, từ những hoạt động thương mại nhỏ cho đến những hoạt động thương mại lớn. Đấy. Hoạt động thương mại lớn đó chính là những cái doanh nghiệp. À, còn hoạt động thương mại nhỏ đó là những cái người gì, người bán rong bán dạo, những cái quán vỉa hè, trà đá vỉa hè đấy, đấy là những, đó họ cũng là hoạt động thương mại đấy, nhưng mà ở quy mô thì thôi, quy mô nhỏ, được chưa? Như vậy các bạn nhớ cho tôi hoạt động thương mại là gì, cái chỉ cần nhớ cho tôi là gì, đó là những cái hoạt động mà nhằm mục đích gì, sinh lợi, được chưa? Là nhằm, đó là những hoạt động nhằm mục đích gì, sinh lợi nhá. Như vậy cái nghĩa này rất là rộng, bao gồm này, luật thương mại nó chỉ ra cho chúng ta một số nhóm hành vi thương mại cơ bản này. Đầu tiên là gì? Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đấy, hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ví dụ như các bạn đi chợ mua mớ rau, mua con cá, mua ký gạo. Đấy, cung ứng dịch vụ, ví dụ như dịch vụ xe thồ Grab đấy chẳng hạn. Đấy. Hoặc là dịch vụ gì, uống cà phê, hay bán cà phê, hay karaoke, đó là dịch vụ. Được chưa? Một cái nhóm hoạt động thương mại thứ hai nữa là nhóm hoạt động thương mại về đầu tư. Đầu tư, ví dụ như là gì? Ví dụ đầu tư, ví dụ như là thành lập doanh nghiệp. À, ví dụ như giờ chúng ta thành lập một doanh nghiệp để chúng ta sản xuất một cái mặt hàng nào đó. À, hoặc là gì? Chúng ta góp vốn để mua cổ phần của một công ty cổ phần nào đó. À, hoặc là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua bất động sản để mục đích sinh lời. Mua nhà mua đất đấy. Đấy là hoạt động đầu tư, mua mua để bán đấy, chứ không phải để ở nhá. Nếu mà chúng ta mua nhà để ở thì lại không phải hoạt động đầu tư đâu, còn mua mua để bán đấy, chính là hoạt động đầu tư bất động sản đấy. Một cái nhóm hoạt động thương mại thứ ba nữa đó là xúc tiến thương mại. Xúc tiến thương mại ví dụ như là gì, ví dụ như quảng cáo đấy. Xúc tiến thương mại ví dụ quảng cáo, đại lý, đại diện thương nhân đấy. Xúc tiến thương mại, được chưa? Đấy, như vậy là gì? Luật thương mại nó liệt kê cho chúng ta gì, ba nhóm hoạt động thương mại cơ bản. Đấy.
Và như vậy là gì, ta thấy rằng gì, cái khái niệm hoạt động thương mại theo luật hiện nay nhá, nó được hiểu với một nghĩa rất rất rộng. Tất cả các hoạt động mục đích sinh lợi đều là hoạt động thương mại hết. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi, tiếp nhá, tiếp nhá. Tiếp. Bây giờ chúng ta làm một dấu sao tiếp theo. Dấu sao thứ hai, ta nói về đặc điểm của hoạt động thương mại. Đặc điểm của hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại nó có đặc điểm gì? Đấy, các bạn ngó nhanh lên, lướt nhanh đấy không? Đặc điểm mà nổi trội của nó là gì? Đầu tiên đó chính là gì? Cái mục đích của nó là mục đích gì? Sinh lợi. Mục đích là phải là mục đích sinh lợi nha. Ít nhất một bên hoặc là cả hai bên phải có mục đích sinh lợi thì nó sẽ là hoạt động gì? Hoạt động thương mại. Như tôi đã lấy ví dụ với các bạn đấy. Ví dụ như là ví dụ như là chúng ta đi mua gạo thôi, mấy cái đại lý, cái mấy cửa hàng người ta bán gạo đấy, mục đích của họ là mục đích của họ sinh lợi. Mặc dù mình ví dụ như các bạn đi mua gạo, mục đích của các bạn có phải là để sinh lợi không? Không, đúng không? Các bạn không phải mục đích sinh lợi mà các bạn mua gạo để về gì, về ăn. Nhưng cái người bán, mục đích của họ là gì? Là mục đích sinh lợi, đúng chưa? Nên tôi nói rằng thì trong cái quan hệ thương mại này này, bao giờ phải có ít nhất một bên là nhằm mục đích gì, ít nhất nhá, một bên là nhằm mục đích sinh lợi, còn bên kia có thể là mục đích tiêu dùng không được, nhưng ít nhất có một bên phải là mục đích sinh lợi. Hoặc ví dụ các bạn ra điện tử Ý, chúng ta mua một cái tivi về nhà chúng ta xem, thì cái công ty điện tử Ý của họ đấy là nó bán tivi chúng ta, là nó là mục đích sinh lợi, còn mình mua thì về gì thôi, về thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng thôi. Hoặc là giờ hai công ty nó ký hợp đồng với nhau ha, công ty của một Việt Nam, công ty bên Việt Nam xuất khẩu sẽ bán cho đối tác một công ty Philippines 100 tấn gạo chẳng hạn, 100.000 tấn gạo chẳng hạn, thì đây là mục đích của cả hai bên đều là sinh lợi. Bên mua bên Philippines và bên bán ở Việt Nam đều là mục đích sinh lợi hết. Chứ không có ai đi ăn được, Philippines không thể đi mua một công ty nó mua cả 100.000 tấn gạo về nó ăn dần không được. Đấy mục đích sinh lợi rồi. Hoặc ví dụ các công ty của Việt Nam giờ nó bán khẩu trang sang cho một công ty của Mỹ chẳng hạn, như vậy là cả hai các bên đều có mục đích gì? Sinh lợi. Được chưa? Tiếp, một cái đặc điểm thứ hai nữa là nó được thực hiện, cái hoạt động thương mại này này nó được thực hiện trên một thị trường gì? Hợp pháp. Cái hoạt động thương mại này nó phải được thực hiện trên một cái thị trường hợp pháp. Tức là thị trường hợp pháp có nghĩa là gì? Đây là cái nơi họ diễn ra các hoạt động thương mại mà theo luật là được phép. Như vậy từ đó ta sẽ suy ra có những hoạt động thương mại mục đích là sinh lời đấy, nhưng mà gì, nhưng mà không được phép. Ví dụ như cái gì, ví dụ như mua ma túy, mấy đứa giờ mà chơi thuốc lắc chẳng hạn, các bạn đi mua thuốc lắc thì cái người bán thuốc lắc cho các bạn ấy, mục đích của họ là mục đích là làm gì đấy, nó sinh lợi đúng chưa, nhưng mà hoạt động này là bất hợp pháp không được phép. Hay ví dụ như là gì nữa, mua bán vũ khí chất nổ đấy. Hay là sách lậu, sách in lậu ấy. Sách in mà không, hay là sách in lậu, hay là đĩa in lậu, đĩa nhạc in lậu không có bản quyền ấy. Đấy, đây là bất hợp pháp. Mua bán cái hàng cấm, chúng ta hay gọi là hàng cấm đấy, đấy là thị trường gì đấy, thị trường bất hợp pháp, không được phép. Hay là mua bán hàng giả, hàng nhái, mua bán hàng giả hàng nhái cũng vậy, nó mặc dù mục đích sinh lợi nhưng mà lại là gì, đây là một hoạt động gì trên thị trường bất hợp pháp không được phép nhé. Nhẹ thì có bị sẽ bị xử phạt hành chính, mà nặng thì có thể bị bỏ tù ấy. Còn cái dân kinh doanh của các bạn, dân quản trị này này, hay có những hoạt động gì trên thị trường bất hợp pháp, ví dụ hoạt động nào, ví dụ như là gì, mua bán hóa đơn.
Hay là một số bạn liều mạng thì tham gia thị trường gì, một số bạn đầu tư thị trường vàng, thị trường vàng ảo, chơi vàng ảo trên mạng đấy, hoặc là chơi Bitcoin, mấy cái đồng tiền ảo ấy. Ở Việt Nam mình chưa cho phép những thị trường đấy được diễn ra đâu. Đấy. Các bạn muốn chơi cái đấy là các bạn phải lập tài khoản nối trực tiếp bên nước ngoài, chứ ở Việt Nam mình không được, không có một công ty bây giờ ở Việt Nam nào được phép kinh doanh ở lĩnh vực như vàng, làm gọi là người ta làm trung gian đấy trong lĩnh vực vàng ảo hay là Bitcoin hết nhá. Chúng ta chỉ hiện nay nhà nước chỉ cho chơi mỗi chứng khoán thôi, đầu tư chứng khoán thôi, còn còn những loại tài sản khác không được phép, ngoại hối không được phép, hay là dầu mỏ cũng không được, nhưng nước ngoài được hết đấy. Nước ngoài được. Tiếp, một cái đặc điểm của hoạt động thương mại nữa là gì? Nó phải mang tính chất nghề nghiệp. Cái hoạt động thương mại này này, nó mang tính chất nghề nghiệp. Tính chất nghề nghiệp thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở cái chỗ là gì? Những cái hoạt động này, hoạt động thương mại này được diễn ra liên tục, thường xuyên. Đấy. Nó được diễn ra gì? Liên tục, thường xuyên. Được chưa? Đấy. Và cái thu nhập từ cái hoạt động thương mại này là nguồn thu nhập chính. Đấy. Nó là một nguồn thu nhập chính. Được chưa? Thì đấy, tính nghề nghiệp đấy. Tôi lấy ví dụ như các bạn, ví dụ mấy quán cà phê chẳng hạn. Bây giờ ví dụ ở Ngã Năm chúng ta, các bạn muốn uống cà phê, các bạn ra đâu? Các bạn ra ngay quán cà phê Anh Em, hoặc cà phê Tỏi Đen chẳng hạn. À, ta thấy hai quán cà phê này nó chính là những là người đang hoạt động thương mại đấy. Có tính nghề nghiệp không? Có chứ. À, ta thấy ngày nào nó bán cà phê, bán thường xuyên, bán liên tục. À, cái nguồn thu lợi nhuận từ hoạt động bán cà phê chính là thu nhập chính của ông chủ của cửa hàng đó. À, rồi thì có tính gì? Tính tính gọi là cái tính chuyên môn cao. Đấy, ông chủ của các quán cà phê này ông rất am hiểu về 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 cà phê. Đấy, như chúng ta vào uống chỉ biết uống thôi, chứ còn chúng ta chả, nhiều khi chúng ta chả biết cà phê trong đó nó có cái gì. Nhưng những ông chủ đấy người ta sẽ rất rành, người ta có thể ngửi ngửi hạt cà phê thôi hoặc ngửi bột cà phê thôi là người ta biết là trong đó nó có những chất gì rồi. Đấy là thể hiện cái tính chất gì đấy, tính chất nghề nghiệp đấy nhé. Hay là một người bán quán phở cũng vậy. Hay là một người, hay ví dụ hay là cái công ty nó chuyên kinh doanh chuyên bán number one nhà hàng, nó sẽ rất am hiểu về cái sản phẩm của nó. Được chưa? Tính nghề nghiệp là vậy. Tiếp, một cái đặc điểm thứ tư của hoạt động thương mại nữa là cái người mà thực hiện hoạt động thương mại này ấy, người thực hiện hoạt động thương mại này nhá, chủ yếu là thương nhân. Tôi dùng từ từ chủ yếu là thương nhân nha. À, chủ yếu thôi, tức là gì, sẽ có những hoạt động thương mại mà không phải do thương nhân thực hiện nhá. Thương nhân là gì tí nữa chúng ta lại sẽ phải tìm hiểu sau. À, còn đây các bạn cứ nhớ cho tôi là gì, cái chủ thể mà thực hiện hoạt động thương mại này này chủ yếu là thương nhân. Được chưa? Thương nhân là ai? Hiểu ngắn đơn giản thế này. Thương nhân là người có đăng ký kinh doanh thì gọi là thương nhân. Được chưa? Đấy. Ai có đăng ký kinh doanh thì người đấy sẽ là thương nhân. Như vậy chúng ta sẽ loại trừ đi, vậy vậy những có những người người ta gì không đăng ký kinh doanh thì họ sẽ không phải là thương nhân đâu. Đấy, nhưng họ vẫn thực hiện hoạt động thương mại nhé. Tôi lấy ví dụ như ai nào? Ví dụ như người bán rong, bán dạo. Tôi lấy ví dụ như các bạn buổi sáng, các bạn đi học, các bạn ra cổng sau đại học, các bạn mua gì? Mua một gói xôi 10.000 các bạn ăn. Như vậy cái người bán xôi đấy có phải là đang hoạt động thương mại không? Hay nói khác là gì? Cái hoạt động bán xôi đấy có phải là đấy là một hoạt động thương mại không? Phải nhá. Mục đích của nó là gì? Có phải sinh lợi không? Phải. Mục đích của người bán xôi là kiếm lợi chứ chẳng nhẽ làm từ thiện cho các bạn à? Trừ khi người ta không lấy tiền thì đấy là từ thiện, thì không không có mục đích sinh lợi. Chứ còn người ta vẫn lấy, vẫn có lời mà. Nhưng họ không phải là thương nhân. Vì sao? Vì họ không có đăng ký kinh doanh. Hay ví dụ buổi tối chúng ta ra bờ Hồ Xuân Hương mà chúng ta muốn làm uống một ly trà gọi là cốc 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 sữa đậu nành.
hoặc các bạn mua củ khoai nướng các bạn ăn. Những người bán khoai bán sữa đấy, người ta có mục đích sinh lợi không? Có chứ, nhưng họ không phải là thương nhân đâu nhé, hiểu chưa? Còn các doanh nghiệp thì họ là doanh nghiệp, đương nhiên là thương nhân rồi. Các cửa hàng cửa hiệu nó chính là thương nhân rồi. Như mấy quán cà phê tôi lấy ví dụ đấy là thương nhân đấy. Vì sao? Vì phải có đăng ký kinh doanh. Thế Đại học Đà Lạt có phải là thương nhân không? Ừ. À, câu chuyện này bàn sau nhé. Thế hoạt động của dạy học của trường mình có phải là nhằm mục đích sinh lợi không? Đây có phải là cung ứng dịch vụ? Cung ứng dịch vụ thì là đúng rồi đấy, nhưng có mục đích sinh lợi không? À, nói chuyện sẽ nói bàn sau ha. Được chưa? Đại học Đà Lạt mình thì không có mục đích sinh lợi đâu nha các bạn nhé. Nhưng mà bản chất thì nó cũng sinh lợi đấy, nhưng mà nói chung là quan điểm của chúng ta là mấy cái trường công, bệnh viện công là không không có mục đích sinh lợi. Đấy, ví dụ hay như bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, các bạn vào đấy có phải mất tiền cho nó cho phải trả thêm viện phí không? Trả, phải trả chứ. Nhưng mà hoạt động của bệnh viện đó có phải nhằm mục đích sinh lợi không? Không nhá, mặc dù nó cũng kiếm lời nhưng mà không, quan điểm chúng ta là không nhá. Đại học trường học cũng vậy, nên nó không được coi là gì, những hoạt động đấy không được coi là hoạt động thương mại đâu các bạn nhé. Tiếp, dấu sao thứ ba là ta phân loại về hành vi thương mại. Có rất nhiều hoạt động thương mại hay là hành vi thương mại, tùy tùy vào cái căn cứ mà ta phân loại thôi nhá. Đấy, có nhiều cách để phân loại các hoạt động thương mại. Đấy. Chúng ta có các hoạt động cơ bản đây này. Thứ nhất là hoạt động mua bán hàng hóa. Mua bán hàng hóa. Như vậy cái đối tượng ở đây chính là gì? Chính là hàng hóa. Ví dụ như mua bán quần áo, mua bán hợp đồng, mua bán quần áo, mua bán khẩu trang, mua bán ô tô. Đấy. Như vậy cái đối tượng của cái hoạt động của hợp đồng của hoạt động thương mại này chính là hàng hóa. À. Một cái loại thứ hai nữa đó là hoạt động thương mại dịch vụ. Hoạt động thương mại dịch vụ. Dịch vụ thì rất là phổ biến nhé. Xã hội càng hiện đại thì dịch vụ nó càng phát triển. Như vận tải này, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sắc đẹp, ăn uống, quảng cáo vân vân, nhiều lắm, hoạt động dịch vụ giờ rất đa dạng. À, tiếp nữa, một loại nữa là hoạt động thương mại đầu tư. Hoạt động thương mại đầu tư. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là thành lập doanh nghiệp, góp vốn, đấy, mua bán chứng khoán bất động sản, đầu tư chứng khoán bất động sản. Đấy, đấy chính là đầu tư, hoạt động thương mại gọi là đầu tư. Ở nước ngoài nó còn có thêm một số hoạt động thương mại đầu tư, ví dụ như là gì, vàng, đầu tư vàng, vàng ảo nha, vàng ảo ấy, hay là tiền ảo như Bitcoin chẳng hạn đấy, tiền ảo, vàng ảo, rồi đầu tư vào gì, vào ngoại hối. Đấy, ngoại hối dân được phép mua bán những cái đồng gọi là ngoại tệ mạnh ấy, ví dụ như yên Nhật hay là euro hay là đô la Mỹ đấy, nhưng Việt Nam thì không được đâu nha các bạn nha. Hay là dầu mỏ, đấy, một số hàng hóa nổi trội, ví dụ đầu tư vào dầu mỏ. Đấy. Nước ngoài được nhưng chúng ta không được đâu. Dầu mỏ ở Việt Nam mình, dầu mỏ bữa nay trên thế giới hiện nay đang 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 thấp nhất trong hàng mấy chục năm nay đấy. Thực chất nên bây giờ bạn ví dụ ai mà có tiền chịu khó mua dầu mỏ ngon, nhưng Việt Nam mình không được. Việt Nam mình muốn đầu tư dầu mỏ chỉ có gì thôi, nên có cái câu chuyện vui là gì, vừa rồi mà xăng Việt Nam giảm sâu ấy, là một số ông nông dân ấy, là các ông mang bình mang can, các ông mua xăng về ông tích ở nhà vì rẻ quá, tích xong cái một ngày đẹp trời, cái một đêm đẹp trời, cái nổ bùm cho phát ấy, cả nhà cháy thành than. À, ở nước ngoài thì khác, ở nước ngoài nó có sàn, nó có sàn đầu tư, nó giống các bạn tưởng tượng nó giống như sàn chứng khoán của mình ấy, chỉ cần enter một phát thôi là chúng ta đã sở hữu hàng hàng bao nhiêu thùng dầu rồi. Đây, gọi là thùng dầu ảo đấy. Được chưa? Đó là các hoạt động mang tính gì? Đầu tư nhá. Đây, một là hoạt động thương mại thứ tư nữa là hoạt động thương mại về sở hữu trí tuệ.
Đấy, hoạt động thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đấy, ví dụ như là chuyển giao sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chuyển giao quyền tác giả. Thì nó là hoạt động thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tôi lấy ví dụ như là mấy tháng trước ấy, Viettel, công ty Viettel của Việt Nam đã mua mua quyền sử dụng công nghệ 5G từ thằng gì? Từ thằng Ericsson. À. À. Thì đấy đấy chính là một cái hoạt động thương mại trong lĩnh vực gì đấy, sở hữu trí tuệ. À. Chuyển giao công nghệ đấy. Ví dụ chúng ta mua công nghệ 5G. À, hay là chúng ta mua mua hay hay là cái thằng VinFast đấy, thằng VinFast ô tô VinFast đấy, nó mua cái gì đấy, nó mua thiết kế công nghiệp, thiết kế kiểu dáng công nghiệp các mẫu xe hơi đấy, nó có mấy mẫu xe hơi đấy là nó mua luôn, nó mua luôn cái mẫu thiết kế đấy, mẫu xe, rồi nó mua luôn cả cái dây chuyền sản xuất đấy, mua dây chuyền sản xuất chính là mua cái sáng chế rồi đấy, sản xuất xe đấy. Đấy, lên VinFast đó nó thành nó ra đời muộn thôi, nhưng mà nó hiện nay phát triển rất là nhanh. Thằng ấy toàn bỏ tiền nó mua công nghệ thôi. Cứ bỏ tiền thì nó mua đứt công nghệ của các nước. Đấy, chưa? Đấy là hoạt động thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Hay là chuyển giao quyền tác giả cũng vậy. À, ví dụ là một ca sĩ nào đó muốn biểu diễn một bài hát thì phải làm gì? Phải trả tiền cho ai? Cho chủ sở hữu của bài hát đó. Đấy cũng là một hoạt động thương mại. Được chưa các bạn? Rồi cái phần hai nhỏ ta xong nhá. Cái phần hai nhỏ đây này là về hoạt động thương mại chúng ta xong nhá. Yeah. Trong cái phần hai nhỏ đấy các bạn lưu tâm phải nắm vững cho tôi cái khái niệm hoạt động thương mại là gì và nó có những cái đặc điểm gì. À, khái niệm đặc điểm của hoạt động thương mại nhớ phải nắm vững. Ba nhỏ chúng ta chuyển qua phần ba nhỏ ta nói về ngành luật thương mại. À, cái ngành luật thương mại đây là một khái niệm mang tính chuyên ngành, mang tính chuyên ngành. Ví dụ như tôi là dân luật này, à, tôi giáo viên bên khoa luật nhá, chứ tôi không phải bên khoa thương quản trị của các bạn đâu. À, thì ví dụ như đối với dân luật tụi tôi đây này thì khái niệm ngành luật nó là một khái niệm rất là gần gũi và quen thuộc, nhưng mà đối với các bạn thì rất là xa lạ, nên đối với cái phần ba nhỏ này tôi không bắt các bạn phải nắm vững làm gì nhá. Khái niệm thế nào là ngành luật thương mại không cần phải nắm đâu. À, tôi chỉ giới thiệu các bạn thôi. À, ngành luật thương mại được hiểu là gì? Đây là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hệ thống pháp luật của chúng ta có 13 ngành luật tất cả. À, thì nó gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thôi. Tóm lại ta hiểu đơn giản đây này, ngành luật thương mại là gì? Đây là một ngành luật độc lập gồm tổng thể các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực gì đấy? Trong lĩnh vực thương mại là ok. Trong lĩnh vực thương mại là được nha. Hay là điều chỉnh các hoạt động thương mại cũng vậy. Được chưa? Tôi giới thiệu các bạn cái khái niệm này thôi. Đặc điểm của ngành luật thương mại, cái này tôi cũng giới thiệu nhanh cho các bạn vì cái này chúng ta không phải dân chuyên ngành nên tôi không đòi hỏi cao chỗ này. Đối tượng điều chỉnh của nó là gì? Chính là các hoạt động thương mại của thương nhân, ví dụ như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đấy. Đấy là đối tượng điều chỉnh, chính là hoạt động thương mại. Còn chủ thể chịu sự điều chỉnh cơ bản của ngành luật thương mại chính là thương nhân. Ngoài thương nhân ra còn có các chủ thể khác cũng chịu sự điều chỉnh, ví dụ như là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể hơn, ví dụ như là cơ quan đăng ký, như cụ thể hơn như là phòng đăng ký kinh doanh hay là tòa án chẳng hạn. Phương pháp điều chỉnh thì nó dùng hai phương pháp thôi. Phương pháp bình đẳng thỏa thuận, tức là các bên được tự do ý chí thiết lập các giao dịch với nhau đấy. Và phương pháp mệnh lệnh quyền uy. Phương pháp mệnh lệnh quyền uy được hiểu là gì? Sẽ có một bên chủ thể được quyền ra mệnh lệnh bắt bên kia phải phục tùng. Tôi lấy ví dụ như trong cái quan hệ, ví dụ như chúng ta xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chẳng hạn. À, chúng ta mang hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh rồi họ yêu cầu phải bổ sung
chúng ta phải bổ sung không? Phải bổ sung chứ, không bổ sung còn lâu mới cấp cho giấy đăng ký kinh doanh. Hoặc bây giờ chúng ta hai công ty kiện nhau ra tòa, tòa tuyên bố là công ty A thua kiện phải bồi thường cho công ty B 10 tỷ. Vậy công ty A phải phải thực hiện mệnh lệnh của tòa không? Phải thực hiện chứ. Đấy, chứ ở đây phải phạm mệnh lệnh quyền uy. Còn cái nguồn luật chủ đạo điều chỉnh của ngành luật này ấy, cái nguồn luật chủ đạo chính là gì? Luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật dân sự và những luật cùng các nghị định khác liên quan rất nhiều cái nguồn luật chủ điều chỉnh. Được chưa? Giờ 3.2. 3.2 giờ ta nói về thương nhân chủ thể cơ bản của luật thương mại, cái này thì các bạn phải nắm nắm cho nó vững nha. Thương nhân này. Khái niệm này thì các bạn phải nắm thật vững cho tôi. Cái thuật ngữ thương nhân ấy thì nó đã xuất hiện thằng hàng gần nghìn năm nay rồi. À, nó gần nghìn năm nay rồi, đã có trên thế giới nó đã có cái luật về thương nhân rồi, nó xuất hiện ở các nước Tây Âu như Anh, Pháp chẳng hạn, cả gần nghìn năm nay rồi nó đã có cái đạo luật về thương nhân rồi. À, còn cái từ thương nhân ấy, ngày xưa chúng ta thấy rằng thời kỳ phong kiến ấy, nó của ở Việt Nam mình nó cũng đã có rồi. À, chúng ta hay có nghe cái cụm từ gì đấy, sĩ nông công thương. Sĩ tức là theo cái chế độ phong kiến đấy, thì cái tầng lớp mà được coi trọng nhất trong xã hội đầu tiên là cái tầng lớp sĩ, sĩ phu đấy. Ví dụ như tôi này, tôi đây, những người được học hành đây này, gọi là tầng lớp gọi là sĩ, những người mà đỗ là quan khoa bảng ấy, làm quan cũng là sĩ. Rồi đến nông, à, nông dân là được coi trọng thứ hai, gọi tầng lớp cấp cao đấy. À, sĩ nông là hai thành phần của cấp cao đấy, thành phần tầng lớp cao trong xã hội đấy. Tiếp nữa đến gì, ông công là ông gì đấy, công là gì, là người chuyên sản xuất dụng cụ đấy, người ta gọi thủ công nghiệp đấy, người chuyên sản xuất cái cày, cái bừa, cái liềm, cái cuốc, cái xẻng ấy. Đấy là công. Và cuối cùng tầng lớp mà bị xã hội Việt Nam mình coi thường nhất chính là tầng lớp thương nhân. À, tầng lớp thương nhân là bị Việt Nam mình chế độ phong kiến là coi thường nhất, xếp cuối cùng sĩ nông công thương. À, chúng ta hay gọi sách mé là cái kiểu là con buôn đấy. À, chính vì cái tầng lớp thương nhân là tầng lớp bị coi thường nhất ấy, nên ở Việt Nam mình ấy, hàng nghìn năm nay ấy, là không chú trọng phát triển đến thương nghiệp, không chú trọng phát triển buôn bán, vì tầng lớp gọi tầng lớp hạ lưu thấp nhất xã hội mà, cái thời phong kiến đấy lại dở hơi như thế, nên chúng ta thấy nước mình nghèo bền vững là có một cái nguyên nhân này, này. Chúng rất nhiều đời chúng ta, các rất nhiều triều đại phong kiến chúng ta không coi trọng cái nghề thương nghiệp, tức là cái nghề buôn bán, và cái tầng lớp thương nhân ở Việt Nam mình nó không có vai trò, không không có tiếng nói quan trọng. Nó khác với nước ngoài nha, ta thấy như các nước Tây Âu tầng lớp thương nhân nó cực kỳ mạnh và nó rất quan trọng. Chính tầng lớp thương nhân này nó tạo ra cái cuộc cách mạng gì đấy, cuộc cách mạng công nghiệp, nó tạo ra gì, cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập ra các nhà nước tư sản dân chủ ngày nay. Đấy là nhờ tầng lớp thương nhân này đấy chứ. Còn ở Việt Nam mình, các cuộc cách mạng của Việt Nam mình thương nhân đâu có làm được đâu, đúng không? Cách mạng của thương nhân thực hiện toàn thất bại thôi. Ví dụ cuộc cách mạng Nguyễn Thái Học năm 30 ấy, thất bại. Cách mạng chúng ta là gắn với tầng lớp gì, vô sản. Giờ quay lại bài. Giờ ta quay về khái niệm về thương nhân nào. À, thương nhân như tôi nói các bạn, đây là chủ thể cơ bản của luật luật thương mại nhá. Và luật thương mại điều chỉnh chủ yếu là cái đối tượng này, gọi là cái chủ thể bị điều chỉnh chủ yếu chính là thương nhân. Thì thương nhân là gì? Dấu sao đầu tiên, khái niệm. Thì theo cái bộ luật thương mại của Pháp năm 1807, bộ luật này năm 1807. Bộ luật này đến nay vẫn còn hiệu lực nha, bao nhiêu năm? Hơn 200 năm. Bộ luật thương mại của Pháp thì nó định nghĩa thương nhân là người thực hiện các hành vi thương mại và lấy đó làm nghề nghiệp thường xuyên của mình. Cách đây 200 năm mà thằng Pháp nó đã đưa ra một định nghĩa thương nhân rất là tốt. Định nghĩa này đến bây giờ vẫn đúng nhé.
Còn theo khoản 1 của điều 6 luật thương mại chúng ta, luật thương mại 2005 đây này, thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có thể đăng ký kinh doanh. Đấy, định nghĩa của Việt Nam nó hơi dài dòng nha, hơi dài dòng. Còn định nghĩa của thằng Pháp rất là ngắn gọn, định nghĩa của Pháp nó ta thấy là hay hơn, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và nó toát lên cái ý cơ bản của thương nhân. Như vậy thương nhân là gì? Thương nhân chính là người chính là người thực hiện các hoạt động thương mại đấy, một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh, thế thôi. Nếu mà ngắn gọn như này, như tôi rút ra là vậy, được chưa? Thương nhân chính là gì? Chính là người thực hiện những hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Như vậy chúng ta lưu tâm phải có đăng ký kinh doanh mới gọi là thương nhân nhá, còn nếu không có đăng ký kinh doanh thì không được coi là thương nhân đâu, được chưa? Như vậy là nếu mà ta so sánh với cả cái quan khái niệm của luật thương mại Việt Nam với luật thương mại của Pháp, ta thấy cái khái niệm nào nó rộng hơn, tức là cái đối tượng được coi là thương nhân nó rộng hơn, chính là luật thương mại Pháp. Luật thương mại Pháp thì nó đối tượng để trở thành thương nhân nó sẽ rộng hơn, bởi vì nó không có cái đuôi là có đăng ký kinh doanh. Còn ở Việt Nam mình thì nó lại có thêm cái đuôi nữa là phải có đăng ký kinh doanh cơ mới gọi là thương nhân. Tôi đã lấy như lần trước tôi có nói các bạn ấy, có những cái chủ thể hoạt động thương mại đấy nhưng mà không phải là thương nhân vì họ không có đăng ký kinh doanh. Được chưa? Như vậy một cái mẹo, gọi là một cái mẹo để các bạn nhận biết có phải là thương nhân hay không ấy, chính là việc gì các bạn ngó xem là gì, họ có đăng ký kinh doanh hay không. Được chưa? Nếu họ có đăng ký kinh doanh thì đó chính là gì, thương nhân. Ok chưa? Tiếp, đặc điểm của thương nhân. Đặc điểm của thương nhân. Thương nhân có những đặc điểm gì? Cái bài giảng cái slide tôi chiếu cho các bạn chỉ là cơ bản thôi nhé, còn các bạn muốn biết chi đọc kỹ, hiểu kỹ hơn các bạn phải đọc giáo trình. Giáo trình thì sẽ kỹ và đầy đủ. Bây giờ ta đi vào từng cái đặc điểm của nó, được từng đặc điểm nổi trội một của khái niệm thương nhân nhá. Đặc điểm đầu tiên thương nhân chính là gì, chính là chủ thể, chính là cái chủ thể mà gì, chủ thể cơ bản này, chủ thể cơ bản nhé, nó là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại, hiểu chưa? Đây là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại. Nên là theo cái bộ luật thương mại Pháp đấy, hoạt động thương mại bao giờ nó gắn với thương nhân, gắn liền với thương nhân. Nhưng ở Việt Nam mình nó hơi khác đi một tí. Ngoài thương nhân ra còn có một số loại người tuy hoạt động, tuy có thực hiện các hoạt động thương mại nhưng họ không coi là thương nhân. Thì đặc điểm đầu tiên, thương nhân chính là chủ thể cơ bản thực hiện các hoạt động thương mại. Tôi lấy ví dụ như như gì nào, ví dụ như doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp. Rồi là gì nữa? Ví dụ như hợp tác xã. Hợp tác xã. Rồi ví dụ nữa là gì? Hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh. Đấy chính là những người thương nhân đấy, của Việt theo luật của chúng ta hiện nay đấy. Ví dụ những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, họ chính là thương nhân đấy. Hộ kinh doanh, ví dụ như tôi lấy cà phê Tỏi Đen, nó là hộ kinh doanh ấy. Hay là quán phở Hà Nội đường Bùi Thị Xuân, nó là hộ kinh doanh ấy. Được chưa? Tiếp, cái hoạt động thương mại này,
đặc điểm của thương nhân này. Một đặc điểm thứ hai nữa là gì? Thương nhân ấy là cái người mà thực hiện các hoạt động thương mại có tính chuyên nghiệp cao. Được chưa? Một cái đặc điểm thứ hai nữa là gì? Thương nhân chính là chủ thể mà thực hiện các hoạt động thương mại có tính gì? Chuyên nghiệp cao. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở đâu? Tính chuyên nghiệp của thương nhân thể hiện ở đâu? Đấy, thể hiện ở cái chỗ là gì? Thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại một cách gì? Thường xuyên, liên tục. À, nó là nguồn thu nhập chính của thương nhân. Và gì? Thương nhân có tri thức, có những hiểu biết sâu rộng về hoạt động thương mại. À, nhất là trong lĩnh vực mình đang kinh doanh. Được chưa? À, nó sẽ khác với cái loại một có một người như thế này, sẽ không, các bạn thử tư duy xem họ có phải là thương nhân không nhá. Ví dụ như các bạn đi du lịch sang Mỹ đi, ví dụ bạn lớp trưởng trong lớp hè hè này đi sang Mỹ du lịch một tuần, thì các bạn mới mua, bạn sang Mỹ bạn mới tranh thủ mua hai cái điện thoại iPhone. Điện thoại iPhone của Mỹ bán chắc chắn phải rẻ hơn iPhone ở Việt Nam rồi. Thì các bạn 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 lớp trưởng mới tranh thủ mua hai cái điện thoại iPhone ở bên Mỹ. À, bạn mua xong bạn bạn về Việt Nam bạn bán lại cho các cửa hàng điện thoại di động, bạn kiếm lời mấy triệu đồng. Như vậy cái hoạt động này có coi là gọi là hoạt động thương mại không? À, và bạn lớp trưởng có được coi là thương nhân không? Chúng ta hình hình dung chưa? Như vậy cái hoạt động bán điện thoại iPhone mua từ Mỹ về Việt Nam chúng ta hay gọi là hàng xách tay đấy, nó có phải là hoạt động thương mại không? Có, vì mục đích gì? Sinh lợi mà, mục đích sinh lợi. Vậy bạn lớp trưởng có phải là thương nhân không? Không, bạn lớp trưởng không phải là thương nhân. Vì sao? Vì không có cái tính chuyên nghiệp cao này. Tức là lâu lâu khi là có dịp đi du lịch bạn mua về bạn bán, chứ còn đây không phải là hoạt động thường xuyên của bạn, và nó không, càng không phải là nguồn thu nhập chính nha. Các bạn hiểu chưa? Hay ở Việt Nam mình có một số người hay đi buôn lậu hay hay đi buôn lậu hàng hóa, chính là ai đấy? Các tiếp viên hàng không. À, các cơ trưởng mỗi khi bay một chuyến bay quốc tế bắt đầu mua ít hàng bên nước ngoài về Việt Nam bán lại, và Việt chúng ta hay gọi là hàng xách tay đấy. À, thì hoạt động đấy là mục đích sinh lợi, hoạt động thương mại đấy. Nhưng những ví dụ cơ trưởng hay là tiếp viên hàng không đấy có được gọi là thương nhân không? Không nhá. Lý do có nhiều, lý do à, có nhiều lý do. À, trong đó có, nó được được coi là không, tính chuyên nghiệp nó của hoạt động thương mại đấy không cao. À, mà cái quan trọng nữa là gì, nó diễn ra một cái thị trường bất hợp pháp. À, Việt Nam có cho phép không, theo luật chúng ta có được không? Không được đâu. Chúng ta đi nước ngoài ấy, chúng ta được mua một số lượng hạn chế của hàng hóa nước ngoài thôi, chứ không được mua nhiều đâu nhé. Mua nhiều là gọi gì, là phạm pháp ấy. Mấy tiếp viên hàng không của mình hay các cơ trưởng hay có cái món này đó. Này, đấy mới là thu nhập chính của các vị đấy. Còn có lần còn có những cô tiếp viên hàng không còn còn đi buôn vàng. À, buôn vàng kìa. À, gắn vàng 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 lá ấy, gắn vàng dưới dưới đế giày ấy, à, vào vào trong giày ấy để mang sang nước ngoài bán. Rồi, chưa? Đấy, câu chuyện bên lề. Tiếp một cái đặc điểm nữa. Đặc điểm thứ ba nữa là cái hoạt động thương mại này này, do thương nhân thực hiện ấy, là phải gì, phải độc lập. Cái hoạt động này đó nhá, phải phải được thực hiện độc lập, mang danh nghĩa chính mình, vì lợi ích của bản thân mình. À, được chưa? Phải thực hiện một cách độc lập nhé, độc lập nhé, mang danh nghĩa chính mình vì lợi ích của bản thân mình. À, ví dụ như các doanh nghiệp chẳng hạn, à, các doanh nghiệp này khi mà nó thực hiện các giao dịch thì chính là vì gì đấy, chính là nhân danh ai, nhân danh doanh nghiệp hoặc nhân danh chính ông chủ của mình. À,
Từ đó bây giờ chúng giờ bây giờ các bạn lại tư duy cho tôi, bây giờ dụ mấy ông giám đốc làm thuê có được coi là thương nhân không? Ví dụ như tôi nhá, tôi thành lập một doanh nghiệp, bây giờ tôi thuê ông A làm giám đốc cho tôi, ông A chuyên đi ký hợp đồng và thương thảo hợp đồng, vậy ông A có được coi là thương nhân không? Các công ty thuê người khác làm giám đốc, vậy những ông giám đốc đó có được coi là thương nhân không? Xin thưa là không nhé. Vì sao không? Bởi vì những ông giám đốc này khi thực hiện các hoạt động thương mại là nhân danh ai? Có phải nhân danh cá nhân ông ấy không? Không phải. Mà nhân danh ai? Nhân danh công ty. Nên trong cái ví dụ này, các công ty mới là thương nhân. Còn những người quản lý công ty, ví dụ như là giám đốc, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, họ không phải là thương nhân. Hiểu chưa? Đó không phải là thương nhân nhé. Mà thương nhân chính là các công ty. Được chưa? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Nên là những người làm thuê không bao giờ là thương nhân đâu nhé. Hay ví dụ như các bạn uống cà phê tỏi đen chẳng hạn, à, các bạn ra quán cà phê tỏi đen, các bạn kêu một ly cà phê, thì cái ông chủ quán ấy, ông không không đứng ở quầy đâu, mà người đứng ở quầy là ai? Chính là mấy mấy cô mà được ông chủ thuê đấy. Thì những cái cô mà bán hàng đứng ở quầy thu ngân đấy, rồi là bán cà phê cho chúng ta ấy, họ không phải là thương nhân đâu nhé. Họ không phải thương nhân đâu. Vì sao? Vì họ chỉ là người làm thuê thôi, họ không được nhân danh họ, mà là cái hoạt động thương mại đó là nhân danh ai? Nhân danh cái ông chủ của mình. À, nên trong trường hợp đấy cái hộ kinh doanh đó mới là thương nhân, chứ không phải là cái người làm thuê đâu. Thì các bạn nhớ cho tôi, người làm thuê thì không bao giờ là thương nhân. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa các bạn? Không hiểu hỏi nhé, các bạn không hiểu phải hỏi đấy. Tiếp nào, đặc điểm của thương nhân tiếp theo là có năng lực hoạt động thương mại. À, phải có năng lực hoạt động thương mại nhé. Năng lực thương mại có thể, năng lực hoạt động thương mại thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở năng lực hành vi và năng lực gì đấy, pháp luật đấy. Năng lực hành vi thì nó phụ thuộc vào đâu? Phụ thuộc vào độ tuổi. Độ tuổi, tôi lấy ví dụ những em bé 13 tuổi, 14 tuổi hoặc là 10 tuổi có được phép thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi không? Xin thưa là không bao giờ, không bao giờ. Nhé, không bao giờ được. Vì các bạn đấy là gì? Người ta gọi là chưa có năng lực. Chưa có năng lực. À. Thế mấy đứa bé 10 tuổi đi bán vé số đấy. À. Thì những đứa bé đấy có được có cái gọi là đâu, những hoạt động đó có được coi là hoạt động thương mại không hả? Xin thưa rằng mặc dù mục đích là kiếm lời đấy, nhưng mà không không được coi là gì hoạt động thương mại đâu. Vì sao? Vì những đứa bé đấy là chưa đủ tuổi, theo luật là không được phép. Nên là những đứa bé mà đi bán vé số đấy là không được phép nha. Nhẽ ra những đứa trẻ đấy là phải được gì, cha mẹ chăm sóc. Nếu cha mẹ không có điều kiện chăm sóc thì các trung tâm bảo trợ xã hội phải chăm sóc. Nên là các du khách nước ngoài sang Việt Nam mà gặp mấy cảnh mấy đứa bé con nó đi ăn xin, đi bán vé số là người ta rất là chướng mắt. Vì ở nước họ không có những cảnh này. Đấy là những đứa trẻ con, tức nó chưa có năng lực, chưa có năng lực hành vi. Hiểu chưa? Đối với một cá nhân thì năng lực hành vi đầy đủ từ khi nào? Năng lực đầy đủ là phải từ đủ 18 tuổi nhé. Chúng ta phải Đối với cá nhân là phải từ đủ 18 tuổi trở lên thì chúng ta mới được kinh doanh ở mọi lĩnh vực. À, từ đủ 18 tuổi thì được phép kinh doanh ở mọi lĩnh vực. Chưa? À, đấy là độ tuổi. Nó còn phụ thuộc vào đâu nữa? Vào khả năng nhận thức. Khả năng nhận thức, tôi lấy ví dụ những người bị tâm thần. Những người bị tâm thần à, thì thực hiện các hoạt động thương mại được không? Không giờ được nhá. Những người tâm thần là mất khả năng nhận thức rồi. Họ không được phép thực hiện các hoạt động thương mại. Các hợp đồng giao dịch ký với người tâm thần ấy đều bị vô hiệu hết. Các bạn đều vô hiệu.
Được chưa? Còn đối với doanh nghiệp thì cái năng lực hoạt động thương mại nó có từ khi nào? Doanh nghiệp năng lực thương mại của nó được xuất hiện từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấy, từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là doanh nghiệp nó sẽ có năng lực thương mại rồi. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào không phải là tuy nhiên không phải doanh nghiệp được kinh doanh ở mọi lĩnh vực đâu. Đấy, không phải mọi kinh lĩnh vực đâu. Cái lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp nó phụ thuộc vào đâu? Nó sự phụ thuộc vào cái giấy đăng ký kinh doanh ấy. Đấy, tôi lấy ví dụ như công ty Thành Bưởi đi chẳng hạn. Công ty Thành Bưởi khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp nó chỉ đăng ký kinh doanh trong các lĩnh vực, ví dụ như là vận tải, bất động sản, thì nó chỉ được kinh doanh ở hai lĩnh vực đó thôi. Vận tải và bất động sản thôi. Bởi công ty Thành Bưởi có được phép sản xuất thép không? À, bây giờ công ty Thành Bưởi giờ nó sản xuất, nó xây dựng một cái xưởng chuyên sản xuất thép thì được phép không? Xin thưa là không được nha, không được phép. À, nó muốn sản xuất được thép thì nó lại phải điều chỉnh lại cái giấy đăng ký doanh nghiệp. À, nó phải điều chỉnh lại, nó phải xin cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phòng đăng ký kinh doanh để ok cho nó, thì lúc đó nó mới được phép kinh doanh ở cái lĩnh vực về sản xuất thép. Đấy, các bạn hiểu chưa? Nên là cái năng lực hoạt động thương mại ấy, đối với cá nhân thì nó phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức. Còn đối với tổ chức hay nói cụ thể hơn là đối với doanh nghiệp thì nó phụ thuộc vào đâu? Nó phụ thuộc vào cái lĩnh vực được phép kinh doanh ấy. Nha, cái lĩnh vực được phép kinh doanh ở trong cái giấy đăng ký doanh nghiệp ấy. Nên các bạn sau này mà khi thành lập doanh nghiệp ấy, các bạn mà muốn kinh doanh ở nhiều lĩnh vực thì trong cái giấy đăng ký kinh doanh các bạn phải phải xin và phải liệt kê càng nhiều lĩnh vực kinh doanh càng tốt ha. Từ vận tải cho đến bất động sản rồi đến đến gì và kinh doanh mua bán rau củ quả rồi là sắt thép xi măng vật liệu xây dựng nữa, liệt kê nhiều ra sau này đỡ phải đăng ký điều chỉnh. À, hay tương tự như các bạn bây giờ ví dụ cái nhà của các bạn thôi, bây giờ tự dưng các bạn đón khách về, khách khách du lịch đấy, nghỉ đấy, được phép không? Ví dụ cái nhà bạn đang ở bây giờ tranh thủ ngày Tết các bạn giờ cho thuê phòng được phép không? Xin thưa không được phép đâu nhé, người ta phạt cho đấy. Các bạn phải có đăng ký, phải đăng ký hộ kinh doanh thì mới được. Đấy chính là năng lực hoạt động thương mại đấy nhé, được chưa? Tiếp, và một cái đặc điểm rất nhận biết thương nhân nữa chính là gì? Tổ chức cá nhân đó phải có đăng ký kinh doanh, phải có đăng ký kinh doanh nhá. Ai cần phải có đăng ký kinh doanh như tôi đã nói các bạn, nhất là doanh nghiệp bao giờ phải có đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp là một, thứ hai là ai, là hợp tác xã không phải là doanh nghiệp đâu nha, các bạn đừng nhầm. Thứ ba nữa là gì, là hộ kinh doanh hết. Chỉ có ba đối tượng đó thôi là có đăng ký kinh doanh. Còn những người sau sẽ không phải đăng ký kinh doanh. Đó là những người gì, bán hàng rong, hàng dạo, những người kinh doanh mà có thu nhập thấp. Có thu nhập thấp. À, tôi lấy ví dụ những người sau có thu nhập thấp, các bạn có thể bắt gặp ví dụ như là một cái tiệm đánh giày, cái tiệm sửa sửa giày và đánh giày, ví dụ như gần trên dốc đá này này. Có cái tiệm rất là bé chuyên đánh xi giày và sửa giày, hay là gì, hoặc là một cái tiệm người ta gọi là đánh chìa khóa, cái chìa khóa nhà người ta giờ muốn nhân bản là ta đến cái tiệm nhờ cái ông đánh cho người ta mấy cái chìa khóa đấy, thì đây cũng là một người có thu nhập rất thấp thì luật sẽ không bắt họ phải đăng ký kinh doanh nhá. Còn mức mức thế nào là thấp thì tùy mức doanh thu nào được coi là thấp thì tùy từng tỉnh. À, mỗi một tỉnh sẽ quy định một cái mức doanh thu khác nhau. Nếu anh trên mức doanh thu đó anh phải đăng ký kinh doanh, còn nếu anh thấp hơn thì anh không phải đăng ký kinh doanh, hiểu chưa? Hay những người bán rong bán dạo, tôi lấy ví dụ của các bạn rồi, những người bán ngô nướng, ngô luộc, khoai nướng hay là sữa đậu lành buổi tối đấy. Những người bánh hoặc là bán gánh hàng rong, bán mấy cái mớ rau mà cho lên cái quăng gánh gánh thì những người đó cũng không phải đăng ký kinh doanh nhé. Và những người đó vì họ không có đăng ký kinh doanh nên đương nhiên họ sẽ không phải là thương nhân, hiểu chưa? Sau này các bạn nhận định nhé, chỗ này kiểu gì đi thi tôi cũng hỏi các bạn nhưng chủ yếu sẽ là nhận định nhé.
Tôi lấy ví dụ thế này, tôi lấy ví dụ là mọi cá nhân tổ chức thực hiện các hoạt động thương mại đều là thương nhân, đúng hay sai? À, mọi cá nhân tổ chức hoạt động thương mại đều là thương nhân. À, xin thưa, chúng ta phải loại trừ đi ai? Những người có doanh thu thấp, như ví dụ bán rong hàng rào, không phải là thương nhân đâu nha, mặc dù hoạt động của họ là hoạt động thương mại đấy. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? À, dấu sao thứ ba là ta nói về các loại thương nhân. Các loại thương nhân thì sẽ có mấy cái loại như sau. À, đầu tiên là thương nhân là hộ kinh doanh. Thương nhân là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh ví dụ mấy cái cửa hàng đấy, các cửa hàng cửa hiệu ấy. Các quán cà phê chính là hộ kinh doanh đấy. À, cái hộ kinh doanh này nhé, chủ sở hữu của nó có thể là cá nhân, nhóm người hoặc là hộ gia đình. Được chưa? Cái loại thương nhân đầu tiên tôi nhắc lại này, thương nhân đầu tiên là hộ kinh doanh. Đây là một loại thương nhân đông đảo nhất hiện nay. Ví dụ chúng ta đi dọc đường Bùi Thị Xuân, dọc đường Đinh Tiên Hoàng, dọc đường Phù Đổng Thiên Vương. Đấy đều là thương nhân cả đấy. Các cửa hàng cửa hiệu đấy. Nhưng mà nó là ở dạng gì? Hộ kinh doanh. Được chưa? Đây là cái loại thương nhân đông đảo nhất hiện nay. Nước nào cũng vậy thôi. Cái đám này mới là đám đông. Tiếp, cái loại thương nhân thứ hai là doanh nghiệp. Loại thương nhân thứ hai là doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Hết. Đại doanh nghiệp chỉ như vậy, chúng ta chỉ có bốn loại hình doanh nghiệp thôi nha. Tư nhân là một, trách nhiệm hữu hạn là hai, cổ phần là ba và hợp danh là bốn. Bốn loại hình doanh nghiệp. Một loại thương nhân thứ ba là hợp tác xã và liên minh hợp tác xã, tức là nhiều hợp tác xã nó liên kết với nhau gọi là liên minh hợp tác xã. Được chưa? Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp đâu nha, các bạn đừng nhầm. Ok chưa? Rồi, như vậy trường đại học có phải là thương nhân không? Trường học bệnh viện có phải là thương nhân không? Không đâu nhé, nó không phải là thương nhân đâu. Nào các bạn có hỏi gì về cái chỗ thương nhân này nữa không? Có hỏi gì chỗ về khái niệm về thương nhân hay hoạt hoạt động thương mại không? Hiểu chưa? Nói thế từ nãy giờ có hiểu không? Rồi, bây giờ các bạn nghỉ giải lao, chúng ta nghỉ giải lao 30 phút nhá. Rồi, chúng ta chuyển qua phần 4 nhỏ, ta nói về doanh nghiệp. Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là một loại thương nhân cơ bản đây ha, thương nhân cơ bản và chủ đạo đây, thương nhân cơ bản. Đất nước mà muốn có phồn vinh hay không, đất nước muốn có giàu có hay không là phải nhờ vào gì? Nhờ cái đám doanh nghiệp này này. Ừ, một quốc gia không cần phải 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 thật nhiều doanh nghiệp à. Một quốc gia chỉ cần có vài doanh nghiệp thật mạnh thôi là xin thưa rằng nó sẽ kéo theo cả đất nước lên đấy. Ví dụ như thằng Hàn Quốc à. Hàn Quốc có thấy nó chỉ có vài cái tập đoàn lớn thôi, Samsung, Hyundai thì thấy nó kéo cả đất nước đi lên. À, Mỹ cũng thế, Mỹ nó vài tập đoàn lớn thôi cũng vậy. Người ta thống kê dân, người ta thống kê Mỹ 1% dân, 1% dân số của Mỹ nhưng mà nắm giữ tới gì tới 90% nguồn lực của quốc gia đấy, đám doanh nghiệp đấy, các tập đoàn đấy. Việt Nam mình hy vọng tương lai sẽ có chứ hiện tại chưa có một cái doanh nghiệp nào gọi là đầu đàn cả đâu. Bữa nay đang có nhen nhóm VinFast thôi, nhen nhóm thôi nhá, chứ thằng này cũng chưa biết được thế nào đâu. Năm nay là ô tô đang ế ế nhè rồi này, ô tô cả thế giới giờ bán không được vì dân thế giới giờ nó nghèo rồi, nó bị Covid toàn ở nhà đóng cửa, có đi làm đâu mà có tiền là mua ô tô, nên những cái hàng xa xỉ phẩm bây giờ là giảm giá hết.
Không ai mua cả, bây giờ chỉ tất cả hàng hóa đều giảm hết vì đơn giản dân không có tiền mua. Ừ, chỉ có mỗi cái thứ tăng giá đó là khẩu trang thôi. Giờ tao nói về doanh nghiệp nhé. Doanh nghiệp đây là một loại thương nhân cơ bản và cũng là một cái chủ thể chủ yếu của luật thương mại đấy. À, anh như tôi đã nói các bạn nhớ chỗ này không? Các loại thương nhân đây này, đấy, thương nhân nó gồm có gì? Hộ kinh doanh này, doanh nghiệp này và hợp tác xã. Đấy. Thì doanh nghiệp chính là một loại thương nhân cơ bản. Đây các bạn phải hiểu doanh nghiệp là gì. Giờ ta giấu sao đầu tiên, ta tìm hiểu khái niệm về doanh nghiệp. Thế doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp nó khác gì với cả các tổ chức khác? Ví dụ nó khác gì với đoàn thanh niên? Nó khác gì với các trường đại học? Trường đại học Đà Lạt nó gọi là gì các bạn? Có phải là doanh nghiệp không? Không. Trường đại học Đà Lạt gọi là gì? Đơn vị sự nghiệp công. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng gọi là gì? Cũng là đơn vị sự nghiệp công. Thế còn đại học Dẹt Xin là gì? Đại học Dẹt Xin có phải là doanh nghiệp không hả? Đại học Dẹt Xin thì nó hoạt động như một doanh nghiệp nhưng nó lại không coi là doanh nghiệp. Luật Việt Nam mình nhiều khi dở hơi lắm, nó cũng được coi là một tổ chức sự nghiệp nhưng mà nó hoạt động thì như doanh nghiệp thôi. À, được chưa? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu khái niệm nhá. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật và nhằm mục đích kinh doanh. Nào bạn nào từ cái khái niệm này các bạn có bạn nào phát biểu với tôi xem nào, trả lời xem là doanh nghiệp nó khác gì với cả như ví dụ như Đại học Đà Lạt chẳng hạn, nó khác gì nào? Các bạn mà nói thêm các bạn nhé, trong quá trình mà tôi hỏi các bạn mà trả lời ấy, các bạn cứ trả lời được hai hai câu hai hai câu nhé, tích lũy được hai câu, ví dụ hôm nay một ngày sau một thì các bạn sẽ được cộng thêm vào hai điểm, 2/10 nhé, 2 điểm trên 10 điểm đấy, tức là 0.2/1 điểm thuyết trình, có hiểu chưa? Đấy, các bạn chỉ cần trả lời 5 lần là được 10 điểm rồi, mặc dù điểm thuyết trình của các bạn bằng không đi nữa thì các bạn vẫn gì vẫn được tối đa điểm, hiểu chưa? Thế nào, có ai muốn phát biểu không? Doanh nghiệp khác gì với Đại học Đà Lạt nào, khác gì với cả đoàn thanh niên này, lấy Đại học Đà Lạt trước đi. Im lặng tức là không ai phát biểu. Thế tôi xin mời bạn Lê Thanh Tân trả lời nào. Dạ em không biết thầy ạ. À rồi, không biết. Mời bạn Nguyễn Huy nào. Dạ em cũng không biết thầy ơi. Rồi, mời bạn lớp trưởng đi. Thầy ơi cho em trả lời. Cho em trả lời. Rồi, trả lời em. Em là Ngân Huyền. Dạ, doanh nghiệp là được thành lập với mục đích là kinh doanh mang lại lợi nhuận là chính, còn như là Đại học Đà Lạt đó thì nó được lập ra nhằm mục đích là xây dựng con người, cải thiện đời sống xã hội. Mục đích đấy các cụ nhà mình gọi nó là gì đấy? Tên tên tổ Đại học Đà Lạt em biết nó là tổ chức gì không? Nó không phải là doanh nghiệp đâu. Nó là đơn vị sự nghiệp. Thì cái mục đích của nó chính là gì đấy? Vì sự nghiệp gọi là gì đấy? Chồng người. Nói cho nó văn hoa đấy ha. Bệnh viện thì gọi là gì? Vì sự nghiệp gì? Để chữa bệnh. Nói văn hoa thôi. À, bây giờ đại học nào cũng phải phải lo lợi nhuận hết. Trường mình cũng thế thôi, sắp tới là tự chủ hoàn toàn là phải lo hết thì nó hoạt động như một doanh nghiệp thôi, anh cũng phải tính toán là làm thế nào là gì tăng chi mà giảm thu, giảm chi mà tăng thu chứ nào. Thế các bạn bây giờ em trả lời tiếp cho nào, em nhìn vào vào cái khái niệm doanh nghiệp đây này, em thấy rằng nó giống với cả Đại học Đà Lạt ở ở những cái chỗ nào nào, khái niệm ba dòng này thôi nhé.
Dạ thầy, là nó có tên riêng, Ừ, ok, có chính trụ xác. sở giao dịch. Rồi, có trụ sở. Gì nữa? Thế có tài Và sản. Có tài đều sản. được đăng ký, đã được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Đúng rồi, đều được thành lập hết. Nếu mà anh không được thành lập thì người ta chúng ta sẽ gọi là tổ chức phi pháp đấy, hiểu chưa? Ví dụ những tổ chức phản động chẳng hạn ở nước ngoài ấy, là nó thành lập không được, không không được phép thành lập. Tiếp, thế có tài sản, còn tài sản thì sao, có giống nhau không? Dạ có tài sản. Ừ, đã là có tài sản không? Em nghĩ là Doanh, có. em nghĩ cái gì, em nhìn như thế mà em còn nghĩ là có nữa. Thế cái nhà A1 là của ai? 40 mấy hectare là À, của cơ sở vật chất, cơ sở vật chất thì cũng được tính là tài sản. ai? Thế không, đông là tài sản thì em gọi nó là cái gì, là cái nhà giống cái nhà của em nó gọi là gì, không phải là tài sản Thì của bố không, em bảo là có tài sản. ờ rồi ok. Đại học Đà Lạt thế còn nhiều tài sản là khác đúng không? Đại học Đà Lạt bị giàu không, cực kỳ giàu. Như tôi xin thưa rằng các bạn cái nhìn thấy cái mặt tiền đường của Đổng Thiên Vương thôi, rồi cái phân lô mà bán này thì ối tiền này, mỗi một lô là 10 tỷ chẳng hạn, ngon. Hoặc thì nói xây dựng 100 ki ốt cho thuê mỗi tháng 10 triệu thôi là trường giàu ngay. Có tài sản chứ, doanh nghiệp có không? Có, doanh nghiệp có tài sản chứ. Tôi lấy ví dụ như cái doanh nghiệp, ví dụ như cái ví dụ thằng ví dụ cái doanh nghiệp thương hiệu, ví dụ doanh nghiệp mà giàu nhất thế giới, tài sản khủng nhất thế giới là thằng nào? Tôi lấy ví dụ như là một số thằng lớn thế giới, ví dụ như là Amazon chẳng hạn. Amazon nguyên tài sản vô hình của nó đã là 200 tỷ rồi, tức là giá trị thương hiệu 200 tỷ đô nhá. Đấy, có phải là gần bằng tổng quốc GDP của Việt Nam không? Đấy là mới là gì thôi, tài sản vô hình thì chưa tính tài sản hữu hình của nó đấy. Còn Việt Nam mình cái thương hiệu mà đắt nhất hiện Việt Nam bây giờ là thằng nào? Thằng Vinamilk với Viettel ấy, nó khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ một chút, hơn 1 tỷ đô USD. Đấy là tài sản vô hình đấy. Doanh nghiệp nó có tài sản chứ. Ok chưa? Như vậy các bạn so sánh này. Như vậy các bạn so sánh doanh nghiệp với các tổ chức khác, ta thấy là gì? Nói cơ bản là giống nhau. Ví dụ so sánh với trường Đại học Đà Lạt, các bạn vừa so sánh rồi, hay là so sánh với một tổ chức gọi là đoàn thanh niên. Lớp này ai là đoàn thanh niên? Đoàn thanh niên gọi là tổ chức gì đấy? Tổ chức gì? Chính trị xã hội. Đúng chưa? Ta thấy nó cũng giống, nó chỉ khác nhau mỗi cái gì thôi. Khác nhau mỗi cái mục đích đây này. Khác nhau mỗi cái mục đích thôi. Doanh nghiệp thì cái mục đích của nó là gì? Nhằm mục đích thành lập để làm gì? Để kinh doanh. Kinh doanh. Được chưa? Còn các tổ chức khác thì nó không có mục đích này nhé. Đấy. Nhằm mục đích doanh. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Như vậy là doanh nghiệp là nó là một tổ chức, nó cũng giống như các tổ chức khác. Nó chỉ khác các tổ chức khác ở gì thôi, ở cái mục đích thôi nhá, ở cái mục đích thôi, được chưa? Còn kinh doanh là gì tí nữa ta lại tìm hiểu sau. Thì doanh nghiệp thì các bạn lưu tâm cho tôi, có một cái loại doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước, thì các bạn lưu tâm doanh nghiệp nhà nước theo luật bây giờ ấy, không phải trước đây luật cũ nhá, luật cũ chỉ cần một cái doanh nghiệp mà 50 cộng 1, 50 cộng cộng 1% vốn nhà nước sở hữu thì gọi là doanh nghiệp nhà nước rồi. Nhưng theo luật mới hiện nay ấy, phải là 100% vốn điều lệ do nhà nước nắm giữ thì mới gọi là doanh nghiệp nhà nước. Hiểu chưa? Còn doanh nghiệp Việt Nam nữa là gì? Đây là những doanh nghiệp mà được thành lập ở Việt Nam. Ví dụ các bạn tư duy cho tôi như công ty Samsung Vina ở Bắc Ninh ở Thái Nguyên đấy, nó là doanh nghiệp Việt Nam hay là doanh nghiệp nước ngoài nào? Doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài hả? Thế em có biết rằng nó được thành lập ở Việt Nam hay ở nước ngoài? Samsung Vina. Samsung được thành lập ở bên Hàn Quốc. Ừ, rồi ok, xin thưa với các bạn là Samsung Vina là doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam. Vì sao? Vì nó được thành lập ở theo luật nó thành lập ở Việt Nam. Còn công ty mẹ của nó thì ở nước ngoài. Công ty mẹ nhá, công ty mẹ mà nước ngoài. À, được chưa? Nó là doanh nghiệp Việt Nam đấy các bạn ạ.
Bởi vì sao? Bởi vì khi sang Việt Nam làm ăn thì nó phải có dự án đầu tư, đúng chưa? Khi có dự án đầu tư rồi thì nó mới được phép thành lập doanh nghiệp. Đấy, thì khi nó thành lập doanh nghiệp thì nó phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam đấy chứ. Chứ nộp ở đâu? Làm sao mà nộp ở Hàn Quốc được? Ai duyệt cho anh? Ok chưa? Còn cái khái niệm kinh doanh đâu rồi? Tự dưng lại tôi lại sót cho một các bạn một cái khái niệm nữa rồi. Bây giờ các bạn lại tư duy cho tôi một cái nữa. Kinh doanh là gì nào? Doanh nghiệp là một tổ chức, đúng chưa? Nhằm mục đích gì đây? Kinh doanh, khái niệm kinh doanh là gì? Để tôi phải lấy cho các bạn. Trong cái luật doanh nghiệp nó có, mà sao tôi lại soạn slide thiếu mất cái khái niệm này. Đấy, một khái niệm các bạn cần phải biết là khái niệm kinh doanh, để tôi lấy từ luật doanh nghiệp ra. Các bạn phải đọc kỹ cái luật doanh nghiệp nhé. Môn này học là chủ yếu cái luật doanh nghiệp đây này. Kinh doanh đây. Rồi các bạn so sánh xem khái niệm kinh doanh nó khác gì với khái niệm hoạt động thương mại. Ok, các bạn nhìn khái niệm kinh doanh nào. Đây, tôi trích từ luật doanh nghiệp cho các bạn đây. Đấy, như chúng ta vừa tìm hiểu, doanh nghiệp là một tổ chức, đúng chưa? Nó khác với tổ chức khác ở cái chỗ là gì? Cái mục đích của nó là gì? Kinh doanh. Thế còn vậy kinh doanh là gì? Theo luật đây, nó định nghĩa của ta đây này. Đấy. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, của quá trình này, đầu tư từ xây dựng, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích gì? Sinh lợi. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng gì, cái hoạt động kinh doanh này, cái mục đích cuối cùng của nó là gì? Đây đây này, mục đích gì? Sinh lợi, đúng chưa? Nào, chúng ta thử so sánh với khái niệm hoạt động thương mại xem nào. Hoạt động thương mại trong luật thương mại. Đây, hoạt động thương mại đây. Lộn, cái này là thương nhân. Đây. Cũng không phải nốt. Đây, hoạt động thương mại đây. Theo luật thương mại, hoạt động thương mại là gì đây? Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi. Đúng chưa các bạn? Bao gồm mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại. Được chưa? Như vậy chúng ta cứ nhớ hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích gì? Sinh lợi. Thế còn kinh doanh? Kinh doanh có nhằm mục đích sinh lợi không? Đây có phải là một hoạt động không? Nó là một hoạt động, đúng chưa? Kinh doanh nó là một loại hoạt động có nhằm mục đích sinh lợi không?
nhằm mục đích sinh lợi, đúng chưa? Như vậy hoạt động kinh doanh chính là hoạt động gì? Thương mại. À, kinh doanh chính là một trong dạng của hoạt động thương mại. Đây đây, các bạn thấy đều nhằm mục đích sinh lợi, nó chỉ khác nhau cái chỗ gì thôi. À, đây khác nhau cái chỗ cái đoạn giữa đây thôi, để ý này, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một hoặc tự liên tục một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình này. Đấy, tức là sản xuất đấy, tức là hoạt động kinh doanh này, nó cái nếu theo khái niệm này, cái từ kinh doanh này nó sẽ bao gồm các hoạt động như là gì? Sản xuất này, đầu tư này. Đấy, sản xuất, đầu tư. Đấy. Rồi là gì? Tiêu thụ sản phẩm, toàn bộ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm, ví dụ mua bán, hoạt động mua bán. Đúng chưa? Như vậy ta xét về cái nội hàm của nó nhé. Ta xét về cái nội hàm của cái từ kinh doanh này này, hoạt động kinh doanh này, thì nó cũng giống như là cái nội hàm của gì? Của hoạt động thương mại thôi, nó không khác gì đâu. Đấy, nó cũng giống như nội hàm của hoạt động thương mại mà thôi nhá. Đấy, cũng bao gồm các hoạt động như là gì đây? Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư. Đấy, đầu tư. Đấy, được chưa? Đầu tư, hoạt động đầu tư này thì bao gồm chính là hoạt động sản xuất đấy, thành lập doanh nghiệp chẳng hạn, được chưa? Như vậy xét về nội hàm thì hai khái niệm này nó cũng gì thôi, như nhau mà thôi. Đấy, nhưng mà cái luật của Việt Nam ta thấy nó lằng nhằng, rắc rối. Bản chất giống nhau mà các ông cách định nghĩa thì lại khác nhau. Đấy, các bạn cứ nhớ cho kinh doanh chính là một loại hoạt động thương mại nhé, vì nó đều nhằm mục đích sinh lợi cả. Tuy nhiên các bạn lại phải lưu tâm một cái này. Một cái này bây giờ tôi giả sử tôi ra một câu nhận định thế này. Doanh nghiệp nhá là một tổ chức được thành lập nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Nhằm mục đích hay là sinh lợi gì ạ? Doanh nghiệp nhá là một tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Đúng hay sai? Cái đấy tí nữa ta sẽ nói sau nha. Tí nữa nói sau đi. Hay nói cách khác là gì? Có phải tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều có mục đích là sinh lợi hay không? Tức là mục đích tìm kiếm lợi nhuận hay không? Đấy. Được chưa? Giờ ta tiếp tục nha. Khái niệm doanh nghiệp vậy thôi. Một khái niệm nữa, khái niệm thứ hai các bạn cần nắm là khái niệm kinh doanh. Được chưa? Kinh doanh là gì? Các bạn cũng hiểu đơn giản, nó kinh doanh chính là hoạt động mà những hoạt động đó là hoạt động mà nhằm mục đích gì? Sinh lợi. Vậy thôi. Sinh lợi hiểu là gì các bạn? Sinh lợi hiểu là gì? Ví dụ ta đang có một đồng vốn này, giờ ta tìm cách nào làm cách nào đó mà sẽ sinh sôi ra thành gì? Thành hai đồng, ta gọi là sinh lợi là vậy, được chưa? Ví dụ các bạn có một đồng vốn nhá. Giờ các bạn tìm cách nào đó để cho thành sinh sôi nảy nở lên thì gọi là sinh lợi. Đấy. Nó khác với cả cái việc là sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì thì khác nhé. Đấy. Còn các bạn sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì thì lại là khác. Được chưa? Còn mục đích sinh lợi là vậy, hiểu đơn giản là thế thôi. Giờ chúng ta dấu sao thứ hai, ta nói về đặc điểm của doanh nghiệp nào. Đặc điểm của doanh nghiệp. Đấy, đặc điểm của nó đấy. Doanh nghiệp trước tiên đây nó là một tổ chức kinh tế có tên riêng, hay gọi là một tổ chức cũng được tùy các bạn thôi, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Đấy, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ của nó là gì đấy? Ta thấy doanh nghiệp bao giờ nó có ban bệ, nó phải có hội đồng quản trị, công ty cổ phần thì nó có đại hội cổ đông, có hội đồng quản trị, có giám đốc, có kế toán trưởng. Còn cái ông công ty trách nhiệm hữu hạn thì bây giờ phải có gì, chủ tịch công ty hoặc là hội đồng thành viên, giám đốc, kế toán. Đấy chính là cơ cấu tổ chức chặt chẽ đấy. Các bạn sẽ thấy nó khác với cả gì, khác khác với cả hộ kinh doanh.
các cái hộ kinh doanh. Ví dụ các bạn vào quán cà phê Tỏi Đen đi, các bạn có thấy ở đấy có giám đốc không, có kế toán không? Không có, đúng chưa? Không có, chỉ có người ông chủ với người làm thuê thôi. Đấy, nó không có các bộ phận, các cơ cấu chặt chẽ như doanh nghiệp nhá. Đấy, nên đây là một cái đặc điểm khác với cả hộ kinh doanh đấy các bạn ạ. Hộ kinh doanh ấy thì nó không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tức là nó không có ban bệ, nó không có các chức danh. Còn doanh nghiệp là phải có các cơ quan, à, nó phải có bộ phận, phải có các bộ phận và phải có chức danh. Đấy, nhưng là doanh nghiệp nào chả phải có giám đốc, đúng chưa? Doanh nghiệp nào cũng phải có giám đốc hết. Đấy. Doanh nghiệp nào cũng phải có người phụ trách kế toán hết. Đấy. Tiếp. Một cái đặc điểm thứ hai là nó được thành lập hợp pháp, được thành lập hợp pháp và có đăng ký kinh doanh. Đấy, cái đặc điểm này thì giống với hộ kinh doanh thôi, được thành lập hợp pháp, phải được thành lập hợp pháp nhá. Còn nếu mà anh không, anh tự ý thành lập mà không xin phép là trái luật không được đâu. Đấy. Thế mà một doanh nghiệp thành lập như thế nào là hợp pháp? Hợp pháp đơn giản thôi, các bạn cứ làm một cái hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp ấy, nộp tới phòng đăng ký kinh doanh, các ông ok cấp cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ok, coi như là đã được thành lập hợp pháp đấy. Hay nói cách khác là gì? Được thành lập hợp pháp từ thời điểm nào? Từ thời điểm mà được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đấy cũng là thời điểm mà doanh nghiệp chính thức ra đời, à, về mặt pháp lý đấy. Tức là từ thời điểm có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhé. Tiếp. Cái mục tiêu của nó là gì? Cái mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp là gì? Là tìm kiếm lợi nhuận. Đấy, và phân chia lợi nhuận cho các thành viên hay là cho các chủ sở hữu. Mục đích chính của doanh nghiệp là thế, tức là gì? Mục đích của chính của doanh nghiệp là gì? Là tìm kiếm lợi nhuận này và gì? Và phân chia lợi nhuận. Tìm kiếm lợi nhuận để làm gì? À, thì hầu hết là để phân chia lợi nhuận cho các thành viên, hầu hết thôi nhá. Sẽ có những cái doanh nghiệp nó không có cái mục đích này đâu các bạn ạ. À, như tôi lấy ví dụ các bạn này này. Có những cái doanh nghiệp xã hội, à, theo điều 10 của luật doanh nghiệp, hay là doanh nghiệp công ích. Đấy, doanh nghiệp công ích người ta gọi là pháp nhân phi thương mại. Đấy, đây là những cái doanh nghiệp, cái mục đích cuối cùng của nó ấy, không phải là gì, là không phải là phân chia lợi nhuận cho các thành viên đâu nhá. Nó cũng đi tìm cái mục đích của nó cũng là sinh lợi, tức là làm sao mà nhân 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 lên cái tiền vốn của nó, nhân lên cái tài sản của nó, nhưng cái sử dụng cái lợi nhuận đó vào mục đích gì ấy, không phải là mục đích chia cho các thành viên đâu nhé. À, các doanh nghiệp xã hội này, doanh nghiệp công ích này, mục đích chính của nó ấy, thì lại không phải là phân chia lợi nhuận cho các thành viên đâu. Được chưa các bạn? Tiếp. Như vậy là có ba cái mục tiêu chính ở đây, được chưa? Mục tiêu của nó ấy, là tìm kiếm lợi nhuận hay là mục đích sinh lợi đây này. Ta đây khái niệm kinh doanh ở đây này. Đấy, đây là mục đích của nó, mục đích sinh lợi này. Đấy. Còn cái việc phân chia lợi nhuận cho các thành viên ấy thì tùy từng loại hình doanh nghiệp nhé. Như tôi nói các bạn, có những cái doanh nghiệp ấy như doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp công ích ấy, thì nó lại không hướng đến cái mục tiêu đó đâu. Tiếp, bây giờ ta nói về cái phân loại doanh nghiệp. Phân loại doanh nghiệp có rất nhiều căn cứ để chúng ta phân loại. Đấy, căn cứ vào mục đích hoạt động. Mục đích hoạt động tức là cái đích cuối cùng của doanh nghiệp đấy, thì người ta phân thành doanh nghiệp tư. Doanh nghiệp tư chính là doanh nghiệp thuần túy là mục đích tìm kiếm lợi nhuận và phân chia lợi nhuận cho các chủ sở hữu. Đấy. Được chưa? Một loại doanh nghiệp thứ hai là doanh nghiệp công ích. Doanh nghiệp công ích. Đấy, ví dụ như là doanh nghiệp công ích, ví dụ như là các doanh nghiệp gì đấy, các doanh nghiệp về quốc phòng. Cái Bộ Quốc phòng Việt Nam mình nó có nhiều doanh nghiệp không?
có rất nhiều doanh nghiệp đấy. Tôi lấy ví dụ như thằng Viettel chẳng hạn. À, Viettel là một doanh nghiệp rất to của Bộ Quốc phòng. Thế vậy thì theo các bạn nó là doanh nghiệp gì? Doanh nghiệp tư hay là doanh nghiệp công ích đây? À, cái doanh nghiệp công ích ấy. À, doanh nghiệp công ích tôi lấy ví dụ nó có nhiều lắm, ví dụ như những cái doanh nghiệp mà chuyên sản xuất cái đồ quốc phòng an ninh, ví dụ như là vũ khí, tùy từng nước thôi nha các bạn nha, tùy từng nước nha. Ví dụ như Mỹ thì nó không phải là doanh nghiệp công ích đâu, thằng Mỹ là các công ty của nó xuất khẩu vũ khí âm ầm, nhưng ở Việt Nam mình không thấy xuất khẩu vũ khí, chúng ta sản xuất vũ khí chủ yếu là để gì thôi, để bảo vệ tổ quốc thôi, thì đấy chính là mục đích công ích, vì nó không phải để sản xuất, không phải để kinh doanh. À, nó không phải là sản xuất vũ khí để bán kiếm lời, hiểu chưa? À, mà chúng ta là sản xuất để gì? Để trang bị cho quân đội thôi. Hay ví dụ là hay là doanh nghiệp quốc phòng mà chuyên sản xuất về trang phục quân đội. À, chuyên may mặc về trang phục quân đội cũng là doanh nghiệp công ích. Mục đích chính của nó là gì? Đấy, để bảo vệ an ninh tổ quốc ấy. Ví dụ như thế. Nó là một loại doanh nghiệp công ích. À, rồi và luật doanh nghiệp mới hiện nay nó có quy định thêm ta một loại hình doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội là gì thì được quy định ở điều 10. Điều 10 luật doanh nghiệp nhé. Nhưng mà cái đây này, mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội môi trường vì lợi ích cộng đồng. À, nhằm giải quyết các vấn đề xã hội môi trường. À, nói thêm về doanh nghiệp công ích nữa. Doanh nghiệp công ích ngoài các doanh nghiệp quốc phòng ra còn có doanh nghiệp nào nữa gọi là doanh nghiệp công ích các bạn? Khá là nhiều đấy. À, ví dụ như là mấy cái công ty về quản lý đường bộ, quản lý mấy công ty về cao tốc ấy, quản lý đường cao tốc ấy, của bộ thuộc nó trực thuộc bộ giao thông ấy. Rồi doanh nghiệp điện nước đấy, công ích đấy, điện nước. Những doanh nghiệp công ích này ấy, thì cái lợi nhuận của nó là gì? Mục đích của nó có phải là tìm kiếm lợi nhuận không các bạn? Nó cũng có mục đích tìm kiếm lợi nhuận nhưng đó không phải là mục đích chính. Các bạn hiểu chưa? Không phải mục đích chính nha. Chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ điện và nước, nếu mà nó coi mục đích chính của nó là tìm kiếm lợi nhuận thì sao? Thì nó sẽ luôn luôn tăng giá. Cái hậu quả là gì? Giá nó sẽ rất là cao. Đấy. Nên là đối với các doanh nghiệp công ích này ấy, thì thôi kệ nó cứ làm ăn có lỗ thì nhiều, có lỗ thì dân lại mừng đấy. À, ví dụ thằng điện chẳng hạn, ta thấy thằng doanh nghiệp điện bữa nay đang kêu trời kêu đất là đang nhăm nhe tăng giá điện đấy. À, Bộ trưởng Công Thương phản sản ra phát biểu rằng nếu bây giờ không tăng giá điện thì tập đoàn điện lực thì chỉ có phá sản nó vẫn lỗ đấy, hàng năm vẫn lỗ, nhưng mà xin thưa rằng đấy là doanh nghiệp công ích thì lỗ là tốt, nó có lãi thì nhiều khi lại dở hơi đấy. Mấy cái tôi lấy ví dụ như thằng điện thôi, nó muốn có lãi dễ không? Rất dễ, nó cứ tăng gấp đôi giá bán hoặc gấp rưỡi giá bán điện ấy. Dân thì vẫn phải 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 sử dụng điện thì lợi nhuận nó có ngay, nhưng mà lúc đó là gì, lại lại chết người dân, chết doanh nghiệp thôi. Doanh nghiệp là xài nhiều điện là chết. Nên là những doanh nghiệp công ích này thường 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 ấy là nó hay hay bị lỗ trong quá trình kinh doanh, và ngân sách nhà nước là phải bù lỗ cho chúng nó. Đấy, hay đấy, được chưa? Chứ vì mục đích chính của nó không phải là tìm kiếm lợi nhuận nha. Tìm kiếm lợi nhuận cũng là mục đích của nó nhưng chỉ là mục đích thứ yếu thôi. Đấy, hay là ví dụ như là tổng công ty đường sắt Việt Nam, nó cũng là doanh nghiệp công ích ấy. Đấy,
đường sắt đấy, mặc dù lỗ vẫn chạy. À, tao đây có những cái đoạn tuyến tàu như ví dụ Hà Nội Móng Cái, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai, lỗ nhưng vẫn phải chạy. Doanh nghiệp công ích mà. Ok chưa? Bây giờ giải thích cho các bạn thêm về doanh nghiệp xã hội nhé. Cái doanh nghiệp xã hội này ấy, thì mục tiêu của nó là để giải quyết các vấn đề gì xã hội và gì và môi trường. Tôi lấy ví dụ công ty xử lý rác thải. À, các công ty xử lý rác thải, xử lý nước nước thải, à, rác thải nước thải rồi gì nữa, những công ty chăm sóc ví dụ như là các công ty ví dụ chăm sóc người người già, chăm sóc người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ đấy, hay là chăm sóc hoạt động trong cái lĩnh vực như tôi vừa nói, lĩnh vực ví dụ như là chăm sóc người bị người già, trẻ em hay là HIV. À, nó chỉ hiện nay Việt Nam mình có nhưng nó không phải là doanh nghiệp, nó chỉ là những cái giống như chung, nó là dạng trung tâm thôi. Trung tâm thôi. Hoặc hộ ông A ông B nào đó có nuôi dưỡng 100 trẻ cơ nhỡ chẳng hạn thì nó thường gọi là trung tâm thôi chứ không gọi là doanh nghiệp nhé. À, nhưng mà với cái quy định của luật doanh nghiệp này là những trung tâm đó hoàn toàn có thể chuyển đổi mô hình từ trung tâm đấy đang một tổ chức xã hội đấy, bây giờ chuyển qua thành một doanh nghiệp xã hội được không? Được. À, khi mà chuyển qua doanh nghiệp xã hội như vậy thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có những cái nó sẽ có ban bệ, nó sẽ có hội đồng thành viên, nó sẽ có giám đốc. Chưa? Tôi lấy ví dụ như cái Tịnh Thất Bồng Lai mà có năm chú tiểu hát đi đi thi thách thách thức danh hài ấy. Tịnh Thất Bồng Lai đấy là chăm sóc rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi đấy, thì cái Tịnh Thất này hoàn toàn có thể tách thành một cái doanh nghiệp chuyên chăm sóc, cái doanh nghiệp xã hội chuyên chăm sóc trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, bạn hiểu chưa? Nhưng tuy nhiên là Việt Nam mình luật thì có quy định đấy, nhưng trên thực tế tôi chưa chưa thấy có những doanh nghiệp kiểu này, nhưng mà tương lai nó sẽ có thôi. À, rồi một cái đặc điểm của doanh nghiệp xã hội nữa là gì? Nó sử dụng ít nhất là 51% lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư. Đấy, anh phải sử dụng ít nhất 51% lợi nhuận hàng năm nhé để tái đầu tư, chứ không phải bỏ hết vào túi chủ sở hữu đâu. Đấy, anh được chia không? Được chia, nhưng mà được chia có một phần thôi, còn lại là gì? Phải sử dụng lại để tái đầu tư, ví dụ đầu tư trang thiết bị, mở rộng cơ sở đấy, tái đầu tư nó là thế. Được chưa? Rồi. Tiếp, một cái căn cứ thứ hai là căn cứ vào tư cách pháp lý. À, doanh nghiệp nó chia thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Thế tư cách pháp nhân là gì? Tư cách pháp nhân ta hiểu đơn giản, tức là nhân danh doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Thì gọi là tư cách pháp nhân nhé. À, tư cách pháp nhân bây giờ nó dành cho tổ chức. À, tổ chức. Thế trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay, doanh nghiệp nào là không có tư cách pháp nhân? Chỉ có một loại doanh hình doanh nghiệp duy nhất chính là doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp duy nhất hiện nay là không có tư cách pháp nhân. À, có nghĩa là gì? Xét về bản chất, doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành hoạt động kinh doanh là nhân danh ai? Nhân danh chủ sở hữu. Nhân danh chủ sở hữu. Xét về bản chất là thế. Ừ. Mặc dù hình thức nó có con dấu riêng đấy. À. Được chưa? Còn các doanh nghiệp khác đều có tư cách pháp nhân hết, tức là nhân danh chính doanh nghiệp. Đại học Đà Lạt có phải là, xin hỏi các bạn, Đại học Đà Lạt có tư cách pháp nhân không? Có, à, nó có tư cách pháp nhân đấy, nhưng nó không phải là doanh nghiệp nhé. Tiếp.
Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản thì nó lại chia thành doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản. Trách nhiệm hữu hạn là gì? Tức là chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp. Đấy, còn trách nhiệm vô hạn có nghĩa là gì? Nghĩa là trường hợp doanh nghiệp không đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ thì chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng của mình để thanh toán thay cho doanh nghiệp. Đấy, gọi là trách nhiệm vô hạn. Tôi lấy ví dụ. Ví dụ trách nhiệm vô hạn hiện nay ấy thì chỉ có hai loại hình doanh nghiệp thôi là trách nhiệm vô hạn. Đó chính là doanh nghiệp tư nhân là một và công ty hợp danh là hai. Chỉ có hai tên này thôi, chỉ hai mô hình này là trách nhiệm vô hạn thôi, tức là gì đấy? Nếu như mà doanh nghiệp làm ăn thua lỗ là chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng của mình để trả thay cho doanh nghiệp đấy. Còn lại các doanh nghiệp khác, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đấy, thì đều là trách nhiệm hữu hạn hết. Thế chúng ta sau này mà có bạn nào mà muốn đi lừa đảo ấy, thành lập doanh nghiệp để lừa thiên hạ ấy, thì các bạn phải khôn nhá, đừng có bao giờ đi thành lập doanh nghiệp tư nhân mà đi lừa nhá, phải thành lập doanh nghiệp gì, phải thành lập gì công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần mà để đi lừa đảo được. Có ý định mà gọi là kiểu kinh doanh bất minh ấy, cái kinh doanh cái kiểu mà trộm giật ấy. Ký hợp đồng xong rồi tìm cách xù kèo ấy. Hoặc là gì, hoặc là tài sản của mình cái kho hàng trị giá 1 tỷ giờ thế chấp kiếm vay 10 tỷ chẳng hạn, thì phải thành lập loại hữu hạn, chứ còn trách nhiệm vô hạn thì chết. Doanh nghiệp mà không có trả được nợ là chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng để trả thay cho doanh nghiệp, được chưa? Tiếp, căn cứ vào cơ cấu của chủ sở hữu thì người ta chia thành doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là bao giờ chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân thôi. Thứ hai là công ty hợp danh. Công ty hợp danh thì bao giờ cũng có gì, có ít nhất là hai người liên kết về, gọi là hai hai thành viên hợp danh với nhau, tức là liên kết về về yếu tố nhân thân đấy. Đấy, một loại hình thứ ba là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nó lại chia thành ba loại tôi nói qua thôi. Thứ nhất là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. Thứ hai nữa là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức. Ví dụ như thằng nào là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức. Ví dụ như các doanh nghiệp nhà nước hiện nay, tất cả các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đều là trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức hết. Tôi lấy ví dụ như công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Đấy. Ngân hàng Agribank. Đấy, hay là công ty Vietlott, xổ số Vietlott ấy, trực thuộc Bộ Tài chính. Đấy là những cái, hay là tập đoàn, hay là TKV, than khoáng sản, thằng điện, tập đoàn điện, điện lực EVN. Đấy chính là những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, chủ sở hữu của nó là Bộ, Chính phủ hoặc là Ủy ban các tỉnh. Thông thường là thế thôi. Tiếp, cái loại thứ ba nữa là công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên. Được chưa? Như vậy riêng thằng trách nhiệm hữu hạn nó có ba loại. Có ba loại nhé. Đấy, như chúng ta đây, như các bạn trong lớp được thành lập cái loại nào? Loại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên này, hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân. Rồi, và cái loại doanh nghiệp cuối cùng chính là công ty cổ phần. Công ty cổ phần. Được chưa? Như vậy đấy là chính là các loại hình doanh nghiệp của chúng ta hiện nay, tính ra bây giờ nó có bốn loại hình doanh nghiệp tất cả, bốn loại hình. Tiếp, căn cứ vào hình thức sở hữu thì chúng ta có thể chia thành doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Như tôi đã nói, doanh nghiệp theo luật hiện nay, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước phải là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ bao nhiêu phần trăm vốn? 100% nhé, 100% vốn. Như vậy từ đó ta suy ra tất cả các công ty cổ phần đều không phải là doanh nghiệp nhà nước, đúng chưa? Công ty cổ phần bao giờ nó rất nhiều chủ sở hữu thì không thể có, nó nhà nước không thể nắm giữ 100% được. Đấy.
Nên chúng ta cứ thấy thằng nào là công ty cổ phần thì không có phải là doanh nghiệp nhà nước. Ví dụ như thằng ngân hàng nào đã cổ phần rồi, ví dụ như Vietcombank, ngân hàng Vietinbank, nó không phải là doanh nghiệp nhà nước đâu nha. Mặc dù nhà nước đang đang nắm giữ vốn cổ phần là tỷ lệ cổ phần là lớn nhất, nhưng nó không phải là doanh nghiệp nhà nước đâu. Đấy, như cái thằng ngân hàng Agribank, thằng ấy chưa cổ phần hóa, nhà nước đang nắm giữ 100% đấy. Tiếp, doanh nghiệp tư nhân. Đấy, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, rồi là doanh nghiệp hỗn hợp. Doanh nghiệp hỗn hợp, doanh nghiệp nước ngoài đây chính là, rồi nói chính xác hơn tức là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đấy, hay ta hay còn gọi là doanh nghiệp FDI đấy. FDI. Còn doanh nghiệp hỗn hợp tức là nó, ví dụ hỗn hợp chính là ví dụ như thằng cổ phần nhỉ, thằng cổ phần, doanh nghiệp cổ phần, công ty cổ phần ấy, hay nó thường nó dạng hỗn hợp, nó gồm nhiều loại hình với nhau. Bạn thử, các bạn nhìn đây, ta thấy là trong các loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam mình hiện nay doanh nghiệp nào là lớn nhất, các bạn tư duy thành phần nào lớn nhất à, xét tất tần tật giờ thằng lớn nhất thì phải là thằng nào, thằng Samsung. Công ty Samsung hàng năm nó xuất khẩu với cả 50 tỷ đô cơ mà, chiếm 1/4 tổng lượng, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam cơ mà. Nhiều so với tập đoàn dầu khí nhá, hơn nhiều so với mấy ông nông dân xuất khẩu gạo, lúa, cà phê. Mình nó xuất khẩu 1/4 của đất nước thì thôi. Đấy, Samsung lớn nhất. Còn cái doanh nghiệp nhà nước của mình ấy, còn doanh nghiệp tư nhân bây giờ thằng nào lớn à, tư nhân bây giờ phải lớn nhất phải là cái thằng gì, tư nhân người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam của mình ông Phạm Nhật Vượng. Đấy, Phạm Nhật Vượng, cái gia đình Vin đấy, Vincom, Vingroup đấy, là tổng vốn của nó giờ cũng rất là lớn, thằng đấy có thể coi là lớn nhất. Đấy, rồi ai nữa, đến cái bà chủ của tập đoàn Vietjet Air đấy, cũng là một doanh nghiệp lớn. Trịnh Văn Quyết cũng 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 thuộc nhóm lớn. Đấy, còn doanh nghiệp mà thuộc sở hữu nhà nước, nhưng mà doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước giờ nó mới là lớn chính là mấy ngân hàng ấy, mấy ngân hàng, rồi là mấy công ty dầu khí, nhưng chủ yếu ngân hàng thôi, được chưa? Tiếp nha, căn cứ vào quy mô kinh doanh, căn cứ vào quy mô người ta chia thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang được luật ưu ái nha, luật chúng ta có các chính sách ưu ái cho cái loại hình này. Thế một doanh nghiệp như thế nào gọi là vừa và nhỏ? À, các bạn ngó trên cái slide đấy. Đây là doanh nghiệp mà có người lao động đóng bảo hiểm không quá 200 người. Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ. Hoặc tổng doanh thu hàng năm không quá 300 tỷ. Đây là doanh nghiệp vừa và nhỏ là vậy nhé. Cái này các bạn xem thêm trong luật doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta có một cái luật luật doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính xác hơn là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong cái khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ này nó còn có một loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ. Tiếp, dựa theo anh nói thêm là với các bạn ở Việt Nam mình ấy, thì cái doanh nghiệp lớn không có nhiều đâu, mà doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ thì rất là nhiều. Vì sao? Vì người ta giải thích rằng ở Việt Nam mình doanh nghiệp không thể lớn được, chỉ cứ từ từ và giảm, kém dần rồi tàn lụi dần thôi.
Đấy, tại sao không lớn được? Bởi vì cái chi phí khi ở chi phí không nói được của doanh nghiệp Việt Nam nó lớn quá. Chúng ta cứ tưởng tượng doanh nghiệp Việt Nam kiếm được 10 đồng thì mất toi đến cả 5 đồng dành cho những chi phí không nói được. Chi phí không nói được là gì hả các bạn? Ta gọi như bôi trơn hối lộ chẳng hạn. Nhiều loại chi phí không nói được lắm. Nhá, nên doanh nghiệp ở Việt Nam nó khó lớn lắm. Rồi do lý do nữa là gì? Lãi suất cao. Lãi suất chúng ta cao lắm. Hiện tại giờ doanh nghiệp mà đi vay thì cũng trả lãi cả một năm phải 12%. 10-12%. Ta thấy bây giờ mà tình hình khó khăn này mày làm ăn kinh doanh mà kiếm được 10% lợi nhuận đã khó rồi mà lãi suất ngân hàng 10-12%. Cao hơn nhiều so với các nước tư bản nhé. Các nước Mỹ, EU lãi suất nó thấp lắm. 1-2% thôi. Đấy. Rồi cái gì nữa? Một cái thứ ba nữa là rủi ro chính sách. Rủi ro chính sách cao. Đấy. Các bộ chúng ta hay ban hành những cái công văn, những cái thông tư, những cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà doanh nghiệp gọi trở tay không kịp. Đấy, ví dụ như vừa rồi đùng một phát cho chúng ta yêu cầu không xuất khẩu gạo, thế là chết. Bao nhiêu hợp đồng xuất khẩu gạo, hợp đồng xuất khẩu gạo bị vừa không có nguy cơ không thực hiện được, không thực hiện được thì Việt Nam doanh nghiệp phải bỏ tiền ra mà đền bù, thế là chết rồi, nó phá sản rồi. Hay ví dụ mấy cái doanh nghiệp mà sản xuất khẩu trang cũng thế, để sản xuất khẩu trang nó nhiều quy định lắm, nên khó lắm. Tôi gọi là cái rủi ro về chính sách chúng ta khá là cao. Được chưa? Tiếp, dựa theo tính chất của sự liên kết doanh nghiệp thì chúng ta có thể có phân thành công ty mẹ và công ty con. Đấy, chúng ta hãy có cái sự công ty mẹ, công ty con. Công ty mẹ đây này là những công ty mà sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc là tổng số cổ phần phổ thông được gọi là công ty mẹ. Nhiều lắm, cái mô hình công ty mẹ công ty con này khá là nhiều, ví dụ các tập đoàn đấy, tập đoàn dầu khí hay là than khoáng sản TKV nó hay có công ty mẹ công ty con đó, hay là những tập đoàn lớn của doanh nghiệp tư nhân cũng vậy, ví dụ tôn tôn hoa sen nó cũng vậy, nó có nhiều chi nhánh lắm. Công ty mẹ công ty con. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn đây một số câu hỏi. Các bạn nhìn đi rồi tư duy. Chụp lại tư duy. Lần sau tôi hỏi. Ở đây có câu nào đúng không? À, gợi ý các bạn là chẳng có câu nào đúng đâu nhé, sai hết. Đi thi sau này thế thôi. Nếu gặp nhận định này thì cứ sai mà phang nhé. Còn đứa nào mà đúng thì tự trừ đi một điểm. Được chưa? Yêu cầu ở cái chương 1 này này các bạn cần nắm vững cho tôi mấy cái khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại là một. Thương nhân là hai, khái niệm đặc điểm nhá, và doanh nghiệp là ba. Cứ nắm vững cho tôi khái niệm đặc điểm. Đấy, thương nhân, doanh nghiệp, rồi là hoạt động thương mại, nhớ chưa? Đấy, ba cái khái niệm, ba vấn đề đấy các bạn cần nắm vững. Nào bạn nào lấy ví dụ cho tôi về thương nhân mà không phải là doanh nghiệp xem nào. Cái này thì dễ quá nhỉ. Tôi lấy cho các bạn mấy lần rồi.
Nào, ưu tiên các bạn nữ vừa rồi trả lời đấy, trả lời được thì cộng luôn 2 điểm. Trả lời xem nào em, có trả lời được không? Dạ thầy, đợi em xíu đang chỉnh cái mic cái. Không phải chỉnh đâu em, thầy nghe rõ lắm, nói luôn. Thôi bạn khác đi. Dạ em nghĩ là những cái Không thương nghĩ nhân mà nhỏ lẻ hộ gia đình á thì nó sẽ không phải là doanh nghiệp. cái đấy gọi là gì, hộ kinh doanh, hộ kinh doanh nhá, chứ không phải là thương nhân nhỏ lẻ. Gọi là hộ kinh doanh thì không phải là doanh nghiệp, đúng rồi, nó là thương nhân đấy nhưng không phải là doanh nghiệp, được chưa? Em có được cộng điểm không thầy? Được, nhưng mà hôm nay chưa có danh sách lớp nên lần sau cộng, nhớ nhắc thầy, thầy quên là thôi. Pháp nhân thương mại. À, các bạn biết pháp nhân thương mại là gì? Pháp nhân thương mại này là một khái niệm trong luật dân sự. Thế các bạn cứ hiểu đơn giản, pháp nhân thương mại chính là các loại pháp nhân mà nó có gì mục đích kinh doanh. Ví dụ như ai, ví dụ như doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chắc chắn là pháp nhân thương mại rồi. Thế ngoài ra còn ai nữa? Ngoài tổ chức nào mà có tư cách pháp nhân mà lại có mục đích kinh doanh? Ai nữa thầy có nói các bạn rồi đấy, chính là ai? Chính là cái ông gì đấy, cái ông hợp tác xã. Hợp tác xã. Còn ai nữa, một ai nữa mà có, nó có tính, nó có pháp nhân, tức là nó được nhân danh nó rồi lại gì đấy, rồi lại được tính hay tiến hành hoạt động kinh doanh, chính là chi nhánh. Chi nhánh, các chi nhánh nó có pháp nhân đấy, nó có tư cách pháp nhân riêng của nó đấy. Được chưa? À, đấy, gợi ý các bạn thế thôi. Cái này cái mấy cái này các bạn hỏi giáo sư Google đầy bài viết về. Rồi, ok, hôm nay học đến đây thôi nhá các bạn nhá. Chúng ta học về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Đây là hai cái thành phần kinh doanh mà cũng rất là chiếm số lượng lớn trong ở nước ta hiện nay đấy. À. Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. This call is now being Bây giờ ta học về doanh nghiệp tư nhân trước nhé. Một nhỏ là doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là gì? À, người ta tìm hiểu về khái niệm đặc điểm. Được chưa? 1.1 là khái niệm đặc điểm nhá. Định nghĩa nào? Định nghĩa doanh nghiệp tư nhân thì được quy định ở điều 183. Đấy, bạn nào mà có tài liệu, có văn bản thì dở điều 183 ra đọc. Doanh nghiệp tư nhân là gì? À, mời các bạn đọc. Đấy, luật chúng ta định nghĩa như sau. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đấy, được chưa? Đấy, và doanh nghiệp tư nhân thì không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân thì chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân thôi. Đấy, và chủ doanh nghiệp tư nhân thì không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay hoặc là thành viên của công ty hợp danh khác. Còn doanh nghiệp tư nhân thì không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty khác.
Các bạn lưu tâm chỗ này là cái doanh nghiệp tư nhân ấy thì nó không được quyền góp vốn nha, nhưng mà chủ chủ doanh nghiệp tư nhân ấy thì được quyền góp vốn nha. Vì sao vậy? Vì sao doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn? Bởi vì doanh nghiệp tư nhân này nó không có tư cách pháp nhân, hay nói nó không có tư cách pháp nhân, hay nói cách khác thì nó không phải là một cái thực thể, nó không phải là một thực thể theo pháp luật, vì vậy nó không được quyền góp vốn. Đấy, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì được góp vốn nha, được chưa? Tóm lại nói một, nếu mà phát đi thi nha, đi thi một câu hỏi các bạn phát biểu ngắn gọn cho tôi thôi, doanh nghiệp tư nhân là gì? Đấy, ba cái dòng đầu thôi. À, nó là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, vậy là xong. Ok chưa? Ngắn gọn là thế nhé. Giờ ta tìm hiểu đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân nào. Đặc điểm đầu tiên, hôm qua chúng ta học, tôi có nhắc chúng ta rồi, doanh nghiệp tư nhân trước tiên nó là một loại hình doanh nghiệp. Ở nước ta có mấy loại hình doanh nghiệp tất cả, các bạn nhớ không? À, Việt Nam ta có mấy loại hình, ngoài doanh nghiệp tư nhân ra ta còn có thằng gì nữa? Chúng ta còn có công ty gì, trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và gì, công ty hợp danh. Như vậy chúng ta có bốn loại hình doanh nghiệp tất cả. Doanh nghiệp tư nhân là một trong bốn loại hình doanh nghiệp này, chưa? Đấy. Doanh nghiệp tư nhân nó có đầy đủ các đặc điểm của một doanh nghiệp, có tên riêng này, có trụ sở, có tài sản này, được thành lập hợp pháp và gì, rồi là có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, và mục đích của nó là gì, là tìm kiếm lợi nhuận hay là gì, kinh doanh. Đặc điểm thứ hai, ta nói về chủ sở hữu. Doanh nghiệp tư nhân thì do một cá nhân làm chủ. Đấy, do một cá nhân làm chủ nha. Được chưa? Do một cá nhân làm chủ. Cái nó thể hiện ở đâu? Do một cá nhân làm chủ nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở những cái khía cạnh sau này. Thứ nhất là gì? Toàn bộ vốn của doanh nghiệp là đều do gì? Do một cá nhân đóng góp. Đấy, toàn bộ vốn kinh doanh nha, chỉ do một cá nhân đóng góp thôi. Thứ hai là cái cá nhân đó, hay còn gọi là chủ doanh nghiệp đấy. Chủ doanh nghiệp là người gì? Quyết định tối cao, quyết định tất cả về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Đấy, ví dụ chủ doanh nghiệp có thể gì, tự mình làm giám đốc hoặc đi thuê người khác làm giám đốc. Đấy, có thể gì, thuê một một người chuyên làm kế toán cho doanh nghiệp. Đấy. Hoặc là gì, có thể thành lập các phòng ban, tức là cái chủ sở hữu nó sẽ quyết hết, nó quyết toàn bộ về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Được chưa? Có bao nhiêu phòng ban, có bao nhiêu ông giám đốc, có bao nhiêu ông phó giám đốc là chủ sở hữu họ quyết hết. Tiếp nữa, chủ sở hữu cũng là người quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi hoạt động kinh doanh nha, ví dụ như ký hợp đồng hay không ký hợp đồng, mở rộng quy mô sản xuất hay thu hẹp quy mô sản xuất, chủ sở hữu là người quyết hết. Được chưa? Rồi một cái khía cạnh nữa thể hiện cái sự làm một cá nhân làm chủ nữa, đó là cái chủ sở hữu này này là được hưởng toàn bộ lợi nhuận, được hưởng toàn bộ lợi nhuận nhé, và được toàn quyền sử dụng cái lợi nhuận đó. Đấy. Và đương nhiên cũng phải gánh chịu gì, toàn bộ rủi ro. Đấy, hiểu chưa? Anh được hưởng toàn bộ lợi nhuận thì anh cũng phải gì, phải gánh chịu toàn bộ rủi ro. Được chưa các bạn? Bây giờ các bạn lại tư duy tiếp cho tôi. Cái cá nhân này người nước ngoài được không? Cá nhân người nước ngoài có thành lập doanh nghiệp tư nhân được không nào? Hay là phải là doanh nghiệp, hay là cá nhân trong nước đây? Nào bạn nào biết phát biểu trả lời. Nào bạn nào, các bạn nào trả lời được không? Theo các bạn thì cá nhân nước ngoài có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân được không?
Nào các bạn nào trả lời không? Trả lời lấy điểm không? Chắc không trả lời được đúng không? Đây, tôi lấy ví dụ là một ông công dân Trung Quốc sang Việt Nam thành lập doanh nghiệp tư nhân được không? Ừ. Xin thưa là xét về mặt hình thức, xét về mặt pháp luật nhé, là luật mình không cấm. Tức là xét về mặt pháp luật là hoàn toàn có thể được. Nhưng xét về mặt thực tế nhá thì không thể. Vì sao không thể được? Đây này, vì cái tính này này, tính chịu trách nhiệm đây này. Chịu trách nhiệm vô hạn đây này. Đấy. Vì chủ doanh nghiệp tư nhân ấy là phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ, tức là anh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản riêng của mình. Mà người nước ngoài ấy, người nước ngoài tức là gì? Công dân có quốc tịch nước ngoài đấy. Công dân có quốc tịch nước ngoài thì có nghĩa là gì? Tài sản của họ là ở đâu? Ở nước ngoài là chính, đúng chưa? Mà tài sản ở nước ngoài thì chúng ta không thể kiểm soát được. Đấy, và chúng ta cũng không thể nào tác động được nhá. Ví dụ nếu mà như nếu như tài sản của họ ở Việt Nam thì tòa Việt Nam tuyên bố, còn còn tuyên 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 gọi là giống như tuyên xử còn được. Đấy, chúng ta có thể tịch thu kê biên để thi hành án tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam được. Nhưng mà nếu mà tài sản của người nước ngoài tại ở nước ngoài, ở bên nước ngoài thì tòa chúng ta cũng chịu nhá, trừ khi anh có các hiệp định về 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 tương trợ tư pháp lẫn nhau, còn nếu không là chịu. Bên Việt Nam không can thiệp được. À, nên vì vậy chỉ xét về mặt thực tế ấy, là ở Việt Nam ấy là người nước ngoài là không thành lập được doanh nghiệp tư nhân nha. Nên là cái doanh nghiệp tư nhân này ấy, chỉ là công dân Việt Nam chúng ta thôi chứ không có người nước ngoài. Các bạn hiểu chưa? Ừ. Đấy, nên ta thấy rằng gì ông chủ doanh nghiệp tư nhân sướng không? Sướng như nó nghe rất sướng, được một toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh, cần có cần phải phân chia quyền lực với ai đâu, thế là sướng rồi. Tiếp một đặc điểm tiếp theo về vấn đề trách nhiệm tài sản. Trách nhiệm tài sản thì chủ doanh nghiệp tư nhân là chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp. Đấy, cái này tôi cái trước có giải thích sơ bộ chúng ta rồi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là doanh nghiệp mà không đủ tài sản để trả nợ thì chủ sở hữu phải dùng tài sản riêng của mình để trả nợ thay cho doanh nghiệp. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ nha, ví dụ như tôi là tôi thành lập doanh nghiệp tư nhân nhá, tôi bỏ ra đầu tôi ví dụ tổng tài sản của tôi là 10 tỷ. Tôi bỏ ra 1 tỷ để tôi thành lập doanh nghiệp tư nhân và tôi đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân là 1 tỷ. Được chưa? Còn 9 tỷ tôi gửi ngân hàng. Thì trong quá trình kinh doanh tôi vay nợ ngân hàng 15 tỷ chẳng hạn, 15 tỷ đến hạn tôi không trả nợ được. Thì ngân hàng sẽ làm gì? Ngân hàng nó sẽ gì? Đầu tiên là siết nợ, nó sẽ siết, trước nhiên là siết tất cả tài sản của doanh nghiệp đã. Sau nữa, tài sản doanh nghiệp vẫn không đủ để trả nợ thì nó sẽ siết đến tài sản riêng của tôi. À, các bạn hiểu chưa? Đấy người ta gọi là trách nhiệm vô hạn nhé. Thế trách nhiệm vô hạn này đến thời điểm nào thì chấm dứt? À, thời điểm nào chấm dứt? Chết chấm dứt chưa các bạn? Chết liệu chấm dứt không? Đấy, bây giờ một ông chủ tư nhân, doanh nghiệp tư nhân nợ như chúa chổm, bây giờ ông chết đi thì hết nợ chưa? Xin thưa, chưa chắc đã hết nợ đâu. Chỉ hết nợ khi với điều kiện gì? Khi chết nha, chết và khi chết mà hết trách nhiệm trả nợ với điều kiện là ông không còn một chút di sản để thừa kế nào cả nhá. Nếu như cái ông chủ doanh nghiệp tư nhân mà chết đi mà vẫn còn di sản thừa kế để lại cho vợ con á thì cái di sản thừa kế đó sẽ được lấy để đem đi trả nợ. Chứ vợ con không được hưởng tí nào đâu nha. Các bạn hiểu chưa? Nhưng đấy đấy là về mặt luật, chứ còn về mặt thực tế Việt Nam thế nào chúng ta cứ xem mấy cái vụ mà nó đòi nợ ấy. Ví dụ như cái ông cái ví dụ ông chủ quán phở nổi tiếng ở Sài Gòn đấy, quán phở tôi quên mất rồi, nằm trên đường Lê Văn Sĩ đấy. Ta thấy rằng thì báo chí nó đưa tin là ầm ấy là gì, khách đang ngồi ăn phở thế này tự dưng một bịch mắm thối ở đâu nó ném dính vào người. À, nó đứng cứ đứng ngoài nó ném mắm tôm thối, trứng thối rồi ném phân ném vào trong cái quán phở đấy. Lý do vì sao? Vì đấy là cái bọn đòi nợ thuê. Ai nợ? Đây ai nợ? Đó là do em rể của, tức là người ta gọi là em rể nợ. À, ông chủ với bà chủ đúng chưa? Thì cô em gái bà chủ lấy chồng thì chồng của cô em gái đấy.
là nợ tiền của xã hội đen không trả được. Xã hội đen nó đến nó đòi ngay cái bà chị vợ. Tại đây cái đám đám đòi nợ thuê là nó không cần biết luật gì đâu nha, nó cứ xem người thân anh mà có ai mà có tài sản là đến nó siết nợ á. Thì đưa đấy là người ta gọi là trách nhiệm vô hạn, nên khi các bạn thành lập doanh nghiệp tư nhân các bạn phải phải cẩn trọng. Vì sao? Bởi vì với mô hình kinh doanh này ấy, là các bạn có thể ra đường với hai bàn tay trắng ấy, không còn một chút tài sản nào hết. Hiểu chưa? Nên mô hình này là khi thành lập phải cân nhắc. Tiếp về tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Không có tư cách pháp nhân có nghĩa là gì? Nghĩa là doanh nghiệp tư nhân ấy nó không được nhân danh chính doanh nghiệp để thiết lập các giao dịch nhá. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ trường Đại học Đà Lạt mình ấy thì nó có tư cách pháp nhân. Các hợp đồng, ví dụ các hợp đồng mua bán, ví dụ như các hợp đồng mua văn phòng phẩm đây. Thì ví dụ như tôi bán văn phòng phẩm thì khi mà ông mà trường mua thì đấy là trường là nhân danh nhà trường mua, vì nhà trường có tư cách pháp nhân. Đấy. Chứ còn ông doanh nghiệp tư nhân thì lại không có tư cách pháp nhân, tức là không thể nhân danh doanh nghiệp mua được nhé. Tương tự đi vay tiền ngân hàng cũng thế. À, nếu như doanh nghiệp tư nhân mà đi vay ấy, thì nó không thể vay được tiền ngân hàng đâu, vì nó đâu có tư cách đâu. Vậy ai được vay? Chủ sở hữu thì được vay, chủ sở hữu doanh nghiệp thì vay được, còn doanh nghiệp tư nhân là không vay được. Các bạn hiểu chưa? Đấy, tư cách pháp nhân các bạn hiểu là vậy, tức là không tư cách pháp nhân có nghĩa là gì đấy, tức là nhân danh chính doanh nghiệp để thiết lập các giao dịch thì doanh nghiệp tư nhân nó không được nhân danh chính doanh nghiệp để thiết lập các giao dịch nhá. Bởi vì hiểu đơn giản nó không không có tư cách pháp nhân vậy thôi. À, các khoản nợ của doanh nghiệp chính là các khoản nợ của chủ sở hữu doanh nghiệp. Tại sao vậy? Thế tại sao doanh nghiệp tư nhân lại không có tư cách pháp nhân? Thì nó được giải thích là gì? Do doanh nghiệp tư nhân ấy nó không có tài sản riêng. Nó không có tài sản riêng. Hay nói cách khác là gì? Nó không độc lập về tài sản. Có nghĩa là tài sản doanh nghiệp tư nhân với tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nó là một khối thống nhất không thể phân chia. Đấy, không thể phân chia. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có thể dễ dàng sử dụng tài sản của doanh nghiệp, đồng thời cũng có thể dễ dàng thì chuyển giao tài sản riêng của mình sang cho doanh nghiệp. Đấy. Nên vì thế nó không có tư cách pháp nhân, là vì vậy nha, cái lý do cơ bản của nó chính là thế, tức là do doanh nghiệp tư nhân nó không có tài sản riêng. Nè, được chưa? Anh muốn có tính tư cách pháp nhân thì anh phải có tài sản riêng cơ. Tôi lấy ví dụ như Đại học Đà Lạt nó có tài sản riêng không? Tài sản của Đại học Đà Lạt nó có tách biệt khỏi tài sản của hiệu trưởng không? Có chứ. Nhưng mà doanh nghiệp tư nhân thì khác nha, nó lại là một khối thống nhất không thể phân chia. Đấy. Được chưa? Các bạn hiểu chỗ tư cách pháp nhân chưa? Tiếp. Một đặc điểm nữa là về quyền phát hành chứng khoán. Thế doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chứng khoán không? Thì xin thưa anh ta rằng doanh nghiệp tư nhân thì không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn. Chính vì cái đặc điểm này nên là nên nên cái khả năng huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân là tốt hay là không tốt. Thì thường ta lại ta nhìn đấy là rất là kém, nó không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào, cái khả năng huy động vốn của doanh nghiệp này rất là kém. Thế chứng khoán gồm những cái gì nào? Tôi nói qua các bạn về chứng khoán chút nhỉ. Chứng khoán bao gồm những cái loại 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 nào? Thì có hai cái loại phổ biến. Thứ nhất là trái phiếu doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là cổ phần. Cổ phần thì bao giờ gắn với công ty cổ phần rồi. Còn trái phiếu doanh nghiệp ấy thì nó gắn với các công ty. Nhưng mà ông doanh nghiệp tư nhân thì không được phát hành nhé. Cổ phần đương nhiên là không rồi. Trái phiếu doanh nghiệp thì cũng không nốt. À, như vậy doanh nghiệp tư nhân nó muốn có vốn để sản xuất kinh doanh thì nó phải làm gì? Nó chỉ có một cách duy nhất là đi vay thôi. À, mà kinh doanh ở Việt Nam đi vay là chết. Doanh nghiệp nào càng nợ nhiều thì càng dễ chết.
Vì sao? Dễ chết, vì lãi suất của Việt Nam thuộc diện cao trên thế giới, cao nhá. Bây giờ chúng ta đi vay 1 năm mất bao nhiêu phần trăm, phải trả lãi bao nhiêu phần trăm? 10 đến 12%, 10 12% tiền lãi đấy. Nên đi vay ngân hàng mà để kinh doanh là chết, chỉ cần cần 4 5 năm anh không trả được nợ thôi là cái tiền lãi đó nó gần bằng tiền gốc rồi. Nên cái hệ thống ngân hàng Việt Nam nó như những con bạch tuộc khát máu, nó hút máu doanh nghiệp kinh lắm. Đấy. Nên là cái tính cạnh tranh của doanh nghiệp chúng ta là kém so với các nước. Doanh nghiệp của các nước tiên tiến, các ở Mỹ hay EU, lãi suất nó khỏe lắm, lãi suất cho nó vay rẻ lắm, 2% chẳng hạn. Có cái thời kỳ khủng hoảng năm 2009 lãi suất của nó còn 0% cơ. Nhưng mà thời kỳ đấy lãi suất chúng ta lên tận đến 20%. Kinh khủng. Thời 2009 ấy. Nên xin thưa các bạn rằng thì cái doanh nghiệp của chúng ta cũng dễ chết lắm nha. Nếu mà doanh nghiệp nào mà vay vay nợ vay ngân hàng nhiều là dễ chết lắm vì lãi suất cao. Doanh nghiệp tư nhân nó có một cái dở như vậy ha, nó không được phát hành chứng khoán để huy động vốn nên khả năng huy động vốn của nó rất là kém. Đấy, được chưa các bạn? Đấy là những cái đặc điểm cơ bản về gì? Về doanh nghiệp tư nhân nha. Đây là mô hình quản lý. Dấu sao thứ hai, tôi giới thiệu các bạn cái mô hình quản lý của doanh nghiệp tư nhân. Mô hình quản lý của doanh nghiệp tư nhân đây, các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản. Đầu tiên ông chủ sở hữu chính là chủ doanh nghiệp đấy. Đấy, ông chủ sở hữu này cũng chính là người đại diện theo pháp luật. Là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật, luật là gì? Chính là cái người mà chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đấy. Đấy, nếu mà có bỏ tù là ông này phải vào tù đầu tiên. Đấy, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì có thể kiêm giám đốc. Đấy, ông có thể kiêm luôn giám đốc nhá. Được chưa? Đấy, mô hình của nó chỉ có thế thôi, không có hội đồng thành viên cũng chẳng có cái gì hết. Nên xin các bạn trong lớp mình bây giờ muốn thành lập doanh nghiệp cực kỳ dễ. À, các bạn thành lập dễ lắm, vốn có cần không? Không cần, luật không quy định, không bắt buộc. Vốn anh tự khai, anh khai 10.000 tỷ cũng được. Đấy, anh khai 10 triệu cũng được. Trụ sở thì lấy ngay phòng trọ của mình ấy làm trụ sở. Hết thế thôi. Nên xin thưa rằng để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam là cực kỳ dễ, cực kỳ dễ. Các bạn nào biết chủ sở hữu kiêm giám đốc kiêm nhân viên kiêm đủ thứ. Được chưa? Rồi bây giờ mời một bạn nhận xét nào, cho tôi nhận xét cái ưu điểm và hạn chế của mô hình này. Nhận xét về ưu điểm trước. Doanh nghiệp tư nhân nó có ưu điểm gì? Nó phải có ưu điểm chứ, đúng chưa? Nếu không có ưu điểm thì làm sao mà nó lại được nhiều người thành lập thế? Đấy, à hỏi nói thêm giải thích thêm các bạn nữa, tại sao là mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân thì không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là thành viên của công ty hợp danh? Thế này tôi giải thích cho thêm các bạn, bởi vì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân ấy nó là chịu trách nhiệm vô hạn, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản riêng của mình nhé. Đấy. Nên là nó không thể nào, anh không thể nào chịu trách nhiệm vô hạn ở nhiều doanh nghiệp tư nhân khác nhau được. Đấy. Hoặc là gì, vừa chịu trách nhiệm vô hạn ở doanh nghiệp tư nhân lại vừa chịu trách nhiệm vô hạn trong công ty hợp danh hay hoặc là trong hộ kinh doanh được nhé. Nào các bạn giải thích cho tôi xem nào, ưu điểm của nó là gì nào, phát biểu đi, cộng 2 điểm vào điểm thuyết trình nào. Nó có ưu điểm gì theo các bạn? Dạ em trả lời ạ. Ừ, trả lời đi em. Dạ theo em nghĩ là
ưu điểm đầu tiên của nó có thể là nó do nó có một người làm đại diện của doanh nghiệp thôi, nên là nếu mà có xảy ra rủi ro gì thì người ta sẽ dễ xử lý hơn. Tức là theo em thì nó do có vì nó có một chủ sở hữu lên nên là gì? Dạ, nếu mà doanh nghiệp xảy ra rủi ro thì người chủ đại diện nó sẽ dễ xử lý hơn. Dễ xử lý hơn hả? Thế Dạ. sao không phải là nhiều người dễ xử lý hơn chứ? Nhiều người mỗi người một tay một chân xách cái xô đi dập lửa thì nhanh hơn là một người chứ. Dạ, nhưng mà ở trong doanh nghiệp nó sẽ có nhiều người sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. À. Rồi, được rồi. Thế còn gì không em? Dạ em mới nghĩ cái đó. Ok. Rồi bạn nào cho ý kiến khác nào? Về ưu điểm của doanh nghiệp này nào? Ừ, Rồi, dạ em thầy em có ý kiến à. bạn Quỳnh trả lời nào. Dạ về ưu điểm là chủ sở hữu được toàn quyền quyết định mọi hoạt động về quản lý. Rồi các đối tác và chủ sở hữu thích vì nó có chịu trách nhiệm mà vô hạn. Còn về hạn chế là khả năng huy động vốn thấp. Rồi gì nữa? Còn hạn chế nào nữa không? Dạ, chủ sở hữu chịu trách nhiệm mà vô hạn nên không thích hợp kinh doanh ở những lĩnh vực có tính rủi ro cao. Ok, tiếp theo em thì cái mô hình này nó cũng có phù hợp để kinh doanh ở cái quy mô kinh doanh lớn không? Có nhiều nhân có nhiều người lao động không? Thì em là không, tại vì em thấy mô hình này nó quản trị đơn giản, không phù hợp cho các loại hoạt động kinh doanh. Rồi, ở quy mô lớn. Rồi, trả lời tốt đấy em. Ok, nhớ đòi đòi điểm thầy nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Đấy, các bạn bạn trả lời cho chúng ta rồi đấy. Ưu điểm lớn nhất của cái mô hình này là gì? Tại sao nhiều người ưa thích vậy? Đây này. Đấy, do một cá nhân làm chủ đây này, chúng ta cũng có, ai cũng thích quyền lực đúng chưa? Các bạn con đã là người thì ai cũng thích quyền lực cả. À, trong kinh doanh cũng vậy thôi, người ta cũng rất thích quyền lực. À, bây giờ doanh nghiệp do mình làm chủ, mình sẽ được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, à, từ cơ cấu tổ chức đến hoạt động kinh doanh, rồi từ phân chia hưởng lợi nhuận. Cái đấy là cái tốt, ai cũng ham muốn. Không phải phân chia quyền lực với ai. Nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì anh phải phân chia quyền lực cho người khác theo tỷ lệ gì, vốn vốn góp, vốn sở hữu. Nhưng mà ông doanh nghiệp tư nhân thì không, à, một mình làm chủ quyết định tất. Đây cũng là phù hợp với tâm lý người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta là có tâm lý là gì? Thích kinh doanh một mình, không thích làm ăn chung với người khác. Vì sao? Vì có nhiều vấn đề làm ăn chung với người khác ấy, thường là hay dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Tại sao dân Việt Nam mà làm ăn chung với người khác lại hay xảy ra mâu thuẫn? Bởi vì cái văn hóa kinh doanh của Việt Nam mình thấp kém, chúng ta chưa có một cái văn hóa kinh doanh. Đấy, các nước tư bản ấy, thì cái văn hóa kinh doanh của nó hình thành cả nghìn nghìn năm nay rồi. Còn chúng ta mới được có mấy chục năm thôi. Năm 86 Việt Nam mới bắt đầu bỏ bao cấp, thì từ đấy chúng ta mới bắt đầu manh nha kinh doanh. Và văn hóa của người Việt Nam mình là văn hóa gì? Là văn hóa nông dân. Nông dân Việt Nam có rất nhiều tính xấu, đố kỵ, ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp, thấy lợi trước mắt bỏ qua cái lợi lâu dài. Đấy. Đây là cái người nông dân của chúng ta, chỉ có cái với đức tính của người nông dân ấy là cần cù chịu khó ấy, rồi là hay để ý đến hàng xóm ấy, nó chỉ có lợi trong cái hoàn cảnh gì thôi. Chiến tranh là một, sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng bắt trộm bắt cướp, rồi gì nữa, hay là dân hoặc là gì chống bão lũ lũ lụt các thứ ấy, hay gì chống Covid vừa rồi ấy, ta thấy cái tính nông dân của Việt Nam rất tốt. Ở nước ngoài thì nhiều khi là nó chả thèm để ý thằng hàng nhà hàng xóm có ai đâu, nhưng ở Việt Nam mình, chúng ta về quê, cái nhà ông này hôm nay có ai tới ấy, cái người khách này là nam hay nữ, ở đâu, đến đây có việc gì là hàng xóm biết hết, hiểu chưa? Nên Việt Nam mình chống virus của corona tốt là vì thế á, rất đoàn kết, không thể che giấu được dần tai mắt của nhân dân.
À, nhưng mà kinh doanh cái này rất dở nha các bạn nhé. Dân cái người nông dân như tôi đã phân tích các bạn là họ cái văn hóa kinh doanh họ không có, nên nó nên là khi nên là từ người nông dân mà anh chuyển qua làm doanh nghiệp doanh nhân ấy, nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều cái tính xấu ha. Người ta thấy gần đây nhất ta thấy cái vụ công an Thái Bình là bắt cái bắt bắt Đường Nhuệ à. Công an Thái Bình bắt Đường Nhuệ. Đường Nhuệ là một doanh nhân rất giàu có, sẵn sàng bỏ ra nửa tỷ đồng để mời các ca sĩ về hát như Quang Hà chẳng hạn. Giang Hồ Đồn bỏ ra nửa tỷ mời Quang Hà về hát, rồi tặng cho Quang Hà một căn nhà hơn mấy tỷ nữa cơ. Đấy, chơi chưa? Rất ăn chơi. Anh Đường Nhuệ đấy, anh là một doanh nhân đấy, doanh nhân thành đạt đấy. Đấy, vợ Đường Nhuệ cũng vậy, cũng doanh nhân đấy, được tặng thưởng đủ giấy khen đấy. Nhưng mà cái thủ đoạn kinh doanh của nó là dùng bằng bằng cái gì đấy? À, dùng giang hồ à, để trấn áp, à, thu tiền bảo kê. Nhưng mà cái thu nhập chính của doanh nhân Đường Nhuệ này chính là gì? Từ bất động sản. À, nó thâu tóm móc nối với cả các trung tâm đấu giá rồi, và thâu tóm hầu hết những cái bất động sản mà đem ra đấu giá ở các huyện ở Thái Bình. À, nhà nước bán bao giờ giá cũng thấp, sau đó ông thôn tính ông mua đấu giá, sau đó ông bán lại cho người dân với giá cao hơn. Ta thấy cái kiểu doanh nhân cái kiểu như vậy nhiều lắm. Hay là đại gia Trầm B, thế bữa nay đang ngồi trong tù đấy. Trầm B chủ sở hữu của ngân hàng SHB, à, ngân hàng Phương Nam ấy, bây giờ nhập vào với SHB, à, nhập vào với Sacombank ấy. Ông đấy chỉ học hết con lớp 5 thôi, ông kinh doanh cũng theo cái kiểu chộp giật. Hay là cái bà cái bà Hứa Thị Phấn ấy, hiện nay mập như con Tịnh, bây giờ đang ngồi trong tù ấy. Hứa Thị Phấn là chủ của ngân hàng gì, chủ của ngân hàng Chất Banh, bây giờ là ngân hàng xây dựng đấy. Đấy, cũng vậy, thủ đoạn kinh doanh cũng cái kiểu nông dân đấy thôi, chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, mang tính lừa đảo lừa dối đối tác, lừa đảo lừa dối nhà nước, bây giờ là trong tù hết. Nên tôi xin đưa rằng cái doanh nhân của Việt Nam mà xuất thân từ nông dân nhiều cái dở như vậy. Chính vì thế mà cái người Việt chúng ta là thích gì, thích làm ăn riêng, không muốn chung với ai cả, kể cả anh em bạn bè cũng vậy. Nhiều khi chung làm ăn chung với nhau là lại mất hết tình cảm tình nghĩa đi. Nó không như nước ngoài, các nước như Nhật hay là Mỹ hay là các nước từ Tây Âu ấy, nó đã có một cái văn hóa kinh doanh hàng nghìn năm nay rồi. Đấy, nó ăn vào máu người ta rồi. Đấy, văn hóa kinh doanh là có mấy từ thôi, có mấy từ thôi mà luật Việt Nam, luật doanh nghiệp có đúc kết chúng ta nữa là tự gì, à, đó chính là trung thực, trung thực, trung thành, à, trung thực, trung thành, à, tốt nhất, à, tốt nhất, nó có mấy cụm từ thôi. Đấy, văn hóa của nước ngoài là thế, còn là Việt Nam mình không. Được chưa? Nên là cái mô hình này được nhiều người ưa thích, một phần là vì vậy. Một cái điểm ưa thích của mọi người đối với doanh nghiệp tư nhân nữa là cái uy tín của nó cao. Không có ai ngu dại gì đi thành lập doanh nghiệp tư nhân để lừa đảo cả. À, vì bởi vì chủ sở hữu và chịu trách nhiệm gì vô hạn mà. Nên uy tín của nó rất là cao. Ngân hàng rất thích cho doanh nghiệp tư nhân vay. Thế, cho doanh nghiệp tư nhân vay là yên tâm hơn nhiều so với cho các công ty trách nhiệm hữu hạn vay. Mấy cái ông công ty trách nhiệm hữu hạn đi vay tiền là chúng ta phải đặt dấu hỏi to tướng là thằng này có định lừa mình không? Tài sản của nó chỉ có 1 tỷ thôi, bây giờ đòi vay lên tận 5 tỷ chẳng hạn, đặt ngay dấu hỏi. Đấy, được chưa? À, ưu điểm của nó là vậy nhá. Thế còn hạn chế của nó là gì? Hạn chế như bạn nữ nữ bạn cũng có nói, hạn chế lớn nhất của nó đây này là không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào để huy động vốn, nên khả năng huy động vốn của doanh nghiệp này là rất thấp, khả năng huy động vốn của nó rất thấp nhá. Nó muốn có vốn phải đi vay ngân hàng, nhưng mà tôi đã phân tích các bạn bây giờ mà đi kinh doanh mà vay ngân hàng mà vay chung chung và dài hạn là chết, là vỡ nợ ngay, vay ngắn hạn thì còn tạm được. Đấy, được chưa? Nên vì chính vì nó không được phát hành chứng khoán nên là cái mô hình này nó không phù hợp để kinh doanh ở cái lĩnh vực gì, không phù hợp để kinh doanh ở ở lĩnh vực đòi hỏi nhiều vốn, đòi hỏi nhiều vốn nhé. Nên không ai đi kinh ở lĩnh vực đòi hỏi nhiều vốn mà thành lập cái loại hình này hết. Ví dụ lĩnh vực nào đòi hỏi nhiều vốn, ví dụ như bất động sản,
À, lĩnh vực bất động sản mở rộng đòi hỏi nhiều vốn thì cái mô hình này không không thể phù hợp được. Nên các bạn thấy không có một cái công ty bất động sản nào nó lại là doanh nghiệp tư nhân ở đâu. À. Hay là loại hình xuất nhập khẩu cũng thế. Tiếp nữa là cái hạn chế một một cái hạn chế của nó nữa là cái mô hình quản trị của nó rất là đơn giản. À. Mô hình quản trị của nó rất đơn giản. Vì nó đơn giản thế này ấy, nên là nó cũng không phù hợp đối với những doanh nghiệp mà có đông người lao động. Hiểu chưa? Đông người lao động là cũng không phù hợp nhá. Bởi vì anh cũng không thể quản lý được. À. Tóm lại, doanh nghiệp tư nhân thì nó phù hợp cho chúng ta kinh doanh ở lĩnh vực gì? Lĩnh vực rủi ro cao hay rủi ro thấp? Nó là phù hợp cho chúng ta kinh doanh ở lĩnh vực rủi ro gì? Rủi ro thấp nhá. Các bạn lưu tâm khi kinh thành lập loại này. Nếu mà ở lĩnh vực rủi ro cao thì không thể thành lập nó được đâu. Đấy. Phải là lĩnh vực kinh doanh có tính rủi ro thấp, ví dụ như như gì như là khách sạn, vận tải ô tô, khách sạn vận tải ô tô, cái đám đấy thì các bạn thử tư duy xem có bao giờ phá sản được không, làm sao mà phá sản được, đúng chưa? Kinh doanh vận tải ô tô nếu ế quá thì chúng ta đem ô tô đi bán, ta cũng thu hồi được một mớ tiền. Khách sạn cũng vậy, trừ khi khách sạn cùng lắm lỗ lỗ một chút thôi, khách sạn nếu mà khách sạn đất của nhà mình thì càng thì không thể lỗ được, trừ khi khách sạn các bạn đi thuê mà gặp mùa Covid này thì mới lỗ thôi, nhưng mà bình thường cũng không khó lỗ lắm. Đấy, thì những lĩnh vực mà có tính người ta gọi là tính an toàn về vốn cao ấy thì mới thành lập cái loại hình doanh nghiệp tư nhân, còn ở cái lĩnh vực có tính rủi ro cao ấy thì không thể thành lập đó được được, được đâu nhá. Nếu thành lập đó là cái ông chủ sở hữu ấy rất dễ bị ra đường với hai bàn tay trắng đấy. À, lĩnh vực rủi ro cao ví dụ như là xuất nhập khẩu, các bạn ví dụ giờ đi thu mua cà phê để xuất khẩu chẳng hạn, gặp mùa Covid thế này cái nước ngoài nó không nhập hàng nữa, nó không ăn hàng nữa là chết thôi, hàng mình chất kho ấy, tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả là chết. Hay là lĩnh vực bất động sản cũng thế, cũng là những lĩnh vực đòi hỏi tính rủi ro cao. Tiếp nữa là cái mô hình này ấy, thì nó phù hợp để kinh doanh ở quy mô gì, quy mô vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ, tốt nhất thằng này chỉ phù hợp ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ thôi, vừa cũng không không cũng không hợp lắm đâu. Đấy, doanh nghiệp tư nhân nhá, nó chỉ phù hợp ở quy mô kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ. Đấy. Đòi hỏi vốn nhiều hay ít? Đòi hỏi gì? Ít vốn, vốn nó vừa phải thôi, ít thôi. Chứ còn đòi hỏi mà nhiều vốn thì thằng này không phù hợp đâu, vì nó đâu được phát hành chứng khoán để huy động vốn đâu. Hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Rồi. Nên ta thấy doanh nghiệp tư nhân thông thường là ai? Thông thường là các hãng xe vận tải hành khách này, vận ô tô ben này, nhà hàng, khách sạn này, là nó hay thành lập cái doanh nghiệp tư nhân này. Hoặc ví dụ như là hoặc là cửa hàng Honda bán xe máy, bán điện tử là nó hay thành lập cái loại này. Bởi vì nó bản chất nó có lỗ được đâu. Nó có lỗ đi nữa nhưng không phá sản được nha. Ok chưa? Các bạn hiểu. Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua mục 1.2. Ta nói về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân. Thì doanh nghiệp tư nhân, ta chúng ta đây là quyền của doanh nghiệp nhé, chứ không phải là chủ doanh nghiệp đâu nha các bạn nha, các bạn đừng nhầm. À, thì đầu tiên là nó được hưởng quyền và nghĩa vụ chung được quy định ở điều 7, điều 8 của luật doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như là gì, tự do kinh doanh này, được kinh doanh xuất nhập khẩu này, tuyển dụng thuê mướn lao động này, chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản, nói chung là toàn cái quyền vớ vẩn thôi, không quan tâm chỗ này đâu, không, các bạn không cần phải quan tâm đâu nha, chỉ biết nó vậy thôi. Tiếp rồi là doanh nghiệp tư nhân là không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các công ty khác, như tôi đã giải thích các bạn vì sao, bởi vì doanh nghiệp tư nhân ấy nó không có tư cách pháp nhân. Đấy.
hay nói cách khác gì, nó không phải là một thực thể được pháp luật thừa nhận, nó là người vô hình đấy. À, do vậy mà nó không thể nhân danh doanh nghiệp tư nhân đi mua cổ phần ở doanh nghiệp khác được. Nhưng các bạn lưu tâm là chủ doanh nghiệp tư nhân thì họ hoàn toàn có thể mua được nhá, nhưng mà doanh nghiệp tư nhân thì không được đâu. Được chưa? Cái này ở trong khái niệm có nêu rồi đây này. À, các bạn đấy, trong khái niệm trước có nêu điều 183 đây này này. Doanh nghiệp tư nhân này không được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp này. Được chưa? 1.3 ta nói về quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. À, quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. Thì chủ doanh nghiệp tư nhân thì vì đây là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ mà, nên là chủ doanh nghiệp tư nhân là người có quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là một cái lợi thế của nó, đúng không? Đây là một điểm ưa thích của nó đấy, của nhiều người đấy. Đấy, chúng ta muốn tự mình làm kinh doanh thì chúng ta phải phải thành lập mô hình này. Được chưa? Rồi chủ doanh nghiệp tư nhân chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tức là gì? Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp đấy, là nguyên đơn bị đơn trong các vụ kiện. Nếu mà doanh nghiệp tư nhân mà làm ăn phi pháp là ai vào tù? Nó sẽ tóm ông chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ vào tù. À, ví dụ như anh thành lập doanh nghiệp tư nhân mà anh đi vận chuyển heroin chẳng hạn, hoặc anh vận chuyển thuốc nổ chẳng hạn, là nó tóm ai? Nó tóm ông chủ doanh nghiệp tư nhân ném vào tù. À, chứ làm sao nó như chứ làm sao mà bỏ tù doanh nghiệp tư nhân được, đúng không? Doanh nghiệp tư nhân nó đâu phải là một thực thể đâu. Tiếp một cái quyền nữa được quy định ở điều 186, đó là quyền cho thuê doanh nghiệp. Theo điều 186 thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhé. Nào các bạn tư duy cho tôi, có bạn nào trả lời được nào? Là nếu như các bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân thì các bạn có nên cho người khác thuê doanh nghiệp của mình hay không? Nên hay không nên? Đấy, và tôi nói các bạn là gì, theo điều 186 nhá, cái trong trường hợp mà các bạn cho thuê doanh nghiệp ấy thì cái người đại diện theo pháp luật vẫn là chủ sở hữu nhá, chứ không phải là cái người đi thuê doanh nghiệp đâu. Nào ai ai phát biểu? Dạ thưa thầy. Em phát biểu cho. Dạ là không nên ạ. Tại Tại sao? vì tại vì chủ doanh nghiệp vẫn là người phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp đó. Chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giải thích kỹ hơn. Dạ là ví dụ như mà nó bị lỗi gì đó thì nó sẽ thì chủ doanh nghiệp sẽ bị chịu trách nhiệm nhiều hơn. Em nói giải thích chưa rõ, chưa được rõ lắm. Bây giờ mình cho thuê doanh nghiệp nha, nếu xét về mặt kinh tế nhá, bây giờ chúng ta cho thuê doanh nghiệp thì chúng ta được hưởng một cái tiền 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 thuê, tức là không không cần phải điều hành doanh nghiệp mà hàng tháng vẫn có tiền, quay sướng không nhá. Tại sao lại không nên? Rồi ok, em có ý kiến khác không? Bạn nào giải thích kỹ hơn. À, có bạn nào giải thích được kỹ hơn không? À, dạ theo em nghĩ là có thể cho thuê được nhưng mà phải có văn bản đầy đủ về mặt pháp lý ạ. À? Đương nhiên bao giờ sẽ phải có hợp đồng thuê, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà pháp luật vẫn tóm công chủ sở hữu đấy nha. Anh thuê cho thuê kiểu gì thì thuê thì ông chủ sở hữu vẫn là người đại diện theo pháp luật đấy. Nó có một cái rủi ro, chắc các bạn có lấy ví dụ được không em? Ai lấy ví dụ được cái rủi ro khi cho thuê doanh nghiệp nào? À, dạ em thưa thầy là không nên cho thuê À. ạ. À, tại vì ví dụ nếu mà cho chủ của doanh nghiệp tư nhân cho một người khác thuê doanh nghiệp của mình mà cái người thuê doanh nghiệp đấy đầu kinh doanh một cái mặt hàng nào đó có thể là mặt hàng cấm hay là trái pháp luật thì người chịu trách nhiệm chính là chủ của doanh nghiệp tư nhân đấy ạ. Ok, được. Cái ý này ok, à, chấp nhận được.
Đấy, mới cả thêm nữa các anh em tư duy thử xem, thế bây giờ ví dụ như là cái người đi thuê ấy, người ta nợ đối tác thì ai phải trả đây? Ừ. Dạ thưa thầy, là chủ doanh nghiệp sẽ phải trả nợ Đúng nếu rồi. nếu dạ nếu mà cái doanh nghiệp đã bị phá sản. Rồi, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ đấy nhá. Hiểu chưa? Tức là cái đối với cái chủ nợ ấy, người ta vẫn tóm cổ cái ông chủ sở hữu doanh nghiệp. Còn sau đó ông chủ sở hữu doanh nghiệp ấy sẽ lại gì tóm cổ đến cái ông đã thuê doanh nghiệp của mình. Hiểu không? Đấy, luật là nó vậy. Đầu tiên nó cứ cứ nhè cái ông chủ doanh nghiệp là nó phang trước. Sau đó chủ doanh nghiệp đấy, anh đi mà đòi lại tiền của cái người đã thuê doanh nghiệp ấy. Nên nó có cái sự rủi ro như vậy nhá. Rủi ro đấy, như bạn đầu tiên phát biểu, ví dụ doanh nghiệp bây giờ mình cho thuê doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó nó lại vừa kinh doanh hàng cấm chẳng hạn. Đấy, nó kinh doanh hàng cấm chẳng hạn. Thì trong trường hợp này ấy, thì đi tù thì chủ sở hữu không phải đi tù đâu. Mà cái người đi thuê cái kia, người nào mà kinh doanh hàng cấm người ta phải đi tù, nhưng mà chủ sở hữu ấy là dễ bị liên lụy, dễ phải bồi thường dân sự. Đấy, bồi thường dễ bị phải bồi thường trách nhiệm dân sự. Hay hoặc là trong cái trường hợp như mà bạn vừa nói, trường hợp mà người đi thuê mà tạo mà bị làm cho doanh nghiệp phá sản đấy, vỡ nợ đấy, phải nợ đối tác ấy, thì đối tác nó sẽ tóm cổ với ông chủ sở hữu trước. Nên vì vậy chúng ta thấy rằng trên thực tế nha, rất ít người cho thuê doanh nghiệp, chả ai dạy gì cho thuê doanh nghiệp tư nhân cả nhá, nó nguy hiểm ở cái chỗ đấy. Đấy, mặc dù đương nhiên thuê là phải có hợp đồng thuê đàng hoàng rồi, quy định trách nhiệm rồi, nhưng mà đứng trước pháp luật thì pháp luật vẫn tóm cổ ông chủ sở hữu, vì chủ sở hữu vẫn là người đại diện theo pháp luật dù anh đã cho thuê. Được chưa? Tiếp một cái quyền nữa là bán tặng cho doanh nghiệp. Đấy, bán tặng cho doanh nghiệp. Đấy, bây giờ ví dụ ông chủ sở hữu không muốn kinh doanh nữa, đấy, thì bán doanh nghiệp. Được phép bán doanh nghiệp nhé. Nó có, tôi lấy ví dụ giờ các bạn là đi kinh doanh, giờ các bạn không muốn kinh doanh nữa thì các bạn sẽ làm gì? Có mấy cách thế này này, một là bán, hai là gì? Hai là giải thể. Bán hoặc là giải thể thôi, còn phá sản thì sao? Phá sản thì chỉ khi nào mà doanh nghiệp mình mất khả năng trả nợ thì mới mới phá sản nhá, mà phải do tòa tuyên. Nên ta tạm loại trường hợp đó đi. Bây giờ các bạn tư duy hộ tôi và trả lời xem nào. Bây giờ mà ông chủ doanh nghiệp tư nhân không muốn kinh doanh nữa thì khuyên ông là bán doanh nghiệp hay là giải thể doanh nghiệp? Ừ. Giải thể tức là làm một cái thủ tục trước cơ quan đăng ký kinh doanh đấy, tuyên bố là gì đấy, không kinh doanh nữa, trả lại giấy đăng ký doanh nghiệp cho nhà nước. Nào các bạn cho một lời khuyên xem nào, trong trường hợp mà không muốn kinh doanh nữa thì sao, giải thể hay là bán doanh nghiệp? Dạ giải thể thầy. Tại sao em giải thể? Giải thích, các bạn phải giải thích. Tư duy đi, tư duy đi. Đấy, giống như giờ một hãng xe không muốn vận tải, không muốn kinh doanh vận tải nữa, giờ khuyên bán hay là lên hay là giải thể. Đấy, ví dụ như nhà xe Bảy Cao ở ngay bờ Hồ Xuân Hương ấy, mấy năm trước cái nhà xe này chuyên chạy cái tuyến Nha Trang Đà Lạt đấy. Nhà xe này ông nghe nói, tôi chỉ nghe nói là ông chủ ông già quá, ông không kinh doanh nữa, ông bán lại doanh nghiệp. Thưa thầy, nghe mà bán này thầy thu lại được một ít vốn. Bán thu lại được ít vốn à? Cụ thể là thu lại vốn từ cái gì chứ? Từ Chứ cái xe. Tài sản của doanh nghiệp. thu lại từ tiền gì? Giải thích cho nào. Nếu mà bán thì được tiền gì? Thưa thầy là tiền từ tài sản của doanh nghiệp. Ừ, tài sản của doanh nghiệp em biết gồm tài sản gì không? Đương nhiên là đầu tiên là tài sản cố định đó chứ. Đầu tài sản hữu hình đã, đúng không? Ví dụ một doanh nghiệp mà vận tải hành khách thì khi bán doanh nghiệp thì anh sẽ bán các đầu xe đi, đúng chưa? Đấy, người ta gọi tài sản gì? Hữu hình. Còn một loại tài sản nữa. Dạ em không biết ạ. Rồi, ok, bạn nào phát hiện được? Dạ thưa thầy, là bán cái thương hiệu của mình.
Ok, bán thương hiệu được. Thương hiệu là gì? Nó có phải là một loại tài sản không? Bạn nào đâu rồi? Bạn bạn Quỳnh vừa trả lời cho nào, trả lời tiếp đi. Quỳnh đâu? Có phải tài thương hiệu có phải là một loại tài sản không? Thì cái này thương hiệu là loại tài sản vô hình. Ok. Rồi, chính xác rồi đấy nhá. Thế còn giải thể à? Nào, thế, giải thể thì cái tài sản hữu hình ấy chúng ta có bán được không? Bán được không? Bạn Quỳnh trả lời cho nào. Giải thể thì tài sản hữu hình bán được không? Thế này em nghĩ là giải thể thì tài sản hữu hình vẫn có thể bán được. Thế còn tài sản vô hình Tài sản là vô thương hiệu hình đấy. thì không ạ. Ok, chính xác rồi. Chính xác đi nha, bạn trả lời rất chính xác đấy. Các bạn lưu tâm, đối với một doanh nghiệp ấy, nó có hai loại tài sản. Nhưng mà thông thường người Việt mình thì quên đi mất một loại tài sản. Đó là tài sản hữu hình là một và tài sản vô hình là hai. Trong luật dân sự nó thừa nhận đấy nhá, quyền sở hữu trí tuệ đấy, chính là một loại tài sản nhá. Đấy. Tài sản hữu hình thì gồm có nhà đất và những cái thứ gì mà ta có thể nhìn thấy được, đúng chưa? Nhưng còn ta loại tài sản vô hình ấy, đó là mà chúng ta dân gian ta hay gọi là thương hiệu đấy, cái đấy không nhìn thấy được đâu nhá, cái đấy ta không nhìn thấy được đâu. Tài sản vô hình đấy thì có giá không? Giá có giá không? Xin thưa, rất có giá. Nếu so với tài sản hữu hình thì sao? Thì trong nhiều trường hợp nó có giá trị hơn là tài sản hữu hình. Các bạn nhé, trong nhiều trường hợp nó có giá trị hơn là tài sản hữu hình đấy. Ví dụ bây giờ quay về câu chuyện cái nhà xe 7 cao, đợt đấy nó bán doanh nghiệp đi. À, bán doanh nghiệp thì bây giờ ta phải tính tài sản hữu hình. Tài sản hữu hình nó là gì? Trước tiên là các con đầu xe cái đã. À, đầu xe thì bán được bao nhiêu tiền đâu. Mấy cái xe Mercedes-Benz, Ford Transit ấy. Ford Transit đấy giờ bán khấu hao hết rồi, bán rẻ lắm, 200-300 triệu là cao một đầu xe đấy. Ngoài ra còn tài sản hữu hình nào nữa? Còn thêm cái trụ sở công ty đấy, trụ sở công ty anh có thể bán hoặc anh không bán thì thôi, thì lúc đó cái người mua anh phải thay kiếm một trụ sở mới. À, và còn một loại tài sản nữa người ta gọi là tài sản vô hình. Tài sản vô hình đó chính là thương hiệu nhá. Cái người mua lại doanh nghiệp ấy, họ sẽ tiếp người ta sẽ tiếp tục kinh doanh với những cái người, hay nói khác họ sẽ kế thừa. Họ sẽ kế thừa toàn bộ những cái giá trị của doanh nghiệp mà từ ông chủ cũ. Tôi lấy ví dụ thế này, ví dụ họ sẽ kế thừa lại tất cả danh sách khách hàng. Đấy, cái số điện thoại, đúng chưa? Bây giờ chúng ta đi muốn đi xe, bây giờ chúng ta phải alo. Ở nhà xe 7 cao đấy hả? Tôi muốn đi Nha Trang đây, anh cho tôi đặt 1-2 vé. Thì cái người mua lại doanh nghiệp ấy họ sẽ gì, họ sẽ tiếp tục kế thừa những cái số điện thoại mà công ty trước đây vẫn liên lạc. Các bạn hiểu chưa? Đấy, đấy, mà số điện thoại người ta gọi là danh sách khách hàng đấy, chính là một loại tài sản vô hình nhé. Đấy, vô hình, được chưa các bạn? Hay ví dụ, hay là ví dụ các công ty đối, còn ví dụ nếu là công ty dược, đối với các công ty dược, công ty sản xuất thuốc chẳng hạn, thì nó sẽ là những bằng sáng chế, những bằng độc quyền sáng chế đấy. Rồi là những cái bí mật kinh doanh, doanh nghiệp nào chả có bí mật kinh doanh đấy. Khi anh bán doanh nghiệp thì anh sẽ gì, anh sẽ bán luôn cả những cái bí mật kinh doanh, những cái bằng sáng chế của anh đấy, các bạn hiểu chưa? Còn nếu như các bạn giải thể doanh nghiệp nhá, các bạn mà giải thể doanh nghiệp ý, thì các bạn chỉ thu được một khoản tiền từ cái gì thôi, từ cái tài sản hữu hình thôi, còn cái thương hiệu của bạn lại sẽ không không thu được một đồng tiền nào hết. Bởi vì bạn giải thể có nghĩa là gì? Bạn chấm dứt sự sự tồn tại của một thương hiệu. Mà để tạo ra một thương hiệu nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm nhá, nó đòi hỏi cái thời gian, nó đòi hỏi cái uy tín. Đấy. Nên ấy, đối với trong trường hợp mà ông chủ doanh nghiệp tư nhân, nếu như các bạn không muốn kinh doanh nữa thì tốt nhất là gì? Có ai mua thì nên bán. Và khi bán doanh nghiệp thì phải tính được hai loại giá trị tài sản hữu hình và vô hình. Tôi lấy một cho các bạn một ví dụ về tài sản vô hình này, tôi lấy ví dụ như là cái vụ mà Mobifone mua lại AVG.
cái vụ Mobifone mua lại AVG ấy, mấy công ty nó định giá thế này: cái tài sản hữu hình của AVG, tức là thằng An Viên, TV An Viên ấy, của Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng ấy, nó định giá cái tài sản hữu hình của An Viên vào khoảng là 2.500 tỷ. Khoảng 2.500 tỷ là tài sản hữu hình. Còn tài sản vô hình, tức là thương hiệu AVG đấy, thì nó định giá là 6.000 tỷ. Đấy, kinh chưa? Tài sản vô hình nhá, nó định giá là 6.000 tỷ. Còn hữu hình chỉ có 2.500 tỷ thôi. Đấy. Đấy, cái tài sản vô hình ví dụ như là gì đấy, ví dụ như như là công nghệ này, đấy, công nghệ sáng chế lại công nghệ, rồi cái gì, rồi thương hiệu, rồi là khách hàng này, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng này, rồi bí mật kinh doanh này, đấy, những thứ đó nó tạo ra tổng thể giá trị thương hiệu, hay là uy tín đấy, đấy, thị phần AVG hiện nay đang nắm giữ là bao nhiêu phần trăm đấy, đấy là nó tạo ra cái gọi là cái thương hiệu giá trị, đấy chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp, được định giá tận 6.000 tỷ nha các bạn nhé. Nên các bạn ấy là khi đi kinh doanh ấy, sau này các bạn kinh doanh cái gì, kể cả các bạn thành lập doanh nghiệp hoặc các bạn chỉ kinh doanh một cái quán cà phê hoặc một cái nhà nghỉ thôi, thì các bạn phải hết sức chú ý tới gì, tới xây dựng thương hiệu, hay gọi là chính là tài sản vô hình đấy ha. Có giá không? Có giá chứ. Tài sản vô hình này có giá lắm, ví dụ như Đà Lạt đây các bạn hay cứ chịu có để ý một chút, các bạn sẽ thấy có rất nhiều quán cà phê Milano, đúng chưa? Cà phê Milano thì cái nó uống là giống nhau, trang trí là giống nhau, uống giống nhau nhá, trang trí giống nhau đấy. Thì bản chất của nó là cái người mua, ví dụ như tôi muốn được treo cái biển cà phê Milano là tôi phải gì, tôi phải liên hệ với chủ sở hữu của thương hiệu để mua lại cái quyền sử dụng thương hiệu mà cái ông chủ sở hữu cái nhãn hiệu cà phê Milano này này ấy, ông sẽ gì, ông sẽ chả mất cái gì cả, ông sẽ thu, ông bán lại cho tôi với cái giá có thể hàng trăm triệu hoặc mấy chục triệu đấy, ông vừa bán thương hiệu nhá, rồi ông lại vừa là người gì, cung cấp toàn bộ nguyên liệu đầu vào cho tôi nữa, nên ông sẽ ít nhất ông ăn được hai hai thứ tiền: một là tiền bán quyền sử dụng thương hiệu, thứ hai nữa là cái quyền gì, bán cho tôi cái gì, cái nguyên liệu đầu vào. À, bán cho tôi nguyên liệu đầu vào đấy, thì đưa đây, đấy là do cái uy tín của thương hiệu Milano có được nhá. Đấy, sau này các hạt phở cũng vậy, phở thì ở Việt Nam mình ít có những cái thương hiệu phở nổi tiếng, như Sài Gòn nó có vài cái chuỗi, có nó có chuỗi cửa hàng phở, ví dụ như là cái phở 24 giờ đấy. Hay là ví dụ như cái thằng điện, thằng thằng Thế Giới Di Động ấy, các bạn thấy bữa nay nó xây dựng một chuỗi thương hiệu rất là cũng khá, bắt đầu nổi tiếng rồi đấy. Ví dụ thế, ngoài Thế Giới Di Động ra nó có thằng gì, Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh. Nên các bạn sau này mà xây dựng bất cứ kinh doanh cái gì thì các bạn lưu tâm là lưu tâm đến cái xây dựng thương hiệu. À, đấy là một loại tài sản vô hình rất có giá. À, khi thương hiệu của bạn nổi tiếng rồi thì bạn chẳng cần kinh doanh gì hết, các bạn cần ngồi một chỗ thôi. À, chỉ cần ngồi một chỗ để làm gì, để bán lại cái quyền, thì quyền sử dụng thương hiệu thôi, giống như Milano giờ đang làm vậy, ngồi một chỗ bán quyền sử dụng thương hiệu thôi, được chưa? Rồi quay lại bài nhá. À, tuy nhiên là cái doanh nghiệp tư nhân ấy, anh phải có gì, phải có uy tín thì anh mới bán được, có mấy người ta mới có người sẵn sàng mua. Còn nếu như doanh nghiệp tư nhân của anh mà lại không có uy tín, làm an toàn chộp giật lừa đảo khách hàng thì thôi, có giao bán chẳng ai mua đâu, thì thôi lúc đó thì sao, thì giải thể nó đi, bán không được thì giải thể, được chưa? Rồi như vậy là doanh nghiệp tư nhân là chúng ta xong nhá. Đấy, doanh nghiệp tư nhân này có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhé, bất cứ lúc nào chuyển đổi được không, rất đơn giản thôi, cứ kết nạp thêm thành viên cái là chuyển đổi được, hoặc là không thích doanh nghiệp tư nhân nữa thì chuyển qua thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân cũng được. Rồi có bạn nào hỏi về doanh nghiệp tư nhân nào, mời các bạn hỏi. Nào hỏi không, không hỏi phải không?
cho hỏi hỏi mà không, các bạn cứ hỏi thoải mái đi nhá, tôi biết tôi sẽ giải thích cho các bạn. Này, đây là một mô doanh nghiệp tư nhân, một loại hình kinh doanh rất là phổ biến đấy. Này, tuy nhiên như tôi đã phân tích các bạn, nó chỉ phù hợp ở kinh doanh quy mô gì thôi, nhỏ và siêu nhỏ thôi, lĩnh vực có tính rủi ro gì thấp nhá, đòi hỏi vốn ít, chứ còn lĩnh vực ở kinh doanh lĩnh vực có tính rủi ro cao này, đòi hỏi vốn lớn này, ở quy mô lớn này là không phù hợp đâu nhá. Không ai hỏi gì là chúng ta chuyển qua phần hai nhỏ, ta nói về hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cá thể đây là một cái loại thương nhân mà phổ biến nhất ở nước ta hiện nay. Đây, chúng ta cần đi dọc những con phố của Đà Lạt thôi, chúng ta sẽ đếm được rất rất nhiều hộ kinh doanh cá thể. Các quán cà phê, các cửa hàng tạp hóa, các quán ăn đều là hộ kinh doanh cá thể hết. À, trước tiên các bạn tư duy ngay cho tôi, cái hộ kinh doanh cá thể nó có phải là doanh nghiệp không? Nó có phải là doanh nghiệp không? Xin thưa là không nhá. Vì nó không phải là doanh nghiệp nên nó không bị điều chỉnh bởi luật doanh nghiệp. Đấy, mà nhà chúng ta có một cái nghị định, cụ thể là nghị định số 78 là điều chỉnh nó. À, và khi học đến cái phần này thì các bạn lưu tâm là so sánh cho tôi sự giống và khác giữa hộ kinh doanh cá thể với doanh nghiệp tư nhân. Đi thi có thể ra cái câu đó nhá, và 2 điểm. Đó. Đấy, bây giờ các bạn đọc khái niệm đây này. Đây, đọc khái niệm. Từ đó các bạn thấy rằng nó giống doanh nghiệp tư nhân và khác doanh nghiệp tư nhân ở cái điểm nào. À, thấy chưa? Các bạn cần nhìn đặc điểm đây. Nếu khi các bạn so sánh nhé, các bạn hãy phải nhìn vào đâu để so sánh? Nhìn vào cái đây này, nhìn đặc điểm đây này. Đấy, nhìn các đặc điểm đây này. Được chưa? Hãy tư duy đi, giống và khác chỗ nào? Tí nữa vào trả lời nhá, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao đi. Như vậy có 3 bạn được cộng điểm rồi nhá. Hôm nay là 2 bạn. 2 bạn trả lời là ổn rồi. Còn như bạn bạn Quỳnh là nhớ 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 nhá. Nhớ đòi điểm. Bây giờ thì hôm nay thì buổi sau nhớ đòi. Hôm nay 2 bạn, hôm trước 1 bạn tôi nhớ. Này, mấy mấy cụ mấy mấy ông tướng của lớp tự dưng lên chỗ này là chỗ cho các bạn trao đổi Việt lót hay sao mà lên đây mà trao đổi con số hả? Ăn chơi phải có chốn nhá, cờ bạc phải có nơi nhá, đây không phải cái nơi ăn chơi cờ bạc các bạn đâu nhá. Rồi các bạn nghỉ giải lao đi. Có đăng ký kinh doanh. Ok, còn giống gì nữa? Và thứ ba là về vấn đề trách nhiệm tài sản, là cả hai đều dùng toàn bộ tài sản của mình để chịu trách nhiệm. Cái đấy gọi là trách nhiệm vô hạn nhá. Vâng. Rồi còn gì nữa không em? Dạ. Hết Hết. mà À, rồi. dạ, có mô hình quản lý đơn giản rồi. Rồi nói về khác. Vâng. À, về khác thì là điều khác cơ bản nhất là doanh nghiệp tư nhân thì là doanh nghiệp, còn hộ kinh doanh cá thể thì không phải là doanh nghiệp. Rồi. À, chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân thì chỉ là một cá thể, một người, còn hộ kinh doanh thì là có thể là có nhiều người. Rồi. Vâng. Cái khác nữa là có thể là doanh nghiệp tư nhân thì có thể là có nhiều quy mô khác nhau, còn hộ kinh doanh thì chỉ là quy mô siêu nhỏ, tại vì lao động dưới 10 người. Được, Và nhận được.
Doanh nghiệp tư nhân thì được mở nhiều địa điểm, còn hộ kinh doanh thì chỉ tại một địa điểm. Chỉ được đăng ký tại một địa điểm thôi. Còn hết ạ. Rồi, thế em có biết tại sao hộ kinh doanh cá thể lại không phải là doanh nghiệp không? Chắc không trả lời được nhỉ. Rồi ok, đủ điểm cộng với em nhá. Nó bảo thầy. Như vậy lớp mình có ba bốn bạn nữ. Và đây là cái điểm, đây là khái niệm được lấy từ nghị định 78, được chưa? Như vậy nếu các bạn cần một cái khái niệm ngắn gọn hơn thì tôi phát biểu thế này. Hộ kinh doanh ấy, hộ kinh doanh đó là một loại thương nhân do một cá nhân hoặc một nhóm người hoặc là một hộ gia đình làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn. Đấy, nói ngắn gọn thế thôi. Được chưa? Nào, bây giờ ta nói về cái đặc điểm của nó nhé, đặc điểm của hộ kinh doanh. Đầu tiên, các bạn nhớ rằng cái hộ kinh doanh nó không phải là hộ kinh doanh nó không phải là một doanh một loại hình doanh nghiệp à. Hộ kinh doanh nó không phải là một loại hình doanh nghiệp. À, nó là thương nhân nhưng nó không phải là doanh nghiệp các bạn nhé. Tại sao không phải là doanh nghiệp? Này, ta nhìn thấy cái đặc điểm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nó phải có mấy điều kiện để mới được gọi là một doanh nghiệp. Cái này phải về chương 1 nhỉ. Đấy, ta lấy doanh nghiệp. Để gọi là doanh nghiệp thì nó phải có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Và mục đích đương nhiên là gì rồi? Là tìm kiếm lợi nhuận. À, ta thấy nếu so với các đặc điểm này thì nó thỏa mãn được bao nhiêu đặc điểm? Nó thỏa mãn hết. Chỉ có thiếu một cái đặc điểm thôi, nó không thỏa mãn được đây này, là có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Đấy, hộ kinh doanh thì nó lại không có cái cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Đấy, ta thấy doanh nghiệp nó có cái gì? Doanh nghiệp nó có giám đốc. Nhưng mà hộ kinh doanh làm gì có giám đốc? Đấy, doanh nghiệp nó có người phụ trách kế toán. Đấy, nhiều công ty là phải bắt luật nó bắt phải có kế toán trưởng cơ. Nhưng hộ kinh doanh thì không cần. Thuế của hộ kinh doanh là thuế khoán. Rồi nó càng không có hội đồng thành viên hoặc là hội đồng quản trị thì càng không có. À, trưởng các phòng cũng không, các phòng ban cũng không có. Nhưng mà doanh nghiệp thường là nó có. Được chưa? Như vậy ta thấy rằng hộ kinh doanh này là nó gì? Nếu xét về đặc điểm nó tức là nó so với doanh nghiệp tư nhân thì nó không phải là doanh nghiệp bởi vì lý do là gì đấy? Nó không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ thế thôi. Chứ còn nó cũng có tên riêng này, có tài sản này, có trụ sở này, được thành lập hợp pháp. Đúng không? Mục đích của nó cũng là gì? Là kinh doanh. Được chưa các bạn? Tiếp. Về chủ sở hữu. Về chủ sở hữu. Ta thấy rằng gì nó có ba loại. Nếu ta xét kỹ ra là nó có ba loại chủ sở hữu. Đầu tiên là gì? Do một cá nhân làm chủ. Thứ hai nữa là gì? Do một nhóm người làm chủ. Ví dụ ba bạn trong lớp rủ nhau mở một quán cà phê và đăng ký dưới dạng là mô hình hộ kinh doanh là một nhóm người. Đấy, gồm ba người đấy. Đấy, và cái một loại hình chủ sở hữu thứ ba nữa là hộ gia đình. Hộ gia đình là ai? Hộ gia đình thì theo khái niệm của luật dân sự đó là những người có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng cùng sinh sống với nhau thì người ta gọi là hộ gia đình. Đấy. Bây giờ các bạn lại tư duy tiếp vậy một cái cá nhân nước ngoài có thể trở thành chủ hộ kinh doanh được không? Có thể để thành lập hộ kinh doanh được không? Cá nhân nước ngoài là có thể không? Xin thưa là không thể đâu nha này, các bạn thấy không? Luật nghị định nó nói luôn này, các cá nhân phải là gì? Phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi. Dưới 18 tuổi cũng không được nhé, phải đủ 18 tuổi. Đấy, và phải là công dân của Việt Nam. Như vậy là người nước ngoài là không được thành
thành lập ở dạng hộ kinh doanh là cá nhân. Nhóm người cũng vậy, nhóm người cũng không được. Nhóm người này phải tất cả đều phải là công dân hết, công dân Việt Nam hết. Thế còn hộ gia đình thì sao các bạn? Hộ gia đình thì có thể là gì? Có thể là người nước ngoài được không hả các bạn? Có thể nha, đấy, tại đấy hộ gia đình thì lại có thể đấy các bạn nha. Tôi lấy ví dụ nha, một cô gái Việt Nam lấy một anh chồng nước ngoài và hai vợ chồng mở một cái nhà hàng hay là mở một quán cà phê, đăng ký ở dạng hộ gia đình, hộ kinh doanh cụ thể là hộ gia đình thì được phép không? Xin trường hợp này thì lại là được nha các bạn nha, được nha. Đấy, hộ gia đình thì bao giờ cũng có nhiều thành viên đúng chưa? Tối thiểu phải có vợ hoặc chồng hoặc là gì bố bố mẹ với con. Đấy, thì trong thành viên của hộ gia đình có thể là có người nước ngoài, tức là ông chồng vẫn quốc tịch nước ngoài chẳng hạn. Đấy, hoặc cô vợ vẫn là người quốc tịch ở nước ngoài, chưa phải là chưa quốc tịch Việt Nam thì vẫn được nhé. Ok chưa? Đấy, các bạn lưu tâm về chủ sở hữu như vậy. Còn về việc điều hành kinh doanh thì sao? Thì tất cả các thành viên ấy, của hộ kinh doanh này đều có quyền kinh doanh hết, không cần phải hỏi ý kiến của ai cả nha, đều có quyền kinh doanh và không cần hỏi ý kiến của ai. Ví dụ ba bạn trong lớp rủ nhau mở quán cà phê thì cả ba bạn này đều được thực hiện các hành vi kinh doanh mà không cần hỏi ý kiến hay cần có sự đồng ý của các thành viên khác. À, thế còn ai chịu trách nhiệm? Thì ai chịu trách nhiệm thì hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi kinh doanh của các thành viên. Chứ không phải trách nhiệm cá nhân người ta đâu mà hộ phải phải chịu trách nhiệm. Đấy. Ví dụ ba bạn cùng nhau mở quán cà phê đấy, bạn ABC chẳng hạn, thì cái hành vi kinh doanh của bạn A đấy thì ai chịu trách nhiệm thì hộ kinh doanh đó phải chịu trách nhiệm. Cụ thể hơn là cả A, B, C đều phải chịu trách nhiệm về các hành vi kinh doanh của một trong số các thành viên. Hiểu chưa? Đấy, đấy việc điều hành kinh doanh là nó vậy nhé. Nó không như doanh nghiệp đâu, nó không như doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần nó phân ra ha. Chỉ có hội đồng thành viên, giám đốc mới được ký các hợp đồng thôi, còn các người khác không được. Nhưng hộ kinh doanh không phải ai cũng được quyền ký hợp đồng thế, ai cũng được quyền tiến hành các giao dịch hết. Đấy. Và những cái giao dịch của họ là phải 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 cả hộ kinh doanh đều phải chịu trách nhiệm. Đấy. Tôi lấy ví dụ thế này, hoặc ví dụ khác đi, ví dụ nhà một bạn trong lớp nha, gồm có bố mẹ và hai đứa con. Bố mẹ hai đứa con cùng nhau mở một cái gọi là chúng ta mở một cái nhà nghỉ, một cái khách sạn đăng ký hộ kinh doanh. Thế với tôi giả sử bây giờ ông bố ông vay 500 triệu của một người hàng xóm để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đến hạn ông bố không trả được nợ, vậy vợ và hai người con kia có chịu trách nhiệm trả nợ thay cho ông bố này không? Thì xin thưa là phải có trách nhiệm trả nợ thay nhé. Lý do vì sao? Bởi vì cái khoản vay này nó là để không là nó để phục vụ mục đích chung của hộ kinh doanh thì tất cả các thành viên đều phải chịu trách nhiệm hết. À, nhưng mà nếu ngược lại, nếu ông bố này nhé, ông đi vay 500 triệu, ông đi đánh bạc và ông thua hết, thì vợ và con có chịu trách nhiệm trả nợ trả nợ cái khoản này không? Thì xin thưa là không. Lý do bởi vì cái khoản tiền này ấy là được ông bố vay nhưng mà không sử dụng vào mục đích chung của hộ kinh doanh. Hiểu chưa? Đấy. Tiếp một cái đặc điểm thứ hai nữa là về 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 chế độ chịu trách nhiệm. Đây tôi nói chế độ chịu trách nhiệm trước nhá. Về chế độ chịu trách nhiệm thì hộ kinh doanh ấy là các thành cụ thể hơn là các thành viên của hộ kinh doanh là chịu trách nhiệm vô hạn. Đấy, về mọi hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Đấy. Cụ thể hơn là đây là trách nhiệm liên đới, đây là trách nhiệm liên đới nha, trách nhiệm vô hạn liên đới. Đấy, tôi lấy ví dụ thế này, trách nhiệm liên đới nó khác với trách nhiệm theo phần nha, nó có mấy loại trách nhiệm ấy, nó có loại trách nhiệm liên đới và trách nhiệm theo phần. Tôi lấy ví dụ ba bạn A B C rủ nhau mỗi bạn góp 100 triệu để mở một cái nhà hàng,
nhá, bạn A, bạn B, bạn C nhá, mỗi bạn góp 100 triệu để mở một cái nhà hàng. Như vậy cái tỷ lệ phần góp vốn của các bạn này là gì? Là như nhau, đúng chưa? Tôi giả sử sau 1 năm kinh doanh, nhà hàng phá sản, nợ 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 1 tỷ đồng. Tôi giả sử nợ ông E 1 tỷ đồng, cái hộ kinh doanh này nhá, nợ ông E 1 tỷ đồng. Vậy ai chịu, ai có trách nhiệm phải trả 1 tỷ cho ông E? Thì xin thưa cả ba bạn A, B, C đều có trách nhiệm phải trả hết. Và trách nhiệm khoản nợ này chỉ chấm dứt khi nào? Khi toàn bộ số nợ đã được thanh toán xong. Đấy, và ông A và ông E nhé, ông E có quyền yêu cầu một trong ba người phải thanh toán toàn bộ số nợ trên. Đấy. Hoặc ông E cũng có thể yêu cầu gì? Cả ba người phải thanh toán số nợ theo tỷ lệ vốn góp. Đấy, tôi giả sử nhé, ông E ông yêu cầu A, B, C mỗi người phải thanh toán cho ông là hơn 3, yêu cầu A và B trả nợ thay cho C, hiểu chưa? Trả nợ sai thay cho C nhá. Và trách nhiệm nợ chỉ chấm dứt khi nào? Khi toàn bộ 1 tỷ đã được thanh toán xong. À, các bạn hiểu chưa? Người ta gọi là trách nhiệm gì đấy? Liên đới. Trách nhiệm liên đới tức là gì? Một thành viên, nếu có thành nếu như có những thành viên mà không có tiền trả nợ là các thành viên còn lại là phải dùng tài sản riêng của mình mà trả thay cho các thành viên đó, hiểu đơn giản nhất là thế, hiểu chưa? Đấy, trách nhiệm liên đới chỉ trong trường hợp mà hộ kinh doanh nó là hộ gia đình thôi, hoặc là gì, hoặc là một nhóm người thôi nhá. Còn nếu như hộ kinh doanh nó chỉ là một cá nhân làm chủ thì nó cũng giống như doanh nghiệp tư nhân thôi nhá. Đó là trách nhiệm vô hạn thôi chứ không không cần không phải là liên đới, vì có ai nữa đâu mà liên đới. À, thế tôi nói thêm các bạn, thế giờ ông cái bà vợ đấy có chịu trách nhiệm, vợ có phải trả thay cho ông chồng không? Xin thưa là không đâu nhá, không. Không, vợ không có trách nhiệm trả thay cho chồng đâu. Cái hộ kinh doanh này nó cũng vậy nhá. Tôi giả sử giờ có một thành viên nào đó mà lại sang nước ngoài định cư sinh sống chẳng hạn, à, sang sang nước ngoài đang đang đi nước ngoài sinh sống thì cũng không phải chịu trách nhiệm đâu. Được chưa? Tiếp, một đặc điểm nữa là về quy mô. Về quy mô thì hộ kinh doanh như tôi nói nó không phải là doanh nghiệp mà nó chỉ là một loại thương nhân thôi. À, và quy mô là gì? Quy mô kinh doanh là nhỏ hẹp. Đấy, quy mô kinh doanh của hộ hộ kinh doanh là nhỏ hẹp. Nhỏ tính nhỏ hẹp thể hiện ở đây này. Thứ nhất là gì? Nó chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm. Một địa điểm thôi nhé. Địa điểm đây nó tính theo gì đây? Nó tính theo cái số nhà, cái thửa đất số nhà. Các bạn thấy ở thành phố đúng không? Nhà nào cũng cũng có số nhà hết. Đấy, thì mỗi một cái số nhà đấy gọi là một địa điểm kinh doanh. Thế bây giờ chúng ta lại lại thuê một cái nhà ông hàng xóm để mở một cái nhà nghỉ thì trường hợp đấy có được không? Xin thưa là không được nhá. Trường hợp đấy thì lại là 2 địa điểm rồi, không được. Phải thành lập doanh nghiệp hoặc là lách luật bằng cách là gì, nhờ một đứa nó người thân ở đó đứng tên cho. Hiểu chưa? Tức là các bạn hiểu cái địa điểm kinh doanh này này là nó tính theo số nhà. À, số nhà tính theo thửa đất. Nếu 2 số nhà khác nhau hoặc 2 thửa đất khác nhau, tức là 2 địa điểm, mặc dù có thể là một chủ nhá, có thể là một ông chủ ông sở hữu 2 căn nhà nhưng có 2 số nhà khác nhau thì đều không được phép đăng ký hộ kinh doanh. Chỉ đăng anh chỉ được chọn một trong 2 thôi, không được chọn cả 2. Nên trên thực tế có gặp nhiều các cái nhiều người ấy, nhiều gặp cái hoàn cảnh tình cảnh, ví dụ mình đang kế, ví dụ như tôi nhá, ví dụ ông A đi, ông đang có một cái nhà nghỉ, ông kinh doanh ở đăng ký kinh doanh ở dạng hộ kinh doanh, bây giờ ông mua thêm một cái nhà nghỉ của ông hàng xóm ngay bên cạnh nhà ông ấy, hiểu chưa? Vậy bây giờ ông có được gộp 2 cái nhà nghỉ này là một là không? Thì xin thưa là không nhá, vì đây này chỉ được đăng ký một địa điểm. Trong trường hợp đó ông A chỉ có cách thôi, nhờ người thân mình ấy thôi đứng tên đăng ký hộ kinh doanh dùng. Người ta gọi lách luật. À,
Thế chị thưa, nếu các bạn mà được 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 người thân nhờ đứng tên giùm có nên đứng không? Hả? Đừng có ngu dại nhé, đừng có ngu dại đứng tên giùm nhé. Vì sao? Vì hộ kinh doanh nó cũng giống như là doanh nghiệp tư nhân, là chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm gì? Vô hạn. Thế chả may bây giờ ông đi làm ăn thua lỗ, ông đi vay ngân hàng thì ai phải phải trả nợ? Chính là cái người đứng tên, tức là cái người được ông nhờ đứng đứng hộ, hiểu chưa? Nên đừng có ngu dại, đừng đừng có ngu dại nhờ người thân nào đứng tên đấy. Người thân nhờ mình cứ chỉ đi nhờ người thân thôi, chứ đừng để người thân nhờ mình. Ok chưa? Một rồi, tiếp một yếu tố thứ hai nữa là gì? Nó là sử dụng không quá 10 lao động. Nếu nếu anh muốn sử dụng trên 10 lao động thì phải làm gì? Anh phải chuyển mô hình thành gì? Doanh nghiệp, thành doanh nghiệp nhé. Chứ bây giờ cái ví dụ tôi giả sử cái đoàn thanh tra liên ngành nó đi kiểm tra mà nó phát hiện ra hộ kinh doanh này sử dụng trên 10 lao động là nó phạt. Thế lách luật bằng cách nào hả các bạn? Lách bằng cách gì? À, thì tôi tốt nhất hàng tháng nuôi, chịu khó nuôi một 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 người mật thám ở trong cái sở đó, trong cái sở lao động ấy, để khi nào nó đi kiểm tra thì nó alo cho biết nó mà giải tán bớt nhân viên. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta chịu khó nhận thằng đứa này là, à, đứa này là con nuôi, đứa kia là cháu. À, hoặc không thì trốn, khi nào có đoàn thanh kiểm tra đến thì bảo nó leo lên lầu trốn bớt đi, chứ quá 10 người là bị phạt đấy. À, được chưa? Tiếp là nó không có con dấu riêng. À, đương nhiên hộ kinh doanh nó không có con dấu riêng đâu nha, nó không phải là pháp nhân nên không có con dấu đâu. Con dấu nó chỉ áp dụng cho pháp nhân thôi, tức là tổ chức thôi. À, cái vấn đề tư cách pháp nhân thì không đặt ra với hộ kinh doanh nhá, vì nó không phải là một tổ chức nên đương nhiên nó không có tư cách pháp nhân rồi. À, tài sản của hộ kinh doanh với cả tài sản của chủ sở hữu nó là nó có tách biệt nhau không? Xin thưa rằng nó giống doanh nghiệp tư nhân là không có sự tách biệt giữa hai khối tài sản này nhá. À, tài sản của hộ kinh doanh với cả gì thành viên của hộ hay là chủ sở hữu hộ kinh doanh ấy, nó là một khối thống nhất không phân chia. Cái này giống doanh nghiệp tư nhân. À, hộ kinh doanh có khả năng huy động vốn không? Có khả năng phát hành chứng khoán không? Ừ, phát hành chứng khoán là không thể nha. Phát hành chứng khoán chỉ dành cho các tổ chức kinh tế thôi, mà hộ kinh doanh không phải là tổ chức kinh tế. Đấy, khả năng huy động vốn của nó vì vậy cũng rất là hạn chế. Cái này giống doanh nghiệp tư nhân nha. Hộ kinh doanh muốn có vốn chỉ có cách gì thôi? Muốn có vốn có cách gì? Có hai cách. Một là đi vay ngân hàng. Mà đi vay ngân hàng thì tôi đã phân tích các bạn với lãi suất kiểu của Việt Nam mình thì doanh nghiệp trước sau cũng chết thôi. À, một cách thứ hai nữa là hộ kệ một cách thứ hai nhá, là kết nạp thêm thành viên mới. Ví dụ ba bạn đang mở nhà hàng, bây giờ cần thêm 100 triệu để kinh doanh, cả ba đứa chả có đứa nào có tiền cả. Như vậy thì làm thế nào? Thì rủ thêm một đứa nữa, như vậy thành bốn đứa, bảo đứa kia góp thêm 100 triệu nữa. À, các bạn hiểu chưa? Đấy, đấy là một cách để gì, để huy động vốn bằng cách đó, là tức là kết nạp thêm thành viên mới. Rồi, ok. Rồi, các bạn nào có ý kiến hỏi thêm về hộ kinh doanh không hả các bạn? À, nói thêm các bạn, hộ kinh doanh đây có phải là đã là một mô hình kinh doanh nhỏ nhất chưa? Hay là còn ai nhỏ hơn nữa không? Hả? Mời bạn Hoàng Ngọc Lan trả lời cho nào. Đây đã là mô hình kinh doanh nhỏ nhất chưa? Dư thầy thì em nghĩ là một kinh doanh nhỏ nhất rồi thầy. Này con trai à? Dạ, Tôi Lân thầy ơi, Lân, Lân thầy, không phải Lan thầy. nhìn chữ L anh Nam đây đâu phải Lâm đâu. Không có dấu thầy ơi. Rồi, thế trả lời đi. Nhỏ nhất chưa? Em nghĩ là nhỏ nhất rồi thầy. Rồi, em nghĩ nhỏ nhất rồi. Ok, Dạ. rồi. Bốn sáu, bạn Sơn Tùng cho nào. Nhỏ nhất chưa em? Dạ thưa thầy nhỏ nhất ạ. Ừ, nhỏ nhất. Tới bạn nào chưa nhỏ nhất là nó phát biểu nào.
Thì thưa thầy, em nghĩ là hộ kinh doanh này chưa phải là cái đối tượng kinh doanh nhỏ nhất à? Ừ. Thế còn ai nhỏ hơn? Dạ, em nghĩ chẳng hạn như là những cái hộ gia đình mà kiểu làm nông á, Đã hay là làm những người nông đâu là bán hàng kinh doanh. Ví dụ khác. Bài 1 thầy dạy rồi. Nào, Nguyễn trả lời cho nào. dạ, còn gọi là hình thức nhỏ nhất tại vì còn những người như là bán hàng rong hay là kinh doanh đơn lẻ nhỏ Ừ, nhỏ. rồi. Rồi, chính xác rồi đấy, bạn Nguyễn trả lời là chỗ đúng rồi. Chưa phải là nhỏ nhất đâu, vì còn có cái loại mô hình kinh doanh nhỏ hơn, nhỏ đến cái mức mà nhà nước khinh, không thèm bắt đăng ký kinh doanh. Ừ, các bạn hiểu chưa? À, vậy căn cứ vào đâu để bắt đăng ký kinh doanh và không đăng ký kinh doanh? Đó là căn căn cứ vào doanh thu, nhà doanh thu như các ông nhà nước mình, các ông phòng đăng ký kinh doanh nó chỉ ước lượng thôi, ước lượng thì à tháng này doanh thu chắc khá khá đây, bắt đăng ký kinh doanh thế thôi, đăng ký ở dạng hộ kinh doanh đấy nhá. Ví dụ như người bán rong bán rào, à, những người mà kinh doanh quy mô như gọi là thu có doanh thu quá nhỏ, nhỏ đến mức mà không đủ tiêu chuẩn để bắt đăng ký kinh doanh. À, còn mức doanh thu thế nào ta phải xem quyết định của từng tỉnh nhá. Có thể nó đặt quy định ví dụ doanh thu anh một tháng 3 triệu, tỉnh thì 5 triệu đấy, nó phải đăng ký kinh doanh. Được chưa? Nó chưa phải là nhỏ nhất đâu nhá. À, như tôi nói, ví dụ các bạn mà ra chợ đêm Hòa Bình ấy, những người người ta bán bắp luộc này, bán khoai nướng này, bán sữa đậu lành ấy, họ không cần phải đăng ký kinh doanh đâu nhá. Vì họ mua họ doanh thu quá bé. Ok, tốt. Nguyễn Nguyễn chịu khó trả lời thêm câu nữa. Rồi, thế bây giờ nhận xét về cái mô hình hộ kinh doanh này thì có vài đôi lời nhận xét thế này thôi, như các bạn 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 Quyên Quỳnh hay Quyên trả lời rồi đấy. Là cái mô hình này ấy thì nó phù hợp, đây là một mô hình kinh doanh gì đấy siêu nhỏ nhá, và nó chỉ phù hợp kinh doanh ở cái quy mô gì thôi, cái quy mô là gọi là siêu nhỏ thôi. Vì sao nó phù hợp quy mô siêu nhỏ này? Các bạn thấy này, thứ nhất là gì, nó chỉ được đăng ký kinh doanh một địa điểm, thứ hai là không được sử dụng quá 10 lao động. À, nên là có nghĩa là gì, nghĩa là cái doanh thu của hộ kinh doanh này thường là cao hay thấp? Thường là thấp nha. Thường là thấp lắm, vì doanh thu thấp nên là cái số lượng thành viên của hộ kinh doanh là sẽ là gì, nhiều hay ít? Ít thôi, chứ mà nhiều quá, ví dụ bây giờ trong lớp, bây giờ tôi lấy ví dụ các bạn 10 bạn trong lớp rủ rủ nhau hùn vốn để mở một quán cà phê. Tôi giả sử tiền lãi một tháng các bạn thu về 20 triệu, rồi chia cho 10 đứa, mỗi đứa có 2 triệu không bỏ. Đấy. Chính vì thế mà cái số lượng thành viên của nó thường không lớn đâu nha. À, tuy nhiên trên thực tế có một cái vấn đề thế này, ví dụ các bạn mà xuống thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay ở Đà Lạt cũng vậy. À, có rất nhiều hộ kinh doanh là nó quy mô cái doanh thu của nó một năm khá là lớn. Tức là có những hộ kinh doanh nhá, doanh thu một năm lớn. Ê, và cơ quan thuế khuyên họ là lên chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nhưng mà họ kiên quyết không chịu. À, không, tôi cứ thích đăng ký ở hộ kinh doanh cơ, tôi không muốn trở thành doanh nhân đâu, tôi không muốn trở thành doanh nghiệp đâu. Tại sao vậy các bạn? Tại sao? Các bạn nào biết trả lời cho nào? Dạ thưa thầy, em nghĩ là tại vì đóng thuế thấp. Thuế thấp. Ừ. Cái gì nữa không? Thuế thấp hả? Ừ. Rồi, ok. Có một cái lợi cái thế này này. À, cái hộ kinh doanh ấy thì họ là thuế khoán. Thuế của nó là thuế khoán nhé. Thế một năm nó cũng khoán cho hắn nộp bao nhiêu tiền thuế đấy, chả cần biết mày thắng hay mày lỗ hay lãi. À, nhưng mà doanh nghiệp ấy thì là nó tính theo gì, nó anh doanh nghiệp thì nếu mà anh mà làm ăn thua lỗ thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng mà nếu làm ăn có lãi thì anh phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhá. Doanh nghiệp ấy thì nó anh phải 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 có các hóa đơn chứng từ chứng minh lượng hàng nhập lượng hàng xuất, tức là nó rất là lằng nhằng nhiêu khê và rắc rối. À, rồi gì nữa, doanh nghiệp ấy là gì, là anh phải có người phụ trách về thuế, phải có người phụ trách thuế. Ừ.
Thế anh phải thuê một người nào đó làm gì, làm về kế toán đấy, tức là có người phụ trách kế toán. Chứ không như là hộ kinh doanh. Em vì thế mà nhiều người hộ kinh doanh họ chả thèm lên doanh nghiệp, họ cứ để hộ kinh doanh thôi, mặc dù họ dư sức lên doanh nghiệp bởi vì doanh thu của họ rất là cao, cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp tư nhân bình thường khác. Tuy nhiên nhé, các bạn nhé, xét về phát triển lâu dài nhé, phải lên thành lập doanh nghiệp để làm gì? Để có thương hiệu, để xây dựng thương hiệu và phát triển quy mô. Đấy. Chứ còn nếu cứ hộ kinh doanh thế này ấy, thì thương hiệu sẽ bị rất khó để phát triển một thương hiệu ở dạng hộ kinh doanh. Cái nữa là cái quy mô kinh doanh nó không thể lớn được, vì anh nó cho con sử dụng không quá 10 lao động thôi. Rồi tiếp. Rồi ta chuyển qua 2.2 là quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh và thành viên hộ kinh doanh. Đấy, các bạn tự đọc tự xem. Cái này có nói qua khái niệm rồi. Đấy, mỗi một cá nhân nhé, chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh thôi. Ví dụ như tôi bây giờ tôi ví dụ tôi muốn mở một quán cà phê thì tôi chỉ được mở một quán thôi. Còn mở một quán thứ hai là không được. Đấy. Muốn mở quán thứ hai chỉ có lách luật bằng cách gì, tôi nhờ nhờ người, nhờ vợ, nhờ con, nhờ bạn bè người thân thôi. Thế nhờ xong người ta xong cái đứa đấy nó bán luôn thì sao? Tôi giả sử giờ chúng ta nhờ thằng bạn đứng tên trên giấy tờ là chủ hộ kinh doanh, bây giờ nó bán luôn cái nó sang, người ta gọi là sang, cái dân gian hay gọi là sang quán đấy, nó bán thì sao? Thì chịu nhé. Rủi ro đấy khi đi nhờ người khác đấy. Cái chủ hộ kinh doanh này này, cái chủ hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì sao? Như tôi đã nói phân tích các bạn rồi, vì doanh nghiệp tư nhân cũng là một cái trách nhiệm là gì? Vô hạn, mà ông hộ kinh doanh cũng là trách nhiệm vô hạn, và công ty hợp danh cũng là trách nhiệm vô hạn, thì anh không thể chịu trách nhiệm vô hạn ở nhiều thương nhân khác nhau được. Đấy, chỉ một thôi. Đấy. Đấy. Thế có được quyền góp vốn vào các công ty khác không? Được nhé. Chủ hộ kinh doanh, cái tức là thành viên hộ kinh doanh được quyền gì? Được quyền góp vốn mua cổ phần ở các doanh nghiệp khác thoải mái. Vì sao? Bởi vì trong các ví dụ vì góp vốn và mua cổ phần ở công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần ấy, vì hai cái loại hình này nó là trách nhiệm hữu hạn chứ không phải là vô hạn, nên được phép. Còn ông doanh nghiệp tư nhân với ông hợp danh thì nó lại là gì? Vô hạn nên không được phép. Thế thôi. Chuyển qua mục 2.3, ta nói về cái đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Đăng ký kinh doanh. Đấy, điều kiện để đăng ký kinh doanh đây. Thứ nhất là về chủ thể, như tôi đã phân tích các bạn, phải là công dân Việt Nam. Đấy, có năng lực đầy đủ. Đấy. Phải là công dân nhá. Còn riêng đối với hộ gia đình ấy, riêng đối với hộ gia đình thì cái thành viên hộ gia đình có thể là người nước ngoài được nhá, có thể là người nước ngoài được. Chứ còn hộ kinh doanh mà là cá nhân hoặc một nhóm người thì phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 trở lên. Đấy, nội dung kinh doanh thì không được kinh doanh những gì mà pháp luật cấm. Cái này ta sẽ học sau nha. Cái gì cấm thì học sau. Hoặc là những ngành nghề mà có điều kiện thì anh phải đáp ứng các điều kiện đó. Ví dụ như là chúng ta mở một quầy thuốc. Mở một quầy thuốc là chúng ta phải có chứng chỉ hành nghề rồi. Đúng không? Điều kiện kinh doanh đấy. Điều kiện tiếp này, về đặt tên. Một cái nữa là về đặt tên hộ kinh doanh phải phù hợp với quy định nhé. Tên hộ kinh doanh bao gồm bao giờ nó có hai yếu tố. Thứ nhất là loại hình tên chung, loại hình chung chính là hộ kinh doanh, và tên riêng. Tên riêng này phải viết bằng tiếng Việt, không được vi phạm văn hóa đạo đức. Ví dụ tên riêng, ví dụ như là gì? Ví dụ như Ngọc Khuê. À, ví dụ như là tỏi đen, ví dụ như là anh em, đấy chính là tên riêng. Tên riêng này có được phép trùng không? Có được trùng với tên riêng hộ kinh doanh khác không? Thì xưa là không nhá, không được trùng với hộ kinh doanh khác trong phạm vi cấp huyện, phạm vi cấp huyện thôi. Nhưng vậy ngoài cấp huyện này sao? Ngoài cấp huyện thì được, nhé.
thì được. À, ví dụ như là hộ kinh doanh Phương Trang ở Đà Lạt, bây giờ một hộ kinh doanh Phương Trang ở ở huyện Di Linh được không? Được. Nhưng cùng ở Đà Lạt thì không được, thế thôi, để đặt tên. Đấy, còn trình tự đăng ký thì đầu tiên chúng ta phải nộp hồ sơ tới phòng tài chính kế hoạch thuộc ủy ban cấp huyện. Phải nộp hồ sơ nhé, xin đăng ký tới phòng tài chính kế hoạch. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu có đầy đủ điều kiện. Còn nếu chưa đầy đủ điều kiện, ông sẽ ra thông báo cho chúng ta để biết, để bổ sung, hoàn thiện các điều kiện. Đấy, lệ phí ta rất rẻ, lệ phí chỉ có 100.000 thôi. À, đấy, chúng ta muốn đăng ký, ta nộp hồ sơ nhé, hồ sơ mua cứ lên tới cái phòng đăng ký, chúng ta tới cái phòng tài chính kế hoạch này, bảo bán cho tôi một bộ hồ sơ, thế là nó bán cho tôi, trong đó có cái tờ giấy đơn đăng ký, có giấy giấy đăng ký, thì chúng ta về điền các thông tin đó thôi, sau đó là gì, nộp 100.000 lệ phí, thế là xong, được cấp ngay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, rất dễ, rất nhanh. Thay đổi tạm ngưng à, cái này nếu trường hợp các bạn mà muốn thay đổi nội dung kinh doanh thì các bạn phải thông báo cơ quan đăng ký ký kinh doanh nhá. Ví dụ đang kinh doanh nhà nghỉ, bây giờ muốn chuyển qua karaoke thì phải thông báo. Trường hợp bạn các bạn trường hợp mà hộ tạm ngừng kinh doanh 30 ngày trở lên thì cũng phải thông báo. À, đây là các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các bạn tự xem đi, tự đọc, tự xem. Đây, một câu hỏi ở cái phần này là các bạn so sánh với doanh nghiệp tư nhân nhé. Khi mà so sánh làm các câu so sánh, các bạn đầu tiên phải nêu cho tôi khái niệm. Bao giờ phải có khái niệm nhé. Khái niệm thì nhớ là nêu ngắn gọn thôi, chứ đừng bê cả luật ra mà chép là rất là dài. Khái niệm thứ hai là sau đó các bạn nêu điểm giống. Thứ ba là nêu điểm khác. Thế là ok. Nhớ nêu là phải giải thích nhé. Rồi, hôm nay học đến đây hết hết bài. Bà nên hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm. À, nhiệm vụ các bạn đăng ký với lớp trưởng một nhóm là 8 bạn. Được chưa? Mỗi một nhóm 8, lớp này 160, như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu nhóm? 20 nhóm.